Thánh thể hoang cổ tập 106, chúc các bạn xem video vui vẻ. Bọn họ biết đại hội tiên triều lần này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Sau đó, nhóm thế lực tử điện tộc, cổ man tộc cũng có bóng dáng của cường giả hiện lên. Khí tức của mỗi một người đều vượt qua cự đầu trong đế, là trụ cột trong tộc mình. Đương nhiên, đều là hóa thân của những bóng dáng đó giáng xuống nơi này. Bọn họ chưa ngốc đến mức thật sự giáng xuống hoàng đô tiên triều Thiên Dụ. Nhưng lúc này, có thần tướng của tiên triều Thiên Dụ đi đến bên cạnh Khương Thái Lâm, truyền âm bằng thần niệm. Bệ hạ, bên ngoài Thiên Dụ chân giới có mấy nhân mã thế lực chủng tộc xuất hiện. Khương Thái Lâm khẽ gật đầu, như không hề bận tâm. Mà thế lực khắp nơi ở nơi này đều có mật thám và tai mắt của mình. Lúc này đều nhận được tin tức. Dường như có mấy nhân mã chủng tộc tụ tập về phía bên Thiên Dụ chân giới. Lẽ nào hôm nay chính là khởi đầu của trận chiến bất hủ như trong dự liệu. Đáy lòng cường giả của mấy thế lực đều là căng thẳng, sắc mặt trì trệ. Khai chiến trận doanh cấp bậc này, cái ảnh hưởng sẽ cực kỳ khủng bố. Ẩm đùng đùng. Bỗng nhiên, trong hư không lại có một bóng dáng mênh mông, hiện lên hình chiếu hóa thân. Đầu đội đế quan, mặc đế bào, bàn tay huyền cơ nhật nguyện, khí cơ rộng lớn, đế uy như biển. Tất cả mọi người nhìn thấy bóng dáng này đều nín thở. Diễn Hoàng. Bóng dáng đế vương hiện ra, chính là Diễn Hoàng của tiên triều Đại Diễn. Một chí cường giả uy danh lẫm liệt ở Đông Thương Mang. Thái Lâm huynh, đại hội tiên triều lần này có chút không bình tĩnh đó. Diễn Hoàng mở miệng, giọng điệu bình thản, tiếng nói quanh quẩn khắp thiên địa. Gợn sóng này không phải là các ngươi khuấy lên sao? Khương Thái Lâm vẫn ngồi vững nơi đài câu cá, chỉ ngước nhẹ mắt, nhìn hóa thân của Diễn Hoàng. Thật ra bổn hoàng chỉ cảm thấy cục diện của Đông Thương Mang đã lâu không thay đổi. Từng là huy hoàng, không có nghĩa là hiện tại. Không ai có thể vĩnh viễn ngồi ở phía trên. Tuy lời này của Diễn Hoàng nói rất mờ mịt, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra ý tứ ở bên trong. Ý là tiên triều Thiên Dụ không còn huy hoàng như trước đây nữa. Không có tư cách duy trì địa vị và cục diện siêu nhiên. Bên trong tam đại tiên triều, lãnh thổ của tiên triều Thiên Dụ rộng lớn nhất, tài nguyên thâm hậu nhất. Mà nhóm thế lực tiên triều Đại Diễn luôn nhìn chằm chằm bản đồ của tiên triều Thiên Dụ. Cũng tức là, nếu cuối cùng không thể nhấc lên trận chiến bất hủ của hai trận doanh. Vậy thì kết quả, chỉ sợ là tiên triều Thiên Dụ cắt thịt lấy máu, nhượng lại rất nhiều lợi ích. Nhưng lần này hướng vận của tiên triều Thiên Dụ càng bị tổn hại, đi từng bước về phía tuần hoàn chết. Cho nên tiên triều Thiên Dụ không thể đồng ý được. Ánh mắt của cường giả thế lực các phương ở nơi này đều biến ảo. Nín thở. Lần này, tiên triều Thiên Dụ, nên làm thế nào để ứng đối sự ép cung của nhóm thế lực tiên triều Đại Diễn đây? Ô, ngay hoàng thành Thiên Dụ, lúc trận cờ quyết định cục diện thế lực Đông Thương Mang được triển khai, thì phía bên quân Tiêu Dao, trong hang Vãng Sinh, nguyên thần tam thế của hắn và nguyên thần của Khương Vận Nhiên, vẫn dạo chơi bên trong vũ trụ tinh không của mảng không minh này, không biết bọn đã thâm nhập vào đây bao lâu. Gió lạnh diệt hồn ở nơi này đã hình thành cơn bão khủng bố. Nguyên thần bình thường hoàn toàn không thể tồn tại ở nơi này. Cũng tức là nguyên thần của quân Tiêu Dao quá yêu nghiệt, mới có thể ở lại nơi này. Mà nguyên thần không linh của Khương Vận Nhiên, bởi vì có quân Tiêu Dao bảo vệ cho nên cũng không sao. Lúc này, ở xa xa lần nữa có gió lạnh diệt hồn kinh khủng, thậm chí còn hình thành cơn bão như vòng xoáy cuốn tới. Cho dù là quân Tiêu Dao, đều là nhíu mày. Tuy nguyên thân tam thế của hắn nghịch thiên, nhưng cũng không thể mạnh mẽ đến vô biên. Gió lạnh diệt hồn ở nơi này, cho dù là nguyên thần cấp không kiếp, đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng vào lúc này, một lực nguyên thần minh mông khó có thể tưởng tượng được cuộn trào mãnh liệt ra, như cát biển. Gió lạnh diệt hồn bất động, cứ như là đọng lại. Điều này khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Một ý niệm, vạn vật kết băng. Đó là lực nguyên thần khủng bố cỡ nào chứ? Chẳng lẽ là, cấp bất hủ, cảm nhận được sức mạnh to lớn nguyên thần minh mông vô hạn, quân Tiêu Dao cũng có kinh ngạc. Bên trên nguyên thần cấp không kiếp là nguyên thần cấp bất hủ. Nguyên thần bất hủ, một ý niệm tạo ra núi biển. Trạng thái khó có thể hình dung đó. Chỉ có đạt đến được tầng đó mới có thể lĩnh hội được sự huyền diệu. Nguyên thần cấp không kiếp đã rất mạnh rồi, cường giả đế cảnh không chuyên tu nguyên thần đều khó đạt được. Mà nguyên thần cấp bất hủ là khó càng thêm khó. Chỉ sợ chỉ có cận thần, thậm chí là cấp thần thoại mới có thể tu luyện được. Trái tim của quân Tiêu Dao buông lỏng. Hắn biết hiện tại tạm thời không cần lo lắng gì cả. Là, cổ tổ đại nhân, Khương Vận Nhiên cũng lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Bên trong gió lạnh diệt hồn ngưng trệ khắp bầu trời. Bỗng nhiên có vầng sáng chói mắt chiếu rọi khắp vũ trụ. Một bóng dáng thần hoa mông lung mờ mịt hiển hiện lên. Đó vốn không phải là chân thân, mà là nguyên thần. Nói là nguyên thần, nhưng lại cảm thấy dường như không có khác biệt gì với chân thân cả. Đó là một bóng dáng nam tử trung niên to lớn cao ngạo. Quanh thân lượn lờ sương mù mông lung, còn có vô số ảo cảnh trôi dạt, như mặt trời mọc lên mặt trăng lặn xuống. Âm thanh tế tự to lớn, tiếng cầu nguyện vang lên. Nam tử này giống như thần linh cổ xưa được người đời cúng bái. Mặc dù trạng thái, khí tức nguyên thần cũng che đậy càn khôn thiên địa,
không cách nào suy đoán năng lực của hắn khủng bố đến mức độ nào. Khiến người ta liếc nhìn, chỉ có thể cúi đầu cúng bái. Cổ tổ đại nhân, Khương Vận Nhiên nhìn thấy bóng dáng này, lộ ra sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng đến cực điểm. Ngọa Long tiền bối, Quân Tiêu Dao cũng nói, nam tử này chính là Khương Ngọa Long, cổ tổ của tiên triều Thiên Dụ người cũng như tên. Khí tức của Khương Ngọa Long rộng lớn, nếu rồng ngủ đông ẩn náu, vừa kêu lên thì nghìn núi rung động. Dù cho chỉ là nguyên thần, cũng đã khiến Quân Tiêu Dao cảm nhận được loại sâu không lường được. Với nhãn giới của hắn đều cảm thấy như vậy, đủ để thấy năng lực của Khương Ngọa Long. Khương Ngọa Long nhìn thoáng qua Khương Vận Nhiên, đương nhiên là ông có thể phát giác được khí tức nguyên thần của huyết mạch nhà mình. Sau đó, ánh mắt ông lại nhìn về Quân Tiêu Dao, kêu nhẹ. Ngươi, Quân Tiêu Dao cũng nói, vãn bối Quân Tiêu Dao. Thì ra là thế, người quân gia, bằng chừng ấy tuổi đã tu thành nguyên thần cấp không kiếp rồi. Hơn nữa còn là nguyên thần tam thế cực kỳ quý hiếm. Tư chất nguyên thần của Quân Tiêu Dao khiến Khương Ngọa Long hơi cảm thán. Ông cũng hiểu, nếu không có nguyên thần tam thế của Quân Tiêu Dao, bọn họ cũng khó có thể đến nơi này. Ngọa Long tiền bối, người vẫn luôn ở trong hang vãng sinh, Quân Tiêu Dao nói. Hắn không tiện hỏi Khương Ngọa Long tại sao lại bị vây ở nơi này lâu như vậy. Khương Ngọa Long khẽ thở dài nói. Thật ra các ngươi không nên tới nơi này. Ngọa Long tiền bối, tại sao vậy? Quân Tiêu Dao hỏi. Tuy hắn hiểu rõ nơi có thể vây khốn Khương Ngọa Long tuyệt đối không tầm thường. Nhưng năng lực nguyên thân của Khương Ngọa Long khủng bố như thế, tại sao ông không cách nào rời đi được? Khương Ngọa Long thở dài một tiếng, cũng nói mấy lời bí ẩn. Tinh không thương mang, thập đại kỳ quan, đều có bí ẩn. Mà hang vãng sinh tất nhiên cũng có. Nghe đồn tồn tại đó có liên quan đến tiên. Mà không gian ở chỗ bọn họ rất có thể là thứ có liên quan đến tiên. Có lẽ là tồn tại như không gian thần niệm giữ lại. Quân Tiêu Dao nghe đến đây cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Khó trách trong mảng không gian này ẩn chứa gió lạnh diệt hồn đáng sợ, vốn bản thân do dùng thần niệm cấu thành. Hơn nữa có thể vây khốn nguyên thần của Khương Ngọa Long. Cũng đủ để chứng minh cái gọi là tiên, khủng bố cỡ nào. Trước đây, tu vi ngộ ở bình cảnh, khó có thể đột phá, nên tới hang vãng sinh tìm kiếm cơ hội. Một là nghe đồn hang vãng sinh này có tương quan đến tiên. Hai là nơi này có tung tích của tiên dược. Nghe Khương Ngọa Long nói vậy, Quân Tiêu Dao lập tức nghĩ đến nhụy hoa tiên dược bên trong hồ nước trước đó. Xem ra là Khương Ngọa Long đã tìm thấy tiên dược, sau đó bất ngờ tiến vào không gian này. Ta đã tìm rất lâu trong mảng không gian này, cũng không tìm thấy cách thoát ra ngoài. Nhưng nơi này lại thích hợp rèn nguyên thần. Mặt khác, cũng truyền lại rất nhiều dấu vết đại đạo. Khương Ngọa Long nói. Quân Tiêu Dao cũng gật đầu. Mảng không gian thần niệm này tràn ngập gió lạnh diệt hồn khủng bố. Đối với nguyên thần bình thường, là một tuyệt địa. Nhưng nếu nguyên thần đủ mạnh, có thể chịu đựng từng bước, vậy tuyệt đối là một nơi ma luyện. Mặt khác, dù sao nơi này cũng có liên quan đến tiên, tràn ngập dấu vết đại đạo, cứ như có thể nhìn thấy sự đổi thay giữa thế giới và năm tháng. Điều này đối với tu sĩ, có thể sánh với cơ duyên nghịch thiên. Vậy, Ngọa Long tiền bối ở đây có, Quân Tiêu Dao hơi tò mò. Khương Ngọa Long than nhẹ. Người đời đều biết thành tiên chính là khó trong khó. Thật tình không biết, muốn trở thành thần thoại, không phải là chuyện dễ dàng hôm nay, ta chỉ bước ra được nửa bước. Nửa bước thần thoại, Quân Tiêu Dao thì thào. Trước đó Khương Ngọa Long là cấp cận thần. Cái gọi là cận thần, chính là tiếp cận thần thoại. Nhưng tiếp cận chung quy vẫn là tiếp cận, còn một khoảng cách cực lớn với thần thoại đế thật sự. Bởi vậy có thể thấy muốn thành thần thoại vốn không phải là chuyện đơn giản, có lẽ là dễ hơn thành tiên một chút. Nhưng hiện tại, Khương Ngọa Long đã bước vào nửa bước, muốn tiếp cận thêm một cảnh giới. Có thể nói, hiện tại, chỉ sợ thực lực của Khương Ngọa Long mạnh hơn cấp cận thần nhiều. Nhưng thực lực cảnh giới cụ thể ở bên trong, Quân Tiêu Dao nhất thời khó nhìn rõ được. Đế cảnh có thất trọng thiên, mà cận thần và thần thoại thì vô cùng mờ mịt. Quân Tiêu Dao vốn không nghi ngờ tư chất thực lực của mình, cận thần và thần thoại cũng không phải là đỉnh cao của hắn. Nhưng bây giờ hắn không cần phải nghĩ xa như vậy. Cổ tổ đại nhân, lẽ nào chúng ta luôn bị vây khốn ở bên trong mãi? Khương Vận Nhiên cũng không nghĩ đến sẽ có cục diện như hiện tại. Nơi đây cực kỳ huyền bí, nếu ta tiến thêm một bước, tìm hiểu sự huyền diệu của thần thoại, có lẽ sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này. Khương Ngọa Long nói, nơi này quả thật là một vùng đất tu luyện tốt, nhưng tiếc là phía bên tiên triều Thiên Dụ. Quân Tiêu Dao cũng đơn giản nói cục diện hiện tại của tiên triều Thiên Dụ một lượt. Khương Ngọa Long than thở, trước đây chính là vì biết được thế cục cho nên mới muốn tu vi tiến thêm một bước, tọa trấn tiên triều Thiên Dụ, ai ngờ lại bị vây khốn 5 tháng dài như vậy trước đó, Khương Ngọa Long cũng không nghĩ đến bản thân lại bị vây khốn trong hang vãng sinh. Mà cục diện hiện tại, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng cảm giác hơi khó giải quyết. Ngay cả nguyên thần của Khương Ngọa Long cũng không tìm thấy lối ra. Vậy hắn và Khương Vận Nhiên thì đừng nói đến nữa. Nhưng nếu vẫn trì hoãn thì phía bên tiên triều Thiên Dụ sẽ xảy ra chuyện. Ngay lúc cục diện rơi vào bế tắc, bỗng nhiên Quân Tiêu Dao cảm nhận được có một thứ sinh ra dị động, hơi sáng lên, phát ra ánh sáng sáng tối chập chờn.
Rõ ràng là chủng vãng sinh, phần thưởng 8 sao đã đánh dấu trước đó. Chủng vãng sinh là phần thưởng Quân Tiêu Dao vừa mới đánh dấu ở hang vãng sinh. Óng ánh trong suốt giống như hạt sen, bên trong cứ như giấu giếm tiên cảnh, có sự thay đổi của vũ trụ huyền diệu, lộ ra vẻ phi phàm khác thường. Mà giờ phút này, chủng vãng sinh chợt hiện lên trong nguyên thần của Quân Tiêu Dao, phóng ra vầng sáng sáng chói, sinh ra hành động lạ. Điều này nằm ngoài dự liệu của Quân Tiêu Dao. Với cảnh giới hiện tại của Quân Tiêu Dao, trình độ phần thưởng mà hắn đánh dấu cũng sẽ nâng lên theo. Phần thưởng 8 sao là phẩm chất rất cao rồi. Trước đó, Quân Tiêu Dao cũng không có thời gian tìm tòi sự huyền diệu của chủng vãng sinh. Nhưng hiện tại, chủng vãng sinh đột nhiên sinh ra hành động khác thường. Một chùm sáng vô cùng sáng chói bắn ra từ trong hang vãng sinh. Chợt chùm sáng này bắn ra từ ấn đường nguyên thần của Quân Tiêu Dao, rơi vào chỗ sâu trong không gian. Tình hình bất thình lình cũng thu hút sự quan tâm của Khương Ngọa Long, Khương Vận Nhiên. Tiêu Dao tộc huynh, Khương Vận Nhiên rất kinh ngạc. Ánh mắt Khương Ngọa Long thâm sâu như biển. Sau đó, ở chỗ sâu có ánh sáng hiện lên ở mảng không gian vũ trụ thâm sâu u ám này. Lẽ nào đó là lối ra? Khương Vận Nhiên nói. Quân Tiêu Dao hoàn hồn, cũng cảm giác rất kỳ dị. Khương Ngọa Long nói, hình như ở trên người ngươi có thứ gì đó có liên quan đến mảng không gian này, thậm chí là hang vãng sinh. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, đánh dấu hệ thống được thứ gì đó. Tuy không phải là 100%, nhưng có lúc sẽ có nhân quả liên hệ đến đánh dấu. Chủng vãng sinh và hang vãng sinh, nếu nói không có chút liên quan gì, đó mới là lạ. Nhưng đương nhiên Quân Tiêu Dao cũng sẽ không tiết lộ ra bí mật của mình. Khương Ngọa Long cũng không nghiên cứu sâu hơn. Với thân phận của ông, không đến mức tìm tòi bí mật của một hậu sinh tiểu bối. Chẳng qua ông ấy cũng không ngờ nơi bản thân bị nhốt lâu như vậy, tiểu bối này lại có cách trực tiếp thoát ra ngoài. Sau đó, bóng dáng ba người họ trốn về phía ánh sáng đó. Bên trong cung điện đẹp đẽ, trên hồ nước óng ánh trong suốt, Quân Tiêu Dao, Khương Vận Nhiên, còn có cơ thể Khương Ngọa Long ngồi xếp bằng như xác khô. Vào giây phút nào đó, ấn đường của bọn họ chợt phóng ra ánh sáng. Nguyên thần trở về vị trí cũ. Quân Tiêu Dao mở hai mắt, phát hiện đã về tới bên trong cung điện. Hắn và Khương Vận Nhiên nhìn nhau, ánh mắt chuyển về phía cơ thể của Khương Ngọa Long. Cơ thể của Khương Ngọa Long như xác khô tiểu tụy, cứ như chìm vào yên tĩnh. Nhưng thuận theo nguyên thần của Khương Ngọa Long trở về vị trí cũ, cơ thể này bắt đầu hồi phục sức sống. Một luồng sức mạnh mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, như rồng ngủ đông bị kinh sợ vậy. Hơi động đậy, thiên địa đã rung động. Khương Ngọa Long mở to đôi mắt đã lâu không mở. Lúc này, toàn bộ cung điện đẹp đẽ đều đang rung động, tiên khí hừng hực, sương mù cuồn cuộn. Khương Ngọa Long vươn tay bắt một cái. Nhụy hoa tiên dược trong hồ nước đó cũng trực tiếp bị nó luyện hóa. Một phần dung nhập vào cơ thể của Khương Ngọa Long, mà phần khác thì hóa thành hai, dũng mãnh tràn vào cơ thể của Quân Tiêu Dao và Khương Vận Nhiên. Quân Tiêu Dao và Khương Vận Nhiên cũng lập tức hiểu ra là Khương Ngọa Long muốn phân ra một phần cơ duyên cho bọn họ, là quan tâm đến tiểu bối bọn họ. Hai người họ cũng không khách sáo, mà bắt đầu tiêu hóa, dung nạp, tinh hoa tiên dược rót vào. Cơ thể Khương Ngọa Long vốn khô quắt như xác khô cũng nhanh chóng hồi phục. Đến cuối cùng, cả người Khương Ngọa Long đều bị tiên mang nồng nặc bao vây, khí tức tản ra càng khiến chư thiên trở nên rung động. Có thể nói, cho dù là tồn tại đỉnh phong đế chi vô thượng ở đây, đều phải chịu chấn nhiếp, cảm giác được một loại áp bách. Nhưng khí tức này lại không sinh ra chút ảnh hưởng nào với Quân Tiêu Dao và Khương Vận Nhiên. Không qua bao lâu, thần mang từ từ tản đi. Một bóng dáng có tư thế oai hùng nổi lên. Mái tóc dài màu đen rối tung nồng đậm, khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm, hai tròng mắt cứ như nhật nguyệt bay bổng, diễn hóa cảnh tượng đổi thay. Quanh thân có thần mang mông lung sương mù bắt đầu khởi động, diễn hóa ra thiên địa càn khôn, vạn vật đổi rời. Càng giống như có âm thanh tế tự, âm thanh cầu xin vang lên bên trong tối tăm. Giống như một thần linh cổ xưa thức tỉnh. Đó chính là Khương Ngọa Long, cổ tổ chí cường của Khương gia tiên triều Thiên Dụ Ngọa Long tiền bối. Cổ tổ đại nhân Quân Tiêu Dao và Khương Vận Nhiên cũng đứng dậy hành lễ. Bọn họ đều đạt được không ít lợi ích. Nói đến, lần này ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Tuy tu vi của Khương Ngọa Long sâu không lường được, đứng ở đỉnh phong, nhưng đối mặt với đám hậu bối như Quân Tiêu Dao và Khương Vận Nhiên, lại không bày ra tư thế gì, có vẻ rất bình thản. Ngọa Long tiền bối khách sáo rồi, vãn bối cũng có huyết mạch Khương gia, là người Khương gia. Giúp tiền bối thoát khó khăn là chuyện vãn bối nên làm. Quân Tiêu Dao nói. Ha ha, tốt, Quân gia và Khương gia sinh ra nhân vật như ngươi là may mắn của hai nhà. Chuyện còn lại sau này hắn nói, trước mắt chúng ta cần phải trở về. Khương Ngọa Long nói. Nói đến đây, trong ánh mắt ông cũng lộ ra một tia hoài niệm cảm khái. Rõ Quân Tiêu Dao và Khương Vận Nhiên gật đầu. Khương Ngọa Long phất tay áo, lập tức dẫn Quân Tiêu Dao và Khương Vận Nhiên rời khỏi nơi này. Nửa bước thần thoại là năng lực cấp bậc nào? Cho dù vẫn chưa thành tựu thần thoại đế thật sự, nhưng cũng là tạo hóa càn khôn, thủ đoạn đạt tới đỉnh. Phong chỉ chốc lát, bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài hang vãng sinh.
Không chỉ có Quân Tiêu Dao và Khương Vận Nhiên, mà Tang Du cũng xuất hiện. Nàng còn chớp mắt mơ hồ, nhưng sau khi nhìn thấy Khương Ngọa Long, cũng hiểu ra Quân Tiêu Dao bọn họ đã thành công. Chúng ta thăm dò, cũng chỉ là một phần khu vực của hang Vãng Sinh mà thôi, là một trong thập đại kỳ quan. Hang Vãng Sinh vốn không đơn giản như vậy. Khương Ngọa Long nhìn thoáng qua hang Vãng Sinh. Quân Tiêu Dao cảm giác chủng Vãng Sinh cũng cảm thấy như thế. Nhưng trước mắt, rõ ràng không phải là lúc thăm dò hang Vãng Sinh. Hắn cảm thấy, sau này chắc chắn còn có lúc phải tới. Khương Ngọa Long đạp mạnh, hư không cứ như gấp lại, chồng lên dưới chân ông. Chu Thiên Tinh Thần đều đang dịch chuyển, xoay tròn. Ông dẫn theo đám người Quân Tiêu Dao, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc này, Hoàng Thành Thiên Dụ, không khí ngưng trệ, bầu không khí sơ xác tiêu điều. Vương của Lam Ma tộc, Kim Giác Vương của Linh Giác tộc, còn có Vương của Tử Điện tộc, Vương của Cổ Man tộc, mỗi một vị đều là cường giả đỉnh phong của chủng tộc Bách Cường, là tồn tại giống như trụ cột. Tuy là hóa thân giáng xuống, nhưng cũng là uy áp bát phương, khiến vô số người nín thở. Rõ ràng, tuy những cường giả này là hóa thân, nhưng nếu thật sự nhắc lên trận chiến bất hủ, thì bản tôn của bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Trên thực tế, trước khi đại hội tiên triều lần này bắt đầu, tiên triều đại diễn và đám hung tộc Lam Ma tộc đã âm thầm có kế hoạch. Bọn họ có chuẩn bị mà đến. Không chỉ có hóa thân cường giả giáng xuống, mà còn có quân đội các tộc, sớm đã bao vây Thiên Dụ chân giới mà đến. Một lời không hợp thì nhấc lên trận chiến bất hủ. Đó vốn không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Cái thế lực khắp nơi muốn, chính là ép cung tiên triều Thiên Dụ. Lúc này, sắc mặt của Khương Đế Khương Thái Lâm cũng trầm lạnh, ông đứng dậy, ánh sáng đế đạo soi sáng bát phương. Chư vị là muốn ép cung ư? Diễn Hoàng mỉm cười, nếu Khương Huynh cho rằng như vậy, vậy sẽ là như vậy. Vương của Lam Ma tộc phát ra vẻ lạnh lẽo liều lĩnh, hà tất phải nhiều lời, tiên triều Thiên Dụ từ lâu không còn huy hoàng như trước đây nữa, vẫn còn mưu toan trấn áp các tộc, cao cao tại thượng hôm nay đáng đời bị cắn trả, ta thấy cứ là một mạch, diệt triều đi. Tính tình của Lam Ma tộc vốn thuộc loại hung ác điên cuồng, lúc này mở miệng càng không hề kiêng kỵ. Phía bên tiên triều Thiên Dụ, một đám đại nhân vật, tộc lão đế cảnh đều có khí thế bừng bừng phấn chấn. Chưa có sinh linh nào dám can đảm nói ra lời này. Khóe miệng thần hỗn độn của Quân Tiêu Dao hiện lên ý cười lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn về phía chân trời. Giây tiếp theo, gió yên tĩnh, mây dừng lại. Một luồng uy áp mênh mông không gì sánh được, như thần phủ xuống. Khí tức kinh khủng chút xuống mười phương, thậm chí hóa thân của Vương Lam Ma tộc trực tiếp bị luồng khí tức này chấn áp sụp đổ. Đại kiếp luân chuyển, chư thế tiêu tan, tiên triều Thiên Dụ ta vĩnh viễn đứng sừng sững bất diệt. Ai dám nói diệt triều, ai đang nói lời ngông cuồng. Lời nói hào hùng, ầm đùng đùng, quanh quẩn khắp Hoàng Thành Thiên Dụ, thậm chí vang vọng toàn bộ Thiên Dụ chân giới. Quần tinh chư thiên cứ như chịu dao động, muốn rơi xuống. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều nín thở, choáng váng. Vương của Lam Ma tộc có tu vi phi phàm, cho dù chỉ là hóa thân đều không bình thường, không phải tùy tiện là có thể diệt. Mà hiện tại, hóa thân của Vương Lam Ma tộc trực tiếp bị khí, tức đè cho ánh mắt của mọi người dường như lập tức hội tụ lên trời cao. Ở nơi này có mấy bóng dáng hiện lên. Sắp đổ. Nam tử cao ngạo đứng đầu khí nuốt thương mang lay động nhật nguyệt, uy thế mạnh mẽ đến mức không cách nào tưởng tượng được. Như một thần linh phủ đầy bụi lâu đời dáng thế, như chân long ẩn núp thức tỉnh, lay động nghìn núi vạn trượng. Ta không nhìn nhầm đó chứ, đó là Khương Ngọa Long. Lúc nhìn thấy bóng người đó, thủ lĩnh, đại nhân vật, chí cường giả của thế lực các phương ở nơi này đều phát ra tiếng kinh ngạc, da đầu đều tê dại. Khương Ngọa Long từng là một trong những trụ cột của tiên triều Thiên Dụ. Sau khi mấy cường giả khác của tiên triều Thiên Dụ rời đi, thì Khương Ngọa Long chính là trụ cột của tiên triều Thiên Dụ. Mà sau đó, Khương Ngọa Long tiến vào hang Vãng Sinh tìm kiếm đột phá, sau đó không còn đi ra ngoài nữa. Cũng chính vì điều này mới dẫn đến cục diện của tiên triều Thiên Dụ càng ngày càng không ổn định, khó có thể trấn trụ đại cục giống như trước đây. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Nhân vật chí cường vốn không nên xuất hiện lại xuất hiện ở nơi này. Sừng sững giáng lâm, chấn động thế lực khắp nơi. Phía bên tiên triều Thiên Dụ, một đám tu sĩ cường giả Khương gia cũng khiếp sợ, sau đó cực vui. Dù sao thì chuyện Quân Tiêu Dao đến hang Vãng Sinh không phải là ai cũng biết. Có rất nhiều người mơ màng. Khương Thái Lâm cũng không nhịn được mà cười lên tiếng. Quân Tiêu Dao đúng là phúc tinh của tiên triều Thiên Dụ. Lúc này, thế lực khắp nơi cũng chú ý tới người bên cạnh Khương Ngọa Long. Là Quân Tiêu Dao. Còn có cửu công chúa Khương Vận Nhiên. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có mấy tu sĩ vô cùng kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng có người nhanh chóng nghĩ tới. Chẳng lẽ là tiên triều Thiên Dụ âm thầm phái người đi cứu Khương Ngọa Long? Nhưng nhìn mấy người Quân Tiêu Dao, Khương Vận Nhiên, mọi người ở đây đều khó có thể tưởng tượng. Nơi ngay cả Khương Ngọa Long đều bị vây khốn, Quân Tiêu Dao làm thế nào cứu ông ra được vậy? Hơn nữa, Quân Tiêu Dao ở nơi này chẳng lẽ là phân thân? Không thể nào, sao phân thân lại có thể mạnh đến vậy,
hơn nữa còn là hỗn độn thể. Lẽ nào bên cạnh Khương Ngọa Long mới là phân thân? Rất nhiều người khiếp sợ, không rõ hai quân Tiêu Dao rốt cuộc có tình hình gì. Thần hỗn độn quân Tiêu Dao cũng bước vút qua, nhập vào hắn. Lúc diễn hoàng, Kim Giác Vương cùng với cường giả cường tộc khác nhìn thấy hiện thân của Khương Ngọa Long, sắc mặt đều thay đổi. Nếu là cường giả khác của Tiên Triều Thiên Dụ hiện thân, bọn họ sẽ không khiếp sợ như vậy, bởi vì đã sớm nằm trong dự liệu. Nhưng chỉ có sự xuất hiện của Khương Ngọa Long là không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Ánh mắt của những cường giả này lần nữa nhìn lên trên người quân Tiêu Dao. Khương Ngọa Long sớm không thoát khốn, muộn không thoát khốn, hết lần này tới lần khác lại thoát khốn vào lúc này. Cộng thêm cùng xuất hiện với đám người quân Tiêu Dao. Nếu nói Khương Ngọa Long thoát khốn không liên quan đến quân Tiêu Dao, chỉ sợ sẽ không ai tin. Có thể nói, trước đây dù quân Tiêu Dao có yêu nghiệt thế nào, cũng không lọt vào mắt đám người diễn hoàng, bởi vì hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nhưng hiện tại, chính là tiểu bối hậu sinh này đã đánh bọn họ không kịp trở tay. Khương Ngọa Long, đáy mắt của diễn hoàng cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Với vai vế của hắn, thấp hơn một bậc ở trước mặt Khương Ngọa Long. Hắn biết chuyện hôm nay sợ là khó có thể làm tốt. Các ngươi muốn tiêu diệt Tiên Triều Thiên Dụ ta sao? Khương Ngọa Long đứng sừng sững trên trời sao, ánh mắt nhìn xuống. Lộ ra vẻ đạm mạc vô tình và nhìn xuống từ trên cao. Đối mặt với quân Tiêu Dao, Khương Vận Nhiên, Khương Ngọa Long có vẻ rất bình thản. Nhưng đối mặt với kẻ địch, Khương Ngọa Long cứ như biến thành một thần linh vô cảm vô tình. Ông chất vấn khiến tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được áp lực khiến người ta sợ hãi. Đó là cảm giác áp bách vô cùng khủng bố. Khương Ngọa Long, rốt cuộc hiện giờ hắn có thực lực gì? Hắn từng là tồn tại cận thần. Hiện tại, cho dù chưa tới thần thoại, có lẽ cũng không kém bao xa đúng không? Tiên Triều đại diễn, nhóm thế lực La Ma tộc phiền phức lớn rồi. Rất nhiều người trong mấy nhóm thế lực đứng trung lập hoặc là xem náo nhiệt đều đang âm thầm dùng thần niệm để giao lưu. Sự xuất hiện của Khương Ngọa Long khiến toàn bộ cục diện xoay ngược 180 độ. Một tồn tại không rõ thực lực, nhưng ít nhất cũng là cấp cận thần trở lên. Tuyệt đối có thể thao túng chiến trường, thậm chí là thao túng thắng bại của trận chiến bất hủ. Điều này, không phải, bọn ta chỉ muốn thương nghị mấy chuyện với Tiên Triều Thiên Dụ mà thôi. Lúc này, vương của Tử Điện tộc mở miệng. Trong lòng hắn đã muốn lùi lại, nhưng Khương Ngọa Long chỉ liếc mắt nhìn. Phụt! Hóa thân của vương Tử Điện tộc đã trực tiếp dấy lên hỏa diễm. Đó vốn không phải là hỏa diễm bình thường, mà là đạo hỏa dùng quy tắc phù văn hóa thành. Chỉ một ánh mắt, hóa thân của vương Tử Điện tộc đã tan mất. Theo như ta thấy, các ngươi không hề có thái độ đến thương nghị, Khương Ngọa Long hừ lạnh. Thanh thế ầm ầm. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ tại kênh YouTube Recap Phim. Cứ như toàn bộ đất trời đều đang rung động, vô số trật tự thần liên hiện lên, từng tia rậm rạp chẳng chịt, thô to không gì sánh được, trực tiếp xuyên thủng đám người diễn hoàng. Sắc mặt của đám người diễn hoàng đều thay đổi. Tuy chỉ là hóa thân của bọn họ giáng lâm, nhưng năng lực cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là hóa thân này cũng đại diện cho thể diện của bọn họ. Bị chôn vùi như vậy, làm ảnh hưởng đến thân phận của bọn họ. Bọn họ cũng ra tay nhưng rõ ràng là vô dụng. Từng bóng dáng hóa thân của cường giả đều tan thành mây khói trong tiếng hừ lạnh của Khương Ngọa Long. Trong lòng của cường giả thế lực còn lại ở nơi này càng phát run. Đây là thực lực của trụ cột Tiên Triều Thiên Dụ ư? Hơn nữa lúc Tiên Triều Thiên Dụ đang thịnh, không chỉ có một nhân vật như vậy. Sự chôn vùi của mấy hóa thân khiến nơi này yên tĩnh lại. Nhưng điều này vốn chưa kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Ngọa Long tiền bối, tiếp theo làm như thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi. Khương Ngọa Long nói. Đi nói đạo lý với bọn họ. Quân Tiêu Dao nghe xong thì mỉm cười. Đã biết được dự định của Khương Ngọa Long, đạo lý chân thật nhất của thế giới này là gì? Là nắm đấm. Nói đạo lý, với nhóm thế lực Tiên Triều đại diễn cũng được xem là giết gà dọa khỉ. Nếu không, ai cũng cho rằng Tiên Triều Thiên Dụ có thể tùy ý nhằm vào và bắt nạt. Khương Ngọa Long cất bước, trực tiếp biến mất. Mà Khương Thái Lâm cũng phát ra mệnh lệnh. Đại hội Tiên Triều lần này kết thúc. Tiên Triều Thiên Dụ chỉnh quân. Tiên Triều Thiên Dụ sắp ra tay. Tấn công về phía những quân đội thế lực các phương bao vây Thiên Dụ chân giới. Đồng thời, tu sĩ của Tiên Triều đại diễn, nhóm thế lực La Ma tộc ở nơi này cũng có sắc mặt trắng bệch, mất hết huyết sắc. Đương nhiên Tiên Triều Thiên Dụ sẽ lười để ý đến những người này. Bọn họ muốn tiến đến đại bản doanh của nhóm thế lực Tiên Triều đại diễn, nói đạo lý với bọn họ. Phía bên kia, người của Tiên Triều Tử Diệu cũng thấm mồ hôi lạnh. Mới vừa nãy, Tử Hằng Dương bị quân Tiêu Dao đánh bại, bọn họ suýt chút nữa thì cùng ra tay với Tiên Triều đại diễn. Nhằm vào Tiên Triều Thiên Dụ rồi. May mà bọn họ chậm một bước, nếu không bây giờ sẽ thật sự phiền phức rồi. Sau đó, tu sĩ của thế lực khắp nơi đều đứng dậy, muốn đi xem chiến góc vui, muốn biết tiếp theo sẽ có cục diện gì. Trạm thứ nhất của Khương Ngọa Long là Tiên Triều đại diễn. Bởi vì Tiên Triều đại diễn nhằm vào Tiên Triều Thiên Dụ đầu tiên. Sau khi hóa thân của diễn hoàng bị diệt, vốn không trực tiếp chống lại Khương Ngọa Long nữa. Hắn vẫn chưa đạt được cấp bậc như Khương Ngọa Long, chỉ có thể tọa trấn ở đại bản doanh Tiên Triều đại diễn.
nhưng thực lực của Khương Ngọa Long khủng bố như vậy. Chẳng qua lâu ngày, ông giáng xuống lãnh thổ của tiên triều đại diễn, toàn bộ mảng vũ trụ lớn cứ như nổ vang vì ông đến. Khương Ngọa Long, lần này quả thật là tiên triều đại diễn ta hơi lỗ mãng rồi. Nhưng vốn không có nghĩa là tiên triều đại diễn ta có thể mặc cho người ta ức hiếp. Bóng dáng của Diễn Hoàng hiện lên, lần này vốn không phải là hóa thân, mà là chân thân. Đầu đội đế quan, mặc đế bào, là nhân vật oai hùng cái thế. Nhưng ở trước mặt tồn tại có cấp bậc như Khương Ngọa Long, hình như ánh sáng đế đạo đã ảm đạm, không ít. Khương Ngọa Long không nói lời nào, mà dùng một chưởng đè ép xuống. Vũ trụ thiên địa đều sụp đổ, vô số tinh thần xung quanh vỡ nát, bị gợn sóng này chấn thành bột mịn. Diễn Hoàng thấy thế, lập tức điều động lực lượng vũ trụ. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của tiên triều đại diễn, tổ chức lâu, trải rộng rất nhiều trận pháp thần văn khủng bố cổ xưa. Lúc này đều bị Diễn Hoàng điều động, vô số trận pháp lưu chuyển, khí tức kinh thế, muốn chống lại Khương Ngọa Long. Nhưng chỉ là một chưởng mà thôi. Trận pháp bao trùm hàng tỷ dặm trong nháy mắt tan rã, đổ nát. Bóng dáng của Diễn Hoàng cũng trực tiếp bị đánh lùi, dọc đường đụng nát rất nhiều tinh thần. Không sai, thực lực của Diễn Hoàng đúng là rất mạnh. Nhưng vẫn là trong đế cảnh, mà Khương Ngọa Long tiến bộ hơn cấp cận thần một chút. Cho dù Diễn Hoàng mượn địa lợi cũng không đỡ được một chưởng của Khương Ngọa Long. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong trung tâm của tiên triều đại diễn, đột nhiên có một luồng khí tức mênh mông vọt lên. Nhưng khí tức này lại mang theo sự già nua và mục nát nhẹ nhẹ. Một lão già gần đất xa trời, âm u hiện lên ở chỗ sâu đó. Lão già đó già nua, cứ như hơn một nửa cơ thể vùi vào trong đống đất vàng vậy. Nhưng luồng khí tức kia lại mạnh đến mức càn khôn run rẩy. Ngọa Long đạo hữu, ngươi cần phải làm đến bước này sao? Lão già mở miệng, giọng nói cũng là già nua không gì sánh được. Sắc mặt của Khương Ngọa Long không thay đổi. Ta chẳng qua là nói đạo lý với tiên triều đại diễn các ngươi mà thôi. Đạo lý, ha, lão già nở nụ cười, nói. Một chiêu. Khương Ngọa Long liếc nhìn lão già. Được lập tức, Khương Ngọa Long và lão già bước ra một bước, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ. Thái tổ, Diễn Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu chặt mày. Lão già này chính là nội tình của tiên triều đại diễn. Còn là thái tổ khai quốc. Trước đó đã là nhân vật cận thần. Đáng tiếc, lúc trùng kích thần thoại, cuối cùng lại thất bại. Không chỉ không đột phá, trái lại còn tổn thất đến bản nguyên sinh mệnh, từ từ suy sụp. Dường như quanh năm đều ở trạng thái bế quan, không màng thế sự, kéo liền một mạch. Chính bởi vì vậy, dù cho Khương Ngọa Long bị vây khốn, tiên triều thiên dụ không còn thời gian huy hoàng. Thái tổ đại diễn này cũng chưa từng hiện thế. Nhưng chỉ chốc lát, bóng dáng của Khương Ngọa Long và thái tổ đại diễn đồng thời hiện lên. Hai người họ cứ như không có khác biệt gì như lúc nãy. Nhưng nhìn thái tổ đại diễn, thì có thể thấy bóng dáng vốn già nua mục nát dường như có thêm khí tức mục nát nồng đậm hơn. Thậm chí mơ hồ lượn lờ một luồng tử khí. Ngọa Long đạo hữu, ta đã biết rồi. Thái tổ đại diễn thở dài, nói. Biết được là được. Khương Ngọa Long thản nhiên nói. Sau đó bước chân đạp mạnh, biến mất tại chỗ, rời khỏi vũ trụ của tiên triều đại diễn. Thái tổ, điều này, đợi sau khi Khương Ngọa Long đi rồi, Diễn Hoàng muốn nói lại thôi. Ngươi đi sai nước cờ này rồi, thái tổ đại diễn than thở. Nhưng, chẳng lẽ tiên triều đại diễn ta luôn ở dưới ngươi sao? Trong ánh mắt của Diễn Hoàng còn mang theo vẻ không cam lòng. Thân là hoàng chủ một đời, nhân vật chí cường, ai lại tình nguyện ở phía dưới người ta? Thái tổ đại diễn lắc đầu. Có dã tâm là chuyện tốt, nhưng dã tâm phải xứng với thực lực, nếu không sẽ là bi kịch. Ngươi cho rằng tiên triều thiên dụ chỉ có Khương Ngọa Long ư? Thật ra còn có người, tuy không ở nơi này, nhưng cũng đang quan tâm ở trong bóng tối. Thái tổ đại diễn nói. Diễn Hoàng hơi suy nghĩ, nghĩ đến một người, khuôn mặt nghiêm túc. Thiên cơ đại đế. Hay. 99 thái tổ đại diễn thở dài, sau đó nôn mạnh ra một ngụm máu tươi. Thái tổ. Diễn Hoàng hơi biến sắc. Không sao, ta vẫn còn một hơi thở sau này tuyên cáo với bên ngoài, tiên triều đại diễn ta phong triều. Cái gì? Diễn Hoàng khó có thể bình tĩnh được. Tiên triều đại diễn bọn họ lại sắp bị ép phong triều rồi. Điều này thì có gì khác với cúi đầu quỳ xuống khuất phục chứ? Sau khi rời khỏi tiên triều đại diễn, Khương Ngọa Long lần nữa đi đến nơi khác, là Lam Ma Cốc. Đây là địa bàn của Lam Ma tộc. Khương Ngọa Long như thần linh giáng lâm, không có bất kỳ lời nói dư thừa nào cả. Ông giáng xuống một chưởng uy áp, hư không vũ trụ thành mảnh thành phiến sụp xuống. Phía bên Lam Ma Cốc có trận pháp mênh mông dâng lên, kết quả lập tức bị đánh tan. Khương Ngọa Long, ngươi cần gì phải như vậy? Chúng ta có thể nói chuyện. Mấy vị vương của Lam Ma tộc xuất hiện, nhìn Khương Ngọa Long như thần minh diệt thế giáng thế, khiếp sợ không thôi. Nói chuyện. Hiện tại ta đang nói đạo lý với ngươi đó. Giọng điệu của Khương Ngọa Long thản nhiên, tiếp tục ra tay, lực lượng chu thiên cứ như vận chuyển theo ông. Nói đạo lý. Nhìn hư không vũ trụ tan hoang đầy trời. Đạo lý của ngươi hơi kinh khủng. Mấy vị vương của Lam Ma tộc lập tức có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lam Ma tộc bọn họ rất hung ác điên cuồng.
Kết quả hiện tại, lại đụng phải người hung ác hơn. Ngươi và Khương Ngọa Long nói đạo lý. Được thôi, hắn cũng sẽ nói đạo lý với ngươi. Chỉ là dùng cách thức vật lý. Không có chút lo lắng nào cả. Mấy vị vương của Lam Ma tộc bị Khương Ngọa Long cường thế đuổi giết. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả cây Lam Ma cắn nuốt vô số tính mạng và linh hồn của sinh linh bên trong tộc đều bị Khương Ngọa Long nhổ tận gốc. Dù là nội tình của Lam Ma tộc ra tay đều không thể chặn được. Thực lực của Khương Ngọa Long đã không phải là cấp cận thần nữa, mà là bước một chân vào cảnh giới thần thoại. Sau đó, ngoại trừ tiên triều đại diễn và Lam Ma tộc, Khương Ngọa Long lại đi đến mấy tộc khác. Kim Giác Vương của Linh Giác tộc bị Khương Ngọa Long dùng một cước nghiền chết như con kiến hôi. Mấy vị vương của Tử Điện tộc ngã xuống, đế huyết nhuộm trời xanh tổ khí của Cổ Man tộc bị Khương Ngọa Long dùng một chưởng đánh tan, cường giả toàn tộc hầu như bị diệt hết. Từng tin tức được truyền đến, dường như thế lực các phương Đông Thương mang đều khiếp sợ. Thậm chí có rất nhiều người suy đoán có phải Khương Ngọa Long đang giấu nghề hay không. Chẳng lẽ ông đã thành thần thoại? Nhưng không ai biết. Càng không có ai dám đi dò xét hư thực của Khương Ngọa Long vào khoảng thời gian này. Đến cuối cùng, dường như Khương Ngọa Long đã khiến nửa Đông Thương mang mất tiếng. Vô số thế lực chấn động, cường tộc khiếp sợ không thôi. Mấy thế lực từng có xung đột với tiên triều Thiên Dụ thì càng nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi. Khương Ngọa Long bị nhốt trong hang vãng sinh năm tháng lâu dài. Có rất nhiều người sắp quên tên của ông rồi. Mà hôm nay, ông lần nữa trở về, chấn động toàn bộ Đông Thương mang. Mọi người cứ như nhìn thấy được tiên triều Thiên Dụ từng hưng thịnh sắp sửa tái hiện. Không ai dám ngăn cản Khương Ngọa Long. Cũng không phải nói, Khương Ngọa Long vô địch ở Đông Thương mang. Mặc dù Đông Thương mang chỉ là khu vực phía đông của toàn bộ tinh không Thương mang. Nhưng phạm vi cũng vô cùng rộng lớn, ngọa hổ tàng long. Nhưng rõ ràng, không ai đồng ý đụng chạm Khương Ngọa Long vào lúc này. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, hoàn toàn không cần thiết. Cảnh tượng này, mấy thế lực duy trì thế trung lập hoặc là xem náo nhiệt, thì vui vẻ nhìn lấy trước đây tiên triều Thiên Dụ đang thịnh, tuy cũng uy áp bốn phương, nhưng cũng nói đạo lý. Không phải là nói đạo lý cấp bậc vật lý giống như Khương Ngọa Long, chỉ cần không trêu chọc tiên triều Thiên Dụ thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng sau đó, dã tâm của tiên triều đại diễn bành trướng, thường xuyên mở rộng lãnh thổ, xâm lược các thế lực khác. Đám hung tộc Lam Ma tộc lại hung ác điên cuồng không gì sánh được, động đồ diệt cả cổ tinh, thậm chí là một phương tinh vực để bồi dưỡng cho cây Lam Ma. Cho nên cũng là nhắm trúng người, người oán trách. Hiện tại, những thế lực từng gặp phải hãm hại cũng là có chút hả hê, thầm mắng nhóm thế lực Lam Ma tộc đáng đời. Sau một phen chấn nhiếp, Khương Ngọa Long trở về tiên triều Thiên Dụ, mà không lâu sau, đã truyền đến tin tức khiếp người. Tiên triều đại diễn tuyên bố phong triều. Không chỉ như thế, còn cắt nhường ra rất nhiều lãnh thổ giới vực. Bồi thường cho tiên triều Thiên Dụ lượng lớn tiên linh đan, cổ bảo bí dược, kỳ chân dị bảo, nhóm thế lực Lam Ma tộc cũng chịu thua, hiến ra rất nhiều tài nguyên. Trải qua đợt này, tiên triều đại diễn, nhóm thế lực Lam Ma tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể nói là bị thương nặng, mà uy danh của tiên triều Thiên Dụ thì lần nữa đạt đến một độ cao mới. Thế lực khắp Đông Thương mang đều tin, sau đợt phong ba này, chỉ sợ địa vị của tiên triều Thiên Dụ đã hoàn toàn ổn định. Không có bất kỳ thế lực nào dám có chút khiêu khích. Dù sao thì cũng không ai muốn để Khương Ngọa Long tới cửa nói đạo lý, cho bọn họ nghe. Mà trong đợt sóng gió lần này, điều khiến người ta chú ý nhất không chỉ có Khương Ngọa Long, mà còn có quân Tiêu Dao nghiền ép Tử Hằng Dương, chém giết đại đế Lam Ma tộc. Thậm chí còn tiếp được một chiêu của cự đầu Lam Ma tộc mà không hề tổn thương gì. Chỉ với những điều này, cũng đã có thể nói là truyền kỳ rồi. Thân phận cấp thiếu niên đế của quân Tiêu Dao cũng được mọi người nhận định. Tư chất hỗn độn thể cũng khiến vô số người sợ hãi thán phục. Đồng thời điều khiến người ta tò mò là rất nhiều người suy đoán, có lẽ Khương Ngọa Long được quân Tiêu Dao cứu ra ngoài. Nhưng rốt cuộc cứu ra ngoài như thế nào thì không ai hay biết. Nói ngắn lại, hình như trên người quân Tiêu Dao bao phủ một vầng sáng thần bí. Hiện giờ hắn để lộ ra ngoài, có thể chỉ là một góc cạnh lạnh lùng của hắn. Hoàng thành Thiên Dụ, bầu không khí có thể nói là sôi động đến cực điểm. Trên mặt của vô số tộc nhân Khương gia của tiên triều Thiên Dụ đều mang theo vẻ vui sướng hân hoan. Tuy trước đó tiên triều Thiên Dụ cũng không tính là xuống dốc, vẫn còn ở đỉnh phong. Nhưng rõ ràng lại gặp phải rất nhiều chỉ trích và nhằm vào. Mà bây giờ, cổ tổ Khương Ngọa Long trở về, quân Tiêu Dao còn tạo ra được uy danh bất thế. Có đại lão thế hệ trước tọa chấn, lại có yêu nghiệt đời mới quét sạch bốn phương. Quốc vận của tiên triều Thiên Dụ có thể nói là đang thịnh, như thêm dầu vào lửa. Cho dù không cách nào so sánh với thời kỳ đỉnh phong nhất của lịch sử, nhưng đã là điều không tồi rồi. Bên trong đại diện rộng lớn ở Hoàng Cung, đám người Khương Ngọa Long, Khương Thái Lâm đang ở chủ tọa. Quân Tiêu Dao cũng ở bên trên. Còn có tộc lão khác của Khương gia, thần tướng của tiên triều Thiên Dụ, cùng với đám người Khương Hạo Diêu, Khương Vận Nhiên, đều ngồi hai bên phía dưới. Quân Tiêu Dao cũng kể lại chút tình hình ở hang vãng sinh cho Khương Thái Lâm nghe.
thì ra là thế, Khương thần đó sớm đã có lòng phản bội rồi. Thập hoàng tử cũng bị phệ hồn tộc đoạt xá. Khương Thái Lâm đã hiểu được tình hình. Phía bên kia, Quan Thiên các chủ lắc đầu thở dài. Hay, vậy mà hắn lại xa vào con đường lạc lối. Nhưng không ngờ hắn là người nắm giữ thiên cơ mệnh tinh khó, trách có thể dẫn động bia cổ Quan Thiên cộng hưởng, vốn cũng là người có tiền đồ vô lượng, đáng tiếc, có thể nói, chủ tinh thần có lực lượng tinh thần gia trì, thành tựu trong tương lai sẽ không giới hạn. Cho dù đối với tiên triều Thiên Dụ thì cũng là tồn tại cực kỳ quan trọng, sau này có thể trở thành trụ cột. Đáng tiếc Khương thần lại tìm đường chết. Cuối cùng rơi vào kết cục này. Quan Thiên các chủ từng là sự tôn của Khương thần. Nói không tiếc thì đó là điều không thể. Dù sao cũng còn chút tình cảm thầy trò. Nhưng Quân Tiêu Dao xử trí hành động này của Khương thần cũng không sai gì cả. Hắn cũng cảm thán, trước đây bói toán thôi diễn là sẽ có người thay đổi quốc vận của tiên triều Thiên Dụ, nên đón điểm rẽ. Thậm chí là thay đổi toàn bộ cục diện của Đông Thương Mang. Hiện tại đã trở thành sự thật. Quân Tiêu Dao chính là người thay đổi tất cả. Khương Thái Lâm nhìn về phía Quân Tiêu Dao nói. Quân Tiêu Dao, năng lực của thất tinh diệu thế cũng là bất phàm. Nhưng ngươi phải cẩn thận, có khả năng thất tinh loạn thế sẽ xuất hiện đó. Thất tinh loạn thế? Quân Tiêu Dao hơi nhíu mày. Khó trách lại gọi là tinh không thương mang. Đúng là có nhiều ngôi sao. Sau đó hắn cũng hiểu được thế gian có âm có dương. Có diệu thế, thì sẽ có loạn thế. So sánh với thất tinh diệu thế thì thuộc tính của thất tinh loạn thế, thiên về hướng hỗn loạn, hắc ám, giết chóc các loại. Ví dụ như tham lang tại tinh, thất sát kiếp tinh, thiên sát cô tinh, mà chủ tinh thần xuất hiện trước đó, diệu thế và loạn thế chia làm hai trận doanh đối lập. Quân Tiêu Dao từ chối cho ý kiến về điều này. Thế gian này không có chính tà thiện ác tự nhiên. Tất cả chẳng qua là suy tính về lập trường và lợi ích mà thôi. Giống như Khương thần, tuy có được thiên cơ mệnh tinh trong thất tinh diệu thế, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không được xem là người tốt lành gì. Cho nên cũng không thể chắc chắn thất tinh diệu thế là tốt, thất tinh loạn thế chính là hại. Có tin đồn, nếu có thể tập hợp đủ thất tinh là được thành tựu chủ thất tinh trong truyền thuyết. Đáng tiếc trước đây chưa từng xuất hiện. Khương Thái Lâm nói, một lực lượng tinh thần được đắp nặn ra từ chủ tinh thần. Mà truyền thuyết, nếu không ai có thể tập hợp đủ 7 lực lượng tinh thần cổ xưa, thì có thể hóa thành chủ thất tinh, thậm chí có thể điều động những lực lượng thiên địa tinh thần của tinh không thương mang. Tinh không thương mang, vô số tinh thần. Sức mạnh to lớn đó mênh mông cỡ nào chứ? Cho dù chỉ điều động một luồng đều có thể nói là nghịch thiên, có năng lực khiếp người. Chỉ là trước đây cũng chẳng có ai có thể tập hợp đủ thất tinh. Dù sao thì có thể được tinh thần tán thành, trở thành chủ tinh thần thì bản thân phải có chút tài năng. Sao có thể dễ dàng bị người ta đánh chết, cướp đoạt lực lượng tinh thần được? Khương Thái Lâm nói đến đây, còn nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nếu như nói những người khác không có khả năng này, vậy với tư chất nghịch thiên của Quân Tiêu Dao, nói không chừng thật sự không có chuyện gì mà hắn không làm được. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không để ý mấy đến lực lượng tinh thần gì đó. Cũng không có hứng thú quá lớn về cái gọi là chủ tinh thần, chủ thất tinh. Tồn tại này, cùng lắm là vương của dị số hoặc là dị số. Nhưng Quân Tiêu Dao chính là tổ dị số. Cho dù chủ thất tinh thật sự xuất hiện, tư chất cũng không thể so sánh với hắn. Thiên cơ mệnh tinh đối với Quân Tiêu Dao cùng lắm là dệt hoa trên gấm mà thôi. Dù sao thì trên người hắn toàn là Bắc, có thể nói là tồn tại của Bắc, nên cũng không thiếu bàn tay vàng này. Nhưng thiên cơ mệnh tinh cũng có giá trị của nó, sau này Quân Tiêu Dao sẽ xem xét. Lúc này, Khương Thái Lâm lần nữa nói với Quân Tiêu Dao. Đúng rồi, Quân Tiêu Dao, còn có một chuyện, bây giờ ngươi không thể từ chối nữa. Chuyện gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Phong Vương. Vừa thốt ra hai chữ Phong Vương, toàn bộ đại điện đều huyên náo đều hơi yên tĩnh lại. Ánh mắt của đám đại nhân vật tộc lão của tiên triều Thiên Dụ, còn có tộc nhân của các dòng chính đều hội tụ lên trên người của Quân Tiêu Dao. Phong Vương, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Chứ đừng nói Quân Tiêu Dao không mang họ Khương, còn là vương khác họ. Trước đây Phong Vương đều cực kỳ thận trọng. Cho dù Khương Thái Lâm đồng ý thì còn phải đợi các vị lão tổ, tộc lão bàn bạc thảo luận. Chỉ là hiện tại, nghe Khương Thái Lâm muốn Phong Vương cho Quân Tiêu Dao, toàn trường không có một ai của Khương gia có dị nghị gì cả. Có thể nói, tuy Quân Tiêu Dao không mang họ Khương, nhưng tất cả người của Khương gia cũng vô ý thức xem Quân Tiêu Dao thành người nhà mình. Đương nhiên cũng không phân biệt cùng họ hay là khác họ. Còn về công tích Phong Vương, điều đó càng không cần nói nhiều, hoàn toàn không cần đến văn chương miêu tả. Công tích mà Quân Tiêu Dao lập cho tiên triều Thiên Dụ đã vượt hơn trời rồi, thậm chí còn thay đổi quốc vận cho tiên triều Thiên Dụ. Một đám đại nhân vật, tộc lão của Khương gia nhìn về phía Quân Tiêu Dao đều hài lòng gật đầu. Mà mấy người trẻ tuổi, thiên kiêu dòng chính của Khương gia thì đầy kính ngưỡng và sùng bái. Bệ hạ, điều này, Quân Tiêu Dao hơi chần chờ. Thật ra hắn cũng thấy chuyện này không sao cả. Hơn nữa, hắn cũng không thể luôn ở lại tiên triều Thiên Dụ, sau này sẽ rời đi. Cho nên, Khương Thái Lâm như nhìn ra băn khoăn của Quân Tiêu Dao.
Ngươi yên tâm, cho dù trở thành vương của tiên triều Thiên Dụ ta, cũng không bắt buộc là phải một lực ở lại tiên triều đây, chỉ là một biểu tượng của thân phận và địa vị mà thôi. Huống hồ trước đây ngươi đã từ chối một lần rồi, hiện tại cũng không thể từ chối được nữa. Lúc quân Tiêu Dao mới đến tiên triều Thiên Dụ thì Khương Thái Lâm đã muốn lôi kéo hắn, thậm chí là nói phong vương. Chỉ là khi đó quân Tiêu Dao đã từ chối. Hơn nữa phong vương quả thật không có cớ gì cả, cho nên chỉ đành thế thôi. Hiện tại, công tích của quân Tiêu Dao đủ để chặn miệng của bất kỳ người nào, sẽ không ai có dị nghị nào. C. Lúc này, Khương Ngọa Long ngồi ở vị trí đầu nói, quân Tiêu Dao, đây là vinh dự ngươi nên có. Khương gia sẽ không keo kiệt với người trong nhà đâu. Quân Tiêu Dao thấy Khương Ngọa Long đều lên tiếng, cũng không phải là người không có mắt nhìn. Hắn hơi chắp tay nói, vậy thì đa tạ bệ hạ, đám người Ngọa Long tiền bối ưu ái rồi. Sau đó, chuyện liên quan đến việc quân Tiêu Dao phong vương cũng truyền khắp Đông Thương Mang. Thế lực khắp nơi nghe thấy tin tức này đều có tâm tư khác nhau. Nằm ngoài dự liệu, lại giống như hợp tình hợp lý. Đây cũng là vương trẻ tuổi nhất trong mấy tiên triều. Hay, hành động lần này của tiên triều Thiên Dụ cũng được xem là tỏ rõ thái độ, hoàn toàn lôi kéo quân Tiêu Dao làm người trong nhà. Nếu sau này ai dám nhằm vào quân Tiêu Dao, với thân phận là vương của hắn, chính là nhằm vào tiên triều Thiên Dụ. Tiên triều Thiên Dụ cũng được xem là, truyền tin ra ngoài, quân Tiêu Dao có tiên triều Thiên Dụ che chở, rất nhiều người đều hiểu. Tiên triều Thiên Dụ tuyên bố tin này, cũng được xem là một loại bảo vệ khác cho quân Tiêu Dao. Dù sao thì người và thế lực mà quân Tiêu Dao đắc tội cũng rất nhiều. Mà hiện tại, ban tặng thân phận Tiêu Dao vương hắn. Hơn nữa, còn có đám nhân vật lớn Khương Ngọa Long chống lưng ở phía sau. Toàn bộ Đông Thương Mang, cho dù thật sự không có ai dám nhằm vào quân Tiêu Dao ở bên ngoài. Không lâu sau, thiếp mời phong vương tiên triều Thiên Dụ đã truyền đến thế lực khắp nơi. Hiện tại cũng không có thế lực dám đắc tội với tiên triều Thiên Dụ nữa. Đều mang theo hậu lễ đến đây chúc mừng. Quân Tiêu Dao cũng là cạn lời với điều này. Hắn đưa ra yêu cầu nghi thức phong vương không cần phức tạp như vậy, đơn giản là được. Kết quả tiên triều Thiên Dụ lại làm cực kỳ long trọng, khua chiêng gõ trống. Nhưng quân Tiêu Dao hiểu là tiên triều Thiên Dụ đang phô trương thanh thế cho hắn. Đây là sự yêu mến của người nhà mình, mà hắn chỉ có thể nhận lấy. Nghi thức phong vương trùng trùng điệp điệp, nghe hà sáng lạn khắp bầu trời, nhân mã các nơi đều đến đây bái kiến. Một đám đại nhân vật của tiên triều Thiên Dụ hiện thân. Cổ tổ Khương Ngọa Long cũng đích thân xuất hiện, khiến bát phương kính nể. Bọn họ biết điều này đại diện cho việc phía sau quân Tiêu Dao có Khương Ngọa Long chống lưng. Quân Tiêu Dao áo trắng tuyệt thế, chắp tay đứng ở trên đài phong vương, nhận được vương lệnh Khương Thái Lâm ban cho. Phía trên khắc hai chữ Tiêu Dao, đại diện cho thân phận Tiêu Dao vương của hắn ở tiên triều Thiên Dụ. Bái kiến Tiêu Dao vương. Trên quảng trường, rất nhiều thị vệ tiên binh tướng lĩnh của tiên triều Thiên Dụ đều quỳ một chân về phía quân Tiêu Dao. Lời nói oai nghiêm như sấm sét truyền khắp thiên địa. Vô số thế lực khắp nơi ở bên ngoài đến bái kiến cũng đều chắp tay. Bọn ta chúc mừng Tiêu Dao vương. Dưới đài phong vương, đám người dòng chính là Khương Hạo Diêu, Khương Vận Nhiên, Khương Thiên Lan, Khương Uyển Nghi đều trông ngóng ở nơi này. Khương Hạo Diêu không khỏi cảm thán nói, quân huynh phong vương là mục đích chung, có lẽ đã phá vỡ ghi chép phong vương nhanh nhất rồi. Cửu muội, ngươi nói có phải? Khương Hạo Diêu quay đầu nhìn, lại phát hiện Khương Vận Nhiên ở bên cạnh khẽ nhếch hàng lông mi, ngước mắt lên nhìn bóng dáng của quân Tiêu Dao, dường như hơi thất thần. Cửu muội, a, hoàng huynh, ngươi nói gì vậy? Khương Vận Nhiên hoàn hồn. Cửu muội, sau khi trở về từ hang vãng sinh, hình như ngươi thường xuyên ngây người, không tập trung, là có chuyện gì vậy? Khương Hạo Diêu hỏi. Ta, không có gì. Khương Vận Nhiên hơi rũ mắt. Nàng có thể nói thế nào được? Nói nguyên thần của nàng với quân Tiêu Dao, khai thông tương hợp ở bên trong hang vãng sinh à? Tuy vẫn chưa được xem là nguyên thần giao hòa, nhưng cảm giác thân mật khi nguyên thần khai thông lẫn nhau tuyệt đối, không thua gì cơ thể giao lưu chân thành. Thậm chí còn có cảm giác xâm nhập vào linh hồn. Khương Vận Nhiên cũng cảm thấy, sau khi bản thân trở về từ hang vãng sinh cũng có chút không đúng. Nàng luôn nhớ đến từng cảnh tượng ở hang vãng sinh. Quân Tiêu Dao kéo lấy tay nàng, ngửi mùi hương trên người nàng. Ở trong không gian thần hồn tuyệt cảnh đó, nguyên thần của nàng được nguyên thần của quân Tiêu Dao che chở, sưởi ấm. Nàng nhớ rõ, quân Tiêu Dao nói với nàng, có bất kỳ nguy hiểm nào ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Tất cả mọi chuyện đối với một nữ tử, có lực sát thương rất lớn. Lực sát thương này đã làm tổn thương tình cảm. Cho nên Khương Vận Nhiên thường ngây người hoảng hốt. Thậm chí nàng còn cảm thấy hiện tại nguyên thần của nàng vẫn còn dính lấy khí tức nguyên thần của quân Tiêu Dao. Còn có cái gì mà so sánh linh hồn, nhiễm khí tức của hắn thì càng khắc sâu. Nhưng Khương Vận Nhiên phát hiện, so với việc hoảng hốt sau khi nàng trở về, thì quân Tiêu Dao chẳng khác gì ngày thường cả. Dường như vốn không bởi vì những gì trải qua ở trong hang vãng sinh, mà có cảm giác đặc thù gì với nàng. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ tại kênh YouTube Recap Phim. Khương Vận Nhiên biết quân Tiêu Dao có thể thất.
Hơn nữa, từng nói nhìn thấy nàng như nhìn thấy thê tử của hắn. Lẽ nào nàng chỉ là người thay thế? Không, có lẽ không tính là người thay thế. Người thay thế ít nhất là còn dùng đến. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không lộ ra bất kỳ ý đặc biệt nào với nàng, cũng chỉ là sự quan tâm của tộc huynh đối với tộc muội như bình thường mà thôi. Nhưng điều này lại khiến nàng có sự bối rối khó hiểu. Hàng lông mi dài của Khương Vận Nhiên hơi nhếch lên, nhìn nam tử tuyệt thế với bóng dáng thẳng tắp như trúc, áo trắng sâu sắc trên đài phong vương. Lang diễm độc tuyệt, có một không hai. Nàng chợt cảm giác trong lòng rất loạn, mang theo ngũ vị tạp trần phức tạp. Rõ ràng trước đây nàng rất đơn thuần, tâm lặng như nước. Ngoại trừ nỗ lực tu luyện, trùng kích ngoài cấp thiếu niên đế, thì không có bất kỳ tâm tư dư thừa nào cả. Nhưng hiện tại, nàng cảm giác hình như đầu óc mình hơi loạn. Đặc biệt là lúc nhìn thấy bóng dáng của Quân Tiêu Dao thì sẽ loạn hơn. Nghĩ đến đây, Khương Vận Nhiên chuyển mắt, xoay người lặng lẽ rời đi. Quân Tiêu Dao trên đài phong vương chú ý tới, ánh mắt nhìn về bóng dáng Khương Vận Nhiên rời đi. Không biết đang suy tư điều gì. Một tràn nghi thức phong vương long trọng, trùng trùng điệp điệp, kết thúc tại đây. Tuy Quân Tiêu Dao tuổi còn trẻ, nhưng đã trở thành một đại nhân vật có thân phận địa vị hết sức quan trọng. Sau đợt phong ba này, tiên triều đại diễn phong triều, nhóm thế lực La Ma tộc bị trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể nói, dám khiêu khích tiên triều Thiên Dụ ở bên ngoài thật sự là không có mấy ai. Còn tiên triều khác, tiên triều Tử Diệu, bởi vì không tham gia vào đợt phong ba này, cho nên cũng được xem là yên ổn. Nhưng chuyện Tử Hằng Dương bị một chiêu của Quân Tiêu Dao trấn áp trên đại hội tiên triều cũng đã truyền đi khá rộng, khiến cho cả tiên triều Tử Diệu mất mặt. Dù sao thì thái tử có thiên phú cao nhất nhà mình đã chứng đạo thành đế, kết quả chưa đến 3 giây đã bị dẫm dưới chân. Đây là đả kích cực lớn, cho dù là đối với tiên triều Tử Diệu hay là đối với bản thân Tử Hằng Dương. Nhưng hôm nay Khương Ngọa Long cường thế trở về, cho dù tiên triều Tử Diệu có cảm thấy mất mặt thì cũng không thể đến tiên triều Thiên Dụ đòi lại thể diện được. Hoàng đô tiên triều Tử Diệu, tuy có mấy người không dám nghị luận gì cả, nhưng nói lý ra cũng là thở dài. Hay, thái tử điện hạ luôn bế quan ở trong bảo địa không ra ngoài cũng không phải là cách hay, vốn là trụ cột của tiên triều Tử Diệu ta, hôm nay lại gặp phải đả kích này. Nhưng cũng không thể nói thái tử điện hạ yếu nhất, chỉ có thể nói Quân Tiêu Dao đó mạnh đến nỗi không phải là người. Mấy người của hoàng tộc tiên triều Tử Diệu đều thở dài, lộ ra vẻ sầu lo. Cùng một thời gian, ở bên trong bảo địa của tiên triều Tử Diệu, Tử Hằng Dương ngồi xếp bằng ở bên trong. Hắn đang bế quan, nhưng không tu luyện, bởi vì đả kích mà Quân Tiêu Dao mang đến cho hắn quá lớn. Cho dù đạo tâm có kiên định, dù có lòng tin người, thì niềm tin đều bị nghiền thành đống cạn bã ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Sự tồn tại của Quân Tiêu Dao cứ như đang nói cho tất cả thiên kiêu yêu nghiệt khác rằng, thiên phú của các ngươi, sự cố gắng của các ngươi không đáng một xu trước mặt Bắc. Tử Hằng Dương vốn không biết Quân Tiêu Dao mở bao nhiêu Bắc. Hắn chỉ biết, cho dù hắn thành đế thì cũng không đáng nhắc tới ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Tại sao lại như vậy? Hai mắt Tử Hằng Dương lan tràn tơ máu. Thành đế, đó là một trong những thời khắc cao nhất cuộc đời. Kết quả ở thời khắc cao nhất đó, lại từ đỉnh phong rơi xuống vực sâu. Mùi vị đó quả thực là khó nói lên lời, đạo tâm vỡ nát như thủy tinh vậy. Nếu như nói trước đó Quân Tiêu Dao là tâm ma của hắn, vậy thì hiện tại, tâm ma này đã chiếm đoạt lấy đạo tâm của hắn. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên Tử Hằng Dương như có cảm giác, có một vệt sáng màu tím độn không đến phương bảo địa này, trực tiếp xuyên qua trận pháp bên ngoài bảo địa, xuất hiện ở trước mặt Tử Hằng Dương. Tử Hằng Dương nhìn đi thì lập tức ngây ra, bởi vì trong ánh sáng tím đó bất ngờ hiện ra một con kỳ lân, như ngọc tím điêu khắc thành. Đây là... Tử Hằng Dương ngây ra. Con kỳ lân trước mắt chính là Tử Ngọc Kỳ Lân, ngậm thần ngân tử kim cổ kiếm và kinh văn trong miệng đến lúc hắn sinh ra đời. Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện? Tử Ngọc Kỳ Lân này lại đến từ đâu? Tử Hằng Dương kinh ngạc, đồng thời cũng đầy nghi vấn. Nhưng Tử Ngọc Kỳ Lân không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Chỉ là dùng hai con mắt giống như thủy tinh màu tím nhìn chằm chằm Tử Hằng Dương, bỗng nhiên có tiếng ken két vang lên. Mặt ngoài của Tử Ngọc Kỳ Lân nhanh chóng lan tràn vết rạn. Tử Hằng Dương dại ra, không hiểu gì cả. Từng mảnh vỡ như thủy tinh màu tím rơi xuống. Rất nhanh, nguyên con Tử Ngọc Kỳ Lân đều vỡ ra. Lập tức, có một luồng thần mang màu tím sáng chói không gì sánh được, lóng lánh, thuận theo năng lượng tinh thần minh mông, cuộn trào mãnh liệt ra ngoài. Nếu không phải bảo địa có trận pháp áp chế thì luồng khí tức này, trong nháy mắt có thể quét sạch toàn bộ tiên triều Tử Diệu. Đây là, cảm nhận được luồng khí tức vô cùng rộng lớn. Tử Hằng Dương không khỏi định thần nhìn lại. Hắn thấy được bên trong thần mang màu tím hừng hực sáng lạn hiện ra một tinh thần màu tím chói mắt. Tinh thần màu tím cỡ nắm tay, vốn không lớn, nhưng lại ẩn chứa luồng năng lượng và khí tức vô cùng khủng bố. Cứ như sức mạnh của cả mảng tinh không áp xúc vào bên trong tinh thần màu tím này. Vô số đường vân phức tạp hiện lên bên trên tinh thần, là đạo văn thiên nhiên. Cứ như có thể nhìn thấy cảnh tượng chúng sinh chìm nổi bái triều ở bên trong,
xung quanh còn có tự ý mịt mờ, như có vô số âm thanh tế tự vang lên. Tinh thần màu tím đó quá siêu nhiên, tản ra khí tức bất phàm. Tử Hằng Dương ngây người, sau đó trong mắt chợt bắn ra ánh sáng. Thân là thái tử của một tiên triều, hắn vốn không phải là người không có mắt nhìn. Sẽ lập tức nhận ra, có lẽ tinh thần này chính là thất tinh diệu thế trong truyền thuyết. Đương nhiên, Tử Hằng Dương cũng có hiểu biết chuyện liên quan đến thất tinh diệu thế. Ở ranh giới của đại thế, tinh thần thiên mệnh phủ xuống thế gian, giáng xuống trên thân người có vận mệnh lớn được trời chọn. Tinh thần thiên mệnh của bản thân được lực lượng tinh thần quan tâm, cái gọi là chủ tinh thần, có tư chất tiền đồ vô lượng, dù là Tử Hằng Dương cũng không ngờ. Con tử Ngọc Kỳ Lân này lại là lực lượng tinh thần hóa thành. Hơn nữa, nếu hắn không đoán nhầm, thì tinh thần màu tím này có lẽ chính là tử vi đế tinh trong thất tinh diệu thế. Thất tinh diệu thế, mỗi cái đều có thuộc tính và năng lực khác nhau. Ví dụ thiên cơ mệnh tinh trước đây Khương Thần đạt được, người có được có thiên phú về các phương diện như bói toán, thôi diễn, đo lường. Mà tử vi đế tinh lại khác với thiên cơ mệnh tinh. Năng lực của nó giống như cái tên, là tinh của đế vương. Có được tử vi đế tinh, tư chất tu vi của Tử Hằng Dương không chỉ tăng vọt, còn có thể tham ngộ ra đạo vận thế của đế vương, đã định sẵn là đứng phía trên chúng sinh, là đế vương thế gian. Vừa hay hắn cũng là thái tử của tiên triều Tử Diệu, là chủ của tiên triều Tử Diệu sau này. Thuộc tính của tử vi đế tinh và hắn vừa hay phù hợp với nhau. Lúc này, trong hai mắt vốn đầy tơ máu của Tử Hằng Dương bắn ra thần mang màu tím. Đây chính là cái gọi là trời không tuyệt đường người sao? Tử Hằng Dương không khỏi phát ra tiếng cười to, phát tiết tâm trạng. Ai ngờ được, Tử Ngọc Kỳ Lân, ngậm cổ kinh thần binh đến cho hắn lúc nhỏ lại là hóa thần của tử vi đế tinh. Có lẽ theo một mức độ nào đó mà nói, từ lúc hắn sinh ra đã định sẵn là chủ tử vi đế tinh rồi. Từ đỉnh phong thành đế ngã vào vực sâu vạn trượng, sau đó lại xuất hiện hy vọng, cuộc đời phập phồng, huyền diệu biết bao. Tử Hằng Dương bắt đầu dung nhập tử vi đế tinh vào trong bản thân. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng tinh thần vô cùng mênh mông đang tràn vào cơ thể mình. Luồng lực lượng đó đang cải tạo mỗi một tác gân mạch cốt nhục trong cơ thể hắn. Mơ hồ, Tử Hằng Dương như có thể thấy được có vô số chúng sinh đang quỳ bái dưới chân hắn. Hắn như một đế vương vạn cổ, uy áp cái thế. Hai tròng mắt của Tử Hằng Dương thâm sâu, cứ như hóa thành mắt đế, quan sát chúng sinh. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Quân Tiêu Dao, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, đánh nát đạo tâm của ta. Mà hiện tại, ta phải gia trì tử vi đế tinh, đạo tâm đoàn tụ, thì sẽ cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn trước đây. Quân Tiêu Dao, ta rất mong chờ tái chiến với ngươi. Tử Hằng Dương vốn không tiết lộ chuyện liên quan đến tử vi đế tinh. Hắn lựa chọn tiếp tục bế quan, tu luyện, phát dục, đợi tiến thêm một bước mới xuất quan. Phía bên Quân Tiêu Dao tất nhiên cũng không biết chuyện Tử Hằng Dương có được tử vi đế tinh, nhưng cho dù có biết, có lẽ Quân Tiêu Dao cũng chỉ mỉm cười, không thèm để ý đến. Tuy trong mắt người đời, thất tinh diệu thế là cơ duyên và gia trì cực lớn, nhưng đối với Quân Tiêu Dao cũng chỉ có vậy. Hắn đạt được thiên cơ mệnh tinh từ chỗ của Khương Thần cũng không lập tức dung hợp. Sức mạnh này đối với Tử Hằng Dương có lẽ là rất quan trọng, nhưng đối với Quân Tiêu Dao cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không chú trọng cho lắm. Khoảng thời gian sau đó, Đông Thương Mang lại khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhiều thế lực cũng buông lỏng, chung quy trận chiến bất hủ vẫn chưa bộc phát, đây là kết quả tốt nhất rồi. Nói cách khác, đại chiến đó nổi lên thì không biết bao nhiêu thế lực bị cuốn vào bên trong. Quân Tiêu Dao cũng luôn ở tiên triều Thiên Dụ, thỉnh thoảng giao lưu, giảng đạo cho đám người Khương Hạo Diêu, Khương Thiên Lan. Nhưng điều đáng chú ý là, khoảng thời gian này Khương Vận Nhiên vốn không đến tìm Quân Tiêu Dao. Trước đây, Khương Vận Nhiên đàm đạo luận pháp với Quân Tiêu Dao rất tích cực. Mỗi lần đều giống như cục cưng ngoan ngoãn, ngồi đối diện Quân Tiêu Dao giống như một đệ tử tốt, lắng nghe nghiêm túc. Nhưng trong khoảng thời gian này nàng không đến tìm Quân Tiêu Dao, có vẻ rất khác thường. Cửu muội sao vậy? Khương Hạo Diêu nghĩ không ra. Mà Khương Uyển Nhi cùng là nữ tử dường như phát giác được điều gì đó, có thể cảm động lây. Đáy lòng nàng cũng khẽ thở dài. Không ngờ Cửu Hoàng muội yên tĩnh như sử tử, linh hoạt kỳ ảo thông minh, có một ngày cũng rơi vào bên trong. Nhưng nói thật, đổi lại là bất kỳ nữ tử nào, thấy Quân Tiêu Dao mà không mơ hồ chứ? Nico nhìn thấy Quân Tiêu Dao còn muốn hoàn tục. Liệt nữ Trinh Tiết nhìn thấy Quân Tiêu Dao đều hận không thể tự tiến cử cái chiếu. Mà Quân Tiêu Dao cũng là lặng lẽ, không có hành động gì về chuyện này. Lúc này, thế cục của toàn bộ Đông Thương Mang đã tạm định. Quân Tiêu Dao tiếp tục dừng lại tiên triều Thiên Dụ, cũng không có chuyện gì. Hắn nên rời đi rồi. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng bên trong cung điện, tế xuất ra một quyển tranh cổ xưa, chính là Hoàng Tuyền Đồ. Một con cự long có màu sắc hỗn độn thoát ly quyển tranh, trôi nổi trong hư không. Chính là khí linh của Hoàng Tuyền Đồ, yểm. Lúc ở bí tàng Hoàng Tuyền, Quân Tiêu Dao đã đưa Hoàng Tuyền Đồ cho Tô Cẩm Lý, bởi vì hắn không dùng được. Mà sau đó, trước khi Tô Cẩm Lý về nhà, lại đưa Hoàng Tuyền Đồ cho Quân Tiêu Dao, tiện cho hắn đi tìm tung tích của Cửu Tuyền. Lúc này,
khí linh yểm hiển hiện ra, giọng điệu lộ ra vẻ nịnh nọt. Chủ nhân, Tình Tiểu Long có chuyện gì? Khí linh yểm ở cùng với Phương Hằng đầu tiên, sau đó bị Quân Tiêu giao tặng cho Tô Cẩm Lý, hiện tại thì lại trở về trong tay hắn. Có thể nói, đã làm gia nô cho ba họ rồi. Ta từng nói ta không là chủ nhân của ngươi, ngươi cũng không cần xem ta là chủ nhân. Quân Tiêu giao thản nhiên nói, nhưng chủ nhân ngươi tư thái cái thế, uy áp tám hướng, còn mang theo minh vương thể, quả thật là như khắc ra từ Hoàng Tuyển Đại Đế. Không, cho dù là Hoàng Tuyển Đại Đế, ở độ tuổi như ngươi cũng không bằng ngươi được. Giọng điệu của khí linh yểm nịnh nọt đến cực điểm, không biết xấu hổ. Sao ta không biết khí linh ngươi lại am hiểu nịnh nọt như vậy chứ? Quân Tiêu giao hơi ngước mắt lên. Chật, cái đó, Tiểu Long nói tuyệt đối là thật, là nói thật. Khí linh yểm ngượng ngùng nói. Ở với Quân Tiêu giao một thời gian, hắn mới hiểu rốt cuộc Quân Tiêu giao là đại lão như thế nào. Có thể nói, dù cho Hoàng Tuyển Đại Đế còn trẻ tuổi, có lẽ đều không xứng sách giày cho Quân Tiêu giao, xứng hay không còn là một vấn đề. Đại nhân vật như vậy, tương lai định sẵn sẽ làm chủ tể nhiều thế hệ, quan sát kỷ nguyên thay đổi, thành tựu thậm chí là vượt qua Hoàng Tuyển Đại Đế. Đại lão như vậy, nó có thể không nịnh nọt, ôm bắp đùi sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ta hỏi ngươi chuyện liên quan đến Cửu Tuyền, Quân Tiêu giao dò hỏi. Hắn không định kéo dài chuyện liên quan đến Cửu Tuyền và Tử Thư, mà muốn đăng lên nhật báo. Dù sao thì tập hợp đầy đủ Cửu Đại Thiên Thư, cũng là một trong những mục đích quan trọng nhất hắn đến Đông Thương mang. Hắn cũng muốn nắm giữ luồng sức mạnh của Cửu Tuyền trong tay. Đến lúc đó, mặt ngoài, hắn là Tiêu Giao Vương của Tiên Triều Thiên Dụ. Phía sau là chủ Cửu Tuyền nắm giữ quyền sát sinh. Nếu sau đó còn có thêm thiếu chủ vân tộc gì đó nữa. Chật, thân phận long trọng, quả thực không dám nghĩ đến. Mà dưới tình hình vẫn chưa tính sức ảnh hưởng của quân gia vào trong. Đến lúc đó, cho dù là thập bá tộc hay là thiên đình cường thịnh nhất tinh không thương mang. Quân Tiêu Giao hắn không sợ. Không có ai có thể ép hắn cả. Quân Tiêu Giao dò hỏi. Đương nhiên khí linh yểm không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Không biết không nói, biết gì thì nói nấy. Sau khi hiểu rõ, con mắt Quân Tiêu Giao cũng huyền ảo, lộ ra vẻ suy tư. Theo như khí linh yểm nói, Cửu Tuyền là tổ chức thích khách nổi danh ở tỉnh không thương mang. Tuy dấu chân trải rộng hơn phân nửa thương mang, nhưng phạm vi đóng quân quan trọng nhất ở phía nam thương mang, cũng chính là nam thương mang. Mà hiện tại, Quân Tiêu Giao ở phía đông thương mang, cách phía nam hơi xa xôi. Đó không phải là phía đông tây nam bắc của đại lục, mà là toàn bộ tinh không thương mang. Khoảng cách bên trong quả thật là khó có thể tưởng tượng. Sắp vượt qua vô số tinh hải giới vực. Trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Giao dừng lại ở Tiên Triều Thiên Dụ, cũng có chút hiểu rõ bản đồ bố cục của tinh không thương mang. Hắn còn nhớ giữa đông thương mang và nam thương mang, còn cách một mảng tinh hải cực kỳ rộng lớn. Tên là Biển Tinh Thần Thái Cổ. Có thể nói, chỉ với Biển Tinh Thần Thái Cổ, phạm vi đã rộng lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Xem ra, vẫn là hao phí không ít thời gian. Quân Tiêu Giao khẽ lắc đầu. Hắn cần vượt qua Biển Tinh Thần Thái Cổ. Thương mang này quả thật là quá lớn. Nhưng Quân Tiêu Giao cũng không phải là người có tính cách do dự. Sau khi quyết định, thì hắn đứng dậy đi gặp mặt Khương Đế. Bên trong thiên cung, Quân Tiêu Giao gặp được Khương Thái Lâm. Khương Ngọa Long cũng có mặt ở đây. Quân Tiêu Giao hơi chắp tay, đang muốn nói cái gì đó. Thì Khương Thái Lâm đã cười nói, ta đã biết ý mà ngươi đến đây bệ hạ. Quân Tiêu Giao ngước mắt lên. Ngươi từ Cửu Thiên Tiên Vực đi đến tinh không thương mang này, thiết nghĩ cũng là có chuyện của mình. Mà Tiên Triều Thiên Dụ chẳng qua là một trạm dọc đường của ngươi mà thôi. Tuy ngươi được sắc phong làm Tiêu Giao Vương của Tiên Triều Thiên Dụ, nhưng ta đã nói ngươi không cần luôn ở lại nơi này. Chỉ cần nhớ kỹ, Tiên Triều Thiên Dụ là nhà của ngươi, gặp phải bất cứ chuyện gì, đều có Tiên Triều Thiên Dụ làm chỗ dựa cho ngươi. Lời này của Khương Thái Lâm không có quá nhiều khích động, nhưng rất ấm lòng. Ràng buộc huyết mạch chính là như thế. Nội đấu gì đó, huynh đệ tương tàn, chỉ có đứa con vận mệnh của gia tộc mới thảm thiết như vậy. Đa tạ. Quân Tiêu Giao chắp tay. Không cần nói quá nhiều, chỉ hai chữ là đủ. Thế lực có được sự chân thành của Quân Tiêu Giao vốn không nhiều. Đế tộc Vân Thị, Vân Thánh Đế Cung trước đó cũng là như vậy, mà hiện tại Tiên Triều Thiên Dụ cũng là như thế. Quân Tiêu Giao, tiếp theo ngươi muốn đi đến nơi nào? Khương Ngọa Long ở bên cạnh hỏi. Quân Tiêu Giao cũng không giấu giếm, mà nói ra. Nam Thương Mang sao, cách Biển Tinh Thần Thái Cổ. Khương Thái Lâm thì thào. Sau đó, ông như nghĩ đến điều gì đó. Bỗng nhiên lấy ra một lệnh bài, hướng về phía Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao đón nhận. Lệnh bài đó hiện lên màu xanh đậm, cứ như là do ngọc bích biển sâu chế tạo thành, mang theo ánh sáng màu xanh thâm sâu nội liễm. Bên trên có khắc hai chữ Thương Hải. Bệ hạ, đây là... Quân Tiêu Giao nhìn lệnh bài đó. Khương Thái Lâm nói. Quân Tiêu Giao, chuyến này ngươi đến Nam Thương Mang, cách Biển Tinh Thần Thái Cổ, tuyệt đối đừng xem thường nơi này. Hải ma, hải yêu tồn tại ở bên trong, còn có rất nhiều bá chủ trên biển, chủng tộc vô tận. Nếu không có lề lối, ít nhiều sẽ gặp phải phiền phức ở bên trong,
ngươi cứ cầm lấy hoàng lệnh Thương Hải này, có lẽ tiện cho ngươi vượt qua biển tinh thần thái cổ. Hoàng lệnh Thương Hải, tầm mắt của Quân Tiêu Dao nhìn về phía lệnh bài. Lệnh bài màu xanh sẫm hiện ra từng điểm thần hoa sáng lạn như ngọc bích điêu khắc thành. Mơ hồ, thậm chí cứ như có thể nghe thấy âm thanh thủy triều khởi động. Khương Thái Lâm nói, bá chủ của biển tinh thần thái cổ chính là Hải Uyên Lân, tộc xếp người thứ hạng đầu của chủng tộc Bách Cường, bên trong lấy mấy đại hoàng tộc làm chủ đạo. Hoàng lệnh Thương Hải này đến từ mạch Thương Hải hoàng tộc ở bên trong, dù cho ở bên trong toàn bộ Thương Hải hoàng tộc, thì số lượng của hoàng lệnh Thương Hải cũng chỉ đếm được trên 5 đầu ngón tay. Sau khi Quân Tiêu Dao hiểu rõ, cũng là không ngờ đến. Quan hệ giữa Tiên Triều Thiên Dụ và Thương Hải hoàng tộc trong biển tinh thần thái cổ, không tồi đó. Hải Uyên Lân tộc, thân là cường tộc xếp người thứ hạng đầu, thật ra hơi giống với Thủy Tổ Long tộc. Đều là một đám huyết mạch gần nhau, có lẽ chủng tộc có thế lực tương tự, tạo thành tộc đàn. Nghiêm chỉnh hơn mà nói, có lẽ là dùng liên minh để xưng hô mới thích hợp hơn. Ví dụ như ở trong Thủy Tổ Long tộc có mấy đại chí cường long tộc như Thải Hư Cổ Long, mà trong Hải Uyên Lân tộc lại lấy mấy đại hoàng mạch Thương Hải hoàng tộc cầm đầu. Tuy Thương Hải hoàng tộc chỉ là một mạch trong Hải Uyên Lân tộc, nhưng dù sao cũng là một trong những mạch quan trọng nhất, nội tình cũng không cách nào tưởng tượng được. Hoàng lệnh Thương Hải là biểu tượng mang tính quyền lực của Thương Hải hoàng tộc. Toàn bộ tộc đàn cũng chỉ có 5 miếng. Sở dĩ Khương Thái Lâm có một miếng, chính là rất lâu trước đó, lúc Thương Hải hoàng tộc và Tiên Triều Thiên Dụ qua lại thân thiết, đã tặng cho Tiên Triều Thiên Dụ làm tín vật. Thương Hải hoàng tộc rất có uy danh và sức ảnh hưởng ở biển tinh thần thái cổ có. Hoàng lệnh Thương Hải này, có lẽ ngươi sẽ gặp ít phiền phức ở biển tinh thần thái cổ hơn. Quân Tiêu Dao cũng không giả vờ khách sáo, sau khi nhận lấy hoàng lệnh Thương Hải thì hơi chắp tay. Khương Thái Lâm đã quan tâm hắn đến cực hạn. Đúng rồi, Quân Tiêu Dao, gần đây Vận Nhiên nói là một mực bế quan, trước khi ngươi rời đi, gặp nàng một lần đi. Khương Thái Lâm nói. Quân Tiêu Dao ngây ra, rồi vẫn là gật đầu. Hiểu rồi. Lúc này, Khương Ngọa Long nói. Nhớ kỹ, có việc cứ tìm ta, nếu như có ai thật sự dám động vào ngươi, ta sẽ không ngại lật tung biển tinh, thần thái cổ, giảng đạo lý với bọn họ. Giọng điệu của Khương Ngọa Long nhàn nhạt. Nói ra cũng khiến Quân Tiêu Dao thoáng xấu hổ. Ngươi cứ luôn giảng đạo lý, chỉ sợ toàn bộ biển tinh thần thái cổ sẽ long trời lở đất đúng không? Người khác giảng đạo lý cần tiền, ngươi giảng đạo lý lại cần mạng. Sau khi Quân Tiêu Dao chắp tay nói lời cảm ơn thì cũng rời đi. Trong lòng Khương Thái Lâm lẩm bẩm. Vận Nhiên, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Khu vực trung tâm của Hoàng Thành Thiên Dụ có một mảng rừng trúc xanh rậm rạp. Một viện lạc nho nhã khác biệt nằm ở bên trong. Linh khí nơi này mờ mịt, sương mù mông lung. Nhìn qua cầu nhỏ nước chảy rõ ràng rất khác với khu vực khác của Hoàng Cung. Nhưng thật ra là một linh nhãn, là một bảo địa tu luyện hiếm có. Mà người có thể chiếm được bảo địa này, cũng chỉ có thể là người có thiên phú nhất Tiên Triều Thiên Dụ. Trong viện lạc có một lầu các với màu sắc cổ xưa. Khương Vận Nhiên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn của trận pháp tụ linh. Cơ thể mảnh khảnh mềm mại không gì sánh được, lộ ra đường cong hoàn mỹ cân xứng lại không mất đường nét. Ba búi tóc đen tùy ý rối tung trên bờ vai thơm và lưng ngọc, chợt có mấy sợi tóc rũ xuống góc nghiêng của khuôn mặt. Một khuôn mặt không phấn son, như phủ dung trong nước, trải chuốt tự nhiên. Đôi mắt trong suốt long lanh, làn da trắng nõn, tư thế dung mạo xinh đẹp. Quanh thân lượn lờ linh khí, làm tôn nàng lên như tiên tử cung trăng, khí chất linh hoạt kỳ ảo, không ăn khói lửa, mang theo tư thế xuất trần tuyệt đẹp. Mà giờ phút này, tiên tử trong vắt linh hoạt kỳ ảo cũng cau mày lại. Hai tròng mắt mở ra, sau đó khẽ thở dài một hơi. Trước đây, Khương Vận Nhiên tu luyện đều có thể tĩnh tâm ngưng thần. Nhưng khoảng thời gian này, nàng lại không cách nào yên tĩnh, hiệu quả tu luyện giảm đi nhiều. Khương Vận Nhiên biết rõ nguyên nhân tại sao. Mỗi khi nàng nhắm mắt tu luyện, thì trong đầu sẽ hiện lên một bóng dáng áo trắng. Ta không nên suy nghĩ quá nhiều, Tiêu Dao tộc huynh sẽ không. Dưới đáy lòng của Khương Vận Nhiên rất phức tạp, có mùi vị khó hiểu. Trước đây, nàng chưa từng có loại cảm xúc này, mà đúng lúc này, đồng tử của Khương Vận Nhiên chợt ngừng lại. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc. Vận Nhiên. Một bóng dáng mặc áo trắng thon dài, dáng người rất thẳng, như trúc xanh bên ngoài lầu cát, dáng xuống nơi này. Đó chính là Quân Tiêu Dao. Hắn vốn không thu liễm khí tức cho nên Khương Vận Nhiên có thể phát giác được ngay. Hắn cũng biết thật ra Khương Vận Nhiên vốn không bế quan tu luyện. Nhưng chỉ một hơi thở. Tuy trong lòng Khương Vận Nhiên phức tạp, nhưng cơ thể cũng rất thành thực bắt đầu đông đậy, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài lầu cát. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi một thân áo trắng tự nhiên, tiên ý xuất trần thấp thoáng ở rừng trúc xanh. Tiêu Dao tộc huynh. Trái tim của Khương Vận Nhiên đập hơi nhanh. Nàng biết tính cách của Quân Tiêu Dao thông thường sẽ không quan tâm đến người khác. Hiện tại lại chủ động đến đây tìm nàng. Vậy có phải, chẳng biết tại sao, Quân Tiêu Dao chủ động đến đây tìm nàng khiến đáy lòng nàng cảm thấy rất vui. May mà nàng không biết việc này là do Khương Thái Lâm nhắc tới. Nếu không sợ là sẽ có cảm giác vỡ mộng.
Vận nhiên, khoảng thời gian này ngươi chưa từng đến đàm luận đạo pháp với mọi người. Quân Tiêu Dao nói. Mí mắt của Khương Vận Nhiên cụp xuống, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt của Quân Tiêu Dao, chỉ là nói. Lần trước Vận Nhiên trở về từ hang vãng sinh, có điều ngộ ra, cho nên muốn tự bế quan. Vậy ư? Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thâm sâu, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là nói, ta tới nơi này chỉ là muốn nói lời tạm biệt ngươi. Nói lời tạm biệt. Khương Vận Nhiên rũ mắt, ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn lên trên mặt Quân Tiêu Dao. Sau này ta phải rời khỏi Tiên Triều Thiên Dụ, đi đến Nam Thương Mang, Quân Tiêu Dao nói. Đồng tử của Khương Vận Nhiên hơi động đậy. Quân Tiêu Dao sắp đi rồi sao? Thật ra trong lòng nàng cũng có dự đoán. Nhân vật như Quân Tiêu Dao rõ ràng không thể một mực ở lại Tiên Triều Thiên Dụ được. Ở nơi sâu trong Thương Mang mênh mông, vùng đất tranh phong kịch liệt nhất mới là nơi mà hắn nên đến. Nhưng khó tránh khỏi có chút đột ngột. Đúng, đúng rồi, Tiêu Dao tộc huynh tất nhiên là có chuyện quan trọng. Vậy Vận Nhiên chúc Tiêu Dao tộc huynh thuận buồm xuôi gió. Trên mặt Khương Vận Nhiên miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau đó xoay người muốn trở về lầu cát. Nhưng âm thanh của Quân Tiêu Dao lại vang lên ở phía sau. Vận Nhiên, ngoại trừ điều này, ngươi không còn điều gì khác muốn nói sao? Bước chân của Khương Vận Nhiên đột nhiên dừng lại. Bàn tay ngọc hơi siết chặt. Nàng muốn nói cái gì? Đương nhiên là nàng muốn nói chuyện với Quân Tiêu Dao rồi. Nhưng có rất nhiều lời không thể nói được, cũng không nói nên lời. Quân Tiêu Dao thấy thế thì thở dài một hơi. Hắn không muốn cô phụ bất kỳ nữ tử nào, cũng không muốn lầm lỡ cuộc đời của ai cả. Nhưng có những chuyện không phải như hắn mong muốn. Ngay khi Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Khương Vận Nhiên xoay người, bình tĩnh nhìn Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao tộc huynh, người trong mắt ngươi là ta hay là nữ tử tên Khương Thánh Y đó? Bình thường âm thanh của Khương Vận Nhiên linh hoạt kỳ ảo. Nhưng lúc này, hiếm khi mơ hồ có tia rung động. Lúc nàng mới gặp gỡ Quân Tiêu Dao, ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn về phía nàng. Nhưng vốn không phải là đang nhìn nàng. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng có nói. Khương Vận Nhiên khiến hắn nhớ đến thê tử của hắn, là Khương Thánh Y, bọn họ có nét tương tự. Mà hình như điều này đã trở thành vướng mắc nhỏ mơ hồ trong lòng của Khương Vận Nhiên. Chẳng lẽ Quân Tiêu Dao quan tâm nàng, chăm sóc nàng? Đơn thuần chỉ là vì nàng khiến Quân Tiêu Dao nghĩ đến Khương Thánh Y. Nàng được xem là kẻ thay thế. Hoặc là, ngay cả kẻ thay thế cũng không phải, chỉ là một cái bóng mà thôi. Nàng nghĩ đến đây, lại nghĩ đến cảnh tượng nguyên thần của nàng và Quân Tiêu Dao dựa vào nhau trong hang vãng sinh. Khương Vận Nhiên cảm giác trong lòng khó chịu khó nói nên lời. Cho nên lúc này nàng lấy hết dũng khí hỏi ra những lời này. Quân Tiêu Dao nhìn Khương Vận Nhiên, lắc đầu nói. Vận Nhiên, xem ra lời của ta đã khiến ngươi hiểu lầm rồi. Trong mắt ta, ngươi từ đầu đến cuối đều là kiêu nữ có thiên phú nhất Khương gia Tiên Triều Thiên Dụ. Ngươi có hào quang thuộc về bản thân mình, sẽ không bị bất kỳ ai che lấp được. Ngươi từ đầu đến cuối đều là ngươi, không phải là thế thân cho bất kỳ một người nào cả. Quân Tiêu Dao vô ý thức đối đáp trôi chảy, đã hình thành một loại bản năng và thiên phú. Thật sao? Đồng tử của Khương Vận Nhiên như pháo hoa thắp sáng, người trong mắt của Quân Tiêu Dao là nàng, mà không phải là cái bóng của người nào đó. Đương nhiên rồi, bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ tại kênh YouTube Recap Phim. Khương Vận Nhiên nở nụ cười, tươi đẹp như cây rành rành nở rộ. Có lời này của Quân Tiêu Dao là đã đủ rồi. Nàng không phải là thế thân hay cái bóng của ai cả. Trong mắt Quân Tiêu Dao có nàng là đã đủ rồi. Sau đó, hình như Khương Vận Nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng hơi cúi đầu nói. Xin lỗi, Tiêu Dao tộc huynh, khoảng thời gian này ta. Không cần nói nhiều, ngươi là kiêu nữ của Khương gia, ta hy vọng sau này nhìn thấy ngươi thành tựu cấp thiếu niên đế, hoàn thành mục tiêu của bản thân. Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười dịu dàng, mang theo cổ vũ. Ta biết rồi. Trong mắt của Khương Vận Nhiên có ánh sáng. Khúc mắc của nàng đã được Quân Tiêu Dao cởi bỏ, thư thản không ít, cứ như được thông suốt vậy. Vậy thì được. Quân Tiêu Dao khẽ vuốt cằm, xoay người muốn rời đi. Tiêu Dao tộc huynh. Bỗng nhiên âm thanh của Khương Vận Nhiên vang lên ở phía sau, bước chân của Quân Tiêu Dao dừng lại. Vận Nhiên sẽ không quên chuyện ở trong hang vãng sinh. Quân Tiêu Dao hơi dừng lại, nghiêng đầu nói, ta cũng sẽ không quên. Sau đó, hắn lăng không rời đi. Khương Vận Nhiên lộ ra ý cười tuyệt đẹp. Quả nhiên, Tiêu Dao tộc huynh của nàng rất dịu dàng. Trong lòng để ý, nhưng trên mặt lại không có chút khác thường nào. Khương Vận Nhiên đã có mục tiêu, nàng muốn thành tựu cấp thiếu niên đế. Nếu như vậy, có lẽ nàng có thể lọt vào mắt của Quân Tiêu Dao. Khoảng thời gian này, nàng đều đang bế quan. Nhưng trước mắt, luôn hiện ra bóng dáng của Quân Tiêu Dao. Vốn không phải là ảo giác, mà thật sự có một bóng dáng của Quân Tiêu Dao xuất hiện. Khương Vận Nhiên cảm thấy điều này có lẽ là, vì nguyên thần của nàng từng khai thông lực lượng nguyên thần của Quân Tiêu Dao. Cho nên đã nhiễm phải khí tức nguyên thân của Quân Tiêu Dao. Ảo ảnh đó là lực lượng nguyên thần Quân Tiêu Dao để lại trong đầu nàng hình thành. Nhưng điều này cũng rất tốt. Ít nhất thì ở một mức độ nào đó, Quân Tiêu Dao vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cho dù chỉ là một ảo ảnh nguyên thần,
Tiêu Dao tộc huynh, vận nhiên phải trở nên có tác dụng hơn mới được, phải để ngươi lo mắt mà nhìn, để trong mắt ngươi có ta, luôn có ta, mãi mãi có ta. Bàn tay ngọc của Khương Vận Nhiên vỗ vào mặt, trong đôi mắt sáng long lanh hiển hiện một luồng sương mù hiếm thấy. Khóe môi mỉm cười, giống như mang theo tiếng nỉ non vậy. Nàng lại nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trong hồ vãng sinh bên trong hang vãng sinh. Nếu thật sự có liên quan đến nàng, vậy thì Khương Vận Nhiên có tự tin nàng sẽ trở nên mạnh hơn. Quân Tiêu Dao vốn không rõ tình cảm tộc muội của hắn hình như đang dần phát triển theo hướng kỳ quái. Sau khi hắn tu chỉnh mấy ngày ở tiên triều Thiên Dụ, cũng chuẩn bị khởi hành rời đi. Lần này hắn rời đi, bên cạnh cũng chỉ có Tăng Du. Còn về Linh Tịch, vẫn là áp dụng chính sách nuôi thả, mặc cho bản thân nàng phát triển. Tiên triều Thiên Dụ cũng là vì Quân Tiêu Dao chuẩn bị tiệc rượu tiễn biệt long trọng. Bởi vì thân phận hiện tại của Quân Tiêu Dao, còn có Khương Ngọa Long làm chỗ dựa ở phía sau, cho nên Đông Thương Mang không có ai dám động đến hắn. Quân Tiêu Dao rời đi, tất nhiên cũng không cần che giấu. Vui vẻ đưa tiễn tất nhiên là không cần nhiều lời. Điều duy nhất khiến hắn cảm giác hơi khác thường là hình như ánh mắt Khương Vận Nhiên nhìn hắn đã thay đổi, trở nên không còn đơn thuần nữa. Phía bên kia, bên trong hư không nào đó ở Đông Thương Mang, có một chiến thuyền dừng lại. Trong lầu các của chiến thuyền, có một bóng dáng ngồi xếp bằng, là một nam tử thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, cơ thể cao ngất, khí tức bất phàm, quanh thân có từng tia khí tức hỗn độn lưu chuyển, chính là Nguyên Mặc, tộc nhân Hỗn Thiên thăm dò khoáng mạch tinh thạch hỗn độn ở Táng Tinh Huyết Hà trước đây. Trước đây, hắn đã phát hiện được khoáng mạch tinh thạch hỗn độn ở Táng Tinh Huyết Hà. Kết quả cuối cùng, lại bị người khác cướp trước. Nguyên Mặc không cam lòng nên vẫn chưa rời đi, dừng lại ở Đông Thương Mang, muốn đi tìm manh mối. Dù sao thì nơi đó vẫn còn giữ lại hỗn độn khí, mờ ảo và có liên quan đến hỗn độn thể trong truyền thuyết. Cho nên Nguyên Mặc luôn cho người điều tra. Hiện tại, cuối cùng chân tướng cũng đã hiện lên. Quân Tiêu Dao, Nguyên Mặc hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Trên đại hội tiên triều, thân hỗn độn của Quân Tiêu Dao đã để lộ ra năng lực hỗn độn thể, bát phương đã biết từ lâu. Đương nhiên là Nguyên Mặc cũng biết được tin tức. Thân phận của hắn cũng hơi phiền phức đó, nhưng Hỗn Thiên tộc ta không phải là hạng người hời hợt gì cả. Nếu như nói người và thế lực khác còn có chút kiêng kỵ tiên triều Thiên Dụ, vậy thì Hỗn Thiên tộc, thân xếp 10 thứ hạng đầu trong chủng tộc Bách Cường, ít nhất cũng có sức mạnh rằng co với tiên triều Thiên Dụ. Còn về thân phận quân gia khác của Quân Tiêu Dao, tuy người của quân gia khủng bố, nhưng hiện tại trên cơ bản ít có tung tích, khó tìm ở trong Thương Mang. Khoảng thời gian ngắn trước đây, hình như có nghe nói có nhân vật của quân gia xuất hiện, nhưng không ở Đông Thương Mang, hơn nữa còn nhanh chóng mất đi dấu vết. Cho dù thế nào, hỗn độn thể đối với Hỗn Thiên ta cũng rất quan trọng, chứ đừng nói là hắn còn cướp ở phía sau, đoạt đi cơ duyên của ta. Lần này vừa hay hắn rời khỏi tiên triều Thiên Dụ, là một cơ hội, ánh mắt của Nguyên Mặc biến ảo. Cho dù thế nào thì sự xuất hiện của hỗn độn thể, đều ảnh hưởng cực lớn đến Hỗn Thiên tộc. Mấy ngày sau, một phi chu vắt ngang bầu trời, rời khỏi tiên triều Thiên Dụ. Đi đến Nam Thương Mang cần vượt qua biển tinh thần Thái Cổ. Mà tiến đến biển tinh thần Thái Cổ lại có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Trên đường đi cần phải qua nhiều cổ trận truyền tống và đàn tế. Trải qua nhiều lần truyền tống, Quân Tiêu Dao cũng rời xa phạm vi thế lực của tiên triều Thiên Dụ. Cách biển tinh thần Thái Cổ ngày càng gần. Bên trong phi chu có một không gian lầu cát. Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Tang Du thì ngồi ở bên cạnh, ngoan ngoãn pha trà cho Quân Tiêu Dao. Nữ tử ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, cho dù là hồng nhan, thị nữ, hay là tùy tùng, kỹ năng cần học tập đại khái là pha trà xoa bóp tắm gội. Đương nhiên, còn có mấy kỹ năng đặc thù khác, chỉ có Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly là học được. Quân Tiêu Dao rất mong chờ Thánh Y và Lạc Ly đến tinh không Thương Mang. Đến lúc đó có thể khai phá mấy kỹ năng mới thực dụng cho bọn họ. Pha trà xong, Quân Tiêu Dao bưng chén trà lên uống. Bỗng nhiên khựng lại. Sao vậy công tử, là Tăng Du pha trà không ngon ư? Tăng Du bên cạnh yếu nhất nói. Quân Tiêu Dao đặt chén trà xuống, lắc đầu. Đúng là người không biết sống chết. Bên ngoài phi chu có một chiến thuyền với khí thế bàng bạc vượt không mà đến. Có mấy bóng dáng xuất hiện. Ở giữa là Nguyên Mặc, bên cạnh còn có hai bóng dáng với khí tức bất phàm. Là viện trợ mà hắn mời đến, đều là chủ của thế lực lớn, có tu vi đế cảnh. Tu vi bản thân Nguyên Mặc không tầm thường, cộng thêm thân phận Hỗn Thiên tộc, nên mời nhân vật đế cảnh đến cũng không khó. Dù sao thì thế lực muốn ôm bắp đùi của Hỗn Thiên tộc cũng không phải là ít. Bên trong phi chu là Quân công tử à? Khóe miệng của Nguyên Mặc lộ ra ý cười. Bóng dáng của Quân Tiêu Dao và Tăng Du hiện ra, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá Nguyên Mặc. Quân Tiêu Dao bình thản nói, Hỗn Thiên tộc. Tăng Du bên cạnh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hơi trắng bệch. Nàng lập tức hiểu được có lẽ nhóm người này chính là người phía sau màn điều khiển đám người Liên Hoa Quan chủ trước đó ở Táng Tinh Huyết Hà. Không sai, tại hạ Hỗn Thiên tộc, Nguyên Mặc. Xem ra các hạ quả thật là Quân Tiêu Dao, Quân công tử thanh danh nổi lên trong mấy ngày gần đây,
đồng thời cũng là Tiêu Dao Vương của tiên triều Thiên Dụ Nguyên Mặc, cũng không phải loại người ngốc nghếch, không phải vừa lên đã khiêu khích đủ kiểu. Đương nhiên, hắn cũng không phải đến nói chuyện phiếm với quân Tiêu Dao. Nếu đã biết được thân phận của ta vậy hành động này của các ngươi có ý gì? Giọng điệu của quân Tiêu Dao mang theo một sự lười nhác. Nhìn thấy thái độ này, chủ của hai thế lực lớn bên cạnh đều âm thầm ngạc nhiên. Phải biết rằng, Hỗn Thiên tộc là tồn tại xếp top người trong chủng tộc Bách Cường, thậm chí được gọi là chuẩn bá tộc. Đối mặt với nhân vật của thế lực này, quân Tiêu Dao vẫn là thái độ như thế. Chỉ có thể nói là thật sự không coi ai ra gì, ánh mắt Nguyên Mặc cũng hơi nhíu lại. Hắn ha ha cười nói, thật ra cũng không có gì, chính là không biết quân công tử có biết một nơi tên là Táng Tinh Huyết Hà không? Hắn nói đến đây, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng quân Tiêu Dao. Nguyên Mặc cảm thấy có lẽ quân Tiêu Dao sẽ biện giải thích gì đó. Nhưng lời mà quân Tiêu Dao nói ra cũng làm cho Nguyên Mặc ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, mạch khoáng tinh thạch hỗn độn là do ta lấy, ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, trực tiếp, dứt khoát, không chút quanh co lòng vòng. Quân Tiêu Dao nói rất thản nhiên, không chút để ý, biểu cảm của Nguyên Mặc ngưng đọng, không nhịn được nói, vậy hẳn là ngươi biết đạo lý thứ tự đến trước và sau, mạch khoáng kia là ta phát hiện trước. Quân Tiêu Dao cũng lười nhìn Nguyên Mặc. Đối với quân mỗ mà nói không có thứ tự đến trước và sau, là của ta chính là của ta, không phải của ta cũng là của ta, nếu không có chuyện khác thì ngươi có thể cút. Lại là một câu tùy ý làm cho biểu cảm của Nguyên Mặc có chút không kiềm chế được, chủ một thế lực lớn bên cạnh lại không nhịn được nói. Đủ rồi, tuy ngươi là Tiêu Dao Vương của tiên triều Thiên Dụ, nhưng Nguyên Mặc công tử cũng là nhân tài kiệt xuất của Hỗn Thiên tộc, sao ngươi có thể? Chủ thế lực lớn này nói còn chưa nói xong, quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn qua. Trong khoảnh khắc vị cường giả này cảm giác như rơi xuống hầm băng, giống như có luồng hàn ý lan tràn lên từ từng tấc xương sống. Hắn lập tức ngừng nói. Nguyên Mặc khẽ nhíu mày nói, quân Tiêu Dao, không thể không nói, ngươi là một nhân vật nhưng Hỗn Thiên tộc ta cũng là thế lực không bình thường, cho nên thế nào? Đáy mắt Nguyên Mặc hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, nói, cũng được, tạm thời không đề cập tới việc của Táng Tinh Huyết Hà, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi đến Hỗn Thiên tộc ta một chuyến. Ô, quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Nguyên Mặc lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn mời ngươi đến Hỗn Thiên tộc làm khách mà thôi, nếu ta nói không thì sao? Ha, trêu chọc chủng tộc Bách Cường top 10 cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ánh mắt Nguyên Mặc cũng lạnh xuống. Thái độ của quân Tiêu Dao thật sự làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Thân là tinh anh của Hỗn Thiên tộc, hắn đi đến đâu, không phải được người tâng bốc tôn sùng, ngay cả nhân vật đế cảnh cũng phải kết giao. Mà quân Tiêu Dao lại là đàn gảy tai trâu, thậm chí không chút để hắn trong mắt. Ngươi đang uy hiếp ta? Quân Tiêu Dao vẫn là một dáng vẻ bình thản không gợn sóng. Chỉ là một nụ cười trên khóe miệng mang theo một chút nghiền ngẫm. Đây là một nụ cười rất quen thuộc. Đại biểu lại có người sắp xui xẻo rồi. Vậy núi không chuyển thì nước chuyển, Nguyên Mặc lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn cũng không ngốc, biết năng lực của quân Tiêu Dao. Cho dù hắn cộng thêm bí bảo còn có hai nhân vật đại đế, phỏng chừng cũng khó mà đối phó quân Tiêu Dao. Lần này hiện thân, chẳng qua là muốn xem thử có thể dùng bối cảnh của Hỗn Thiên tộc làm kinh sợ quân Tiêu Dao. Không, sự thật chứng minh quân Tiêu Dao hoàn toàn không sợ bất kỳ uy hiếp nào. Cho nên Nguyên Mặc cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua, chờ bên phía Hỗn Thiên tộc sắp xếp. Đám người Nguyên Mặc muốn rời đi, nhưng mà một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Hiện thân ở trước mặt quân mỗ, sau khi nói hai câu độc ác uy hiếp thì muốn bình an rời đi. Ánh mắt của quân Tiêu Dao lạnh nhạt. Tuy rằng ngươi là Tiêu Dao Vương của tiên triều Thiên Dụ, thân phận bất phàm, nhưng Hỗn Thiên tộc ta cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Nguyên Mặc nhíu mày, lạnh nhạt nói. Quân Tiêu Dao không nói hai lời, một trưởng trực tiếp trấn áp ra. Trong thiên hạ này không có người hoặc là thế lực mà quân Tiêu Dao hắn không dám trêu chọc. Quân Tiêu Dao, ngươi dám? Sắc mặt Nguyên Mặc chợt biến đổi, vội vàng gọi ra thủ đoạn hộ thân. Có luồng kiếm ngang trời, còn có cổ thuẫn thanh đồng không trọn vẹn, nở rộ ra khí tức uy nhiếp. Một trường này của quân Tiêu Dao cũng bao phủ mấy người, bao gồm hai vị cường giả đế cảnh ở bên trong. Bọn họ cũng theo bản năng ra tay, ánh sáng đế đạo bắt đầu khởi động. Nhưng mà mọi thứ với quân Tiêu Dao đều là châu chấu đá xe. Một trưởng của hắn quét ngang, giữa các ngón tay lượn lờ khí tức hỗn độn, giống như một vòm trời hỗn độn cổ xưa đè ép mà đi. Lại như ngũ chỉ sơn chấn áp mọi thứ, ngay cả trưởng văn cũng rõ ràng có thể thấy được gói trọn đám người Nguyên Mặc ở trong đó. Thủ đoạn của hai vị đại đế kia nháy mắt bị một trưởng của quân Tiêu Dao đánh tan biến, cả đế khu đều đang run rẩy, bị hỗn độn khí đè nát, huyết vũ bắn tung tóe. Mà Nguyên Mặc cũng vừa sợ vừa giận, trong mắt còn mang theo một tia hối hận lờ mờ. Với thân phận Hỗn Thiên tộc nhân của hắn, đi đến đâu cũng được người kính sợ, ai cũng kiêng kỵ ba phần. Kết quả quân Tiêu Dao thật sự là một tên không sợ rắc rối, căn bản không để ý Hỗn Thiên tộc gì đó. Nguyên Mặc gọi ra các loại thủ đoạn hộ thân, với quân Tiêu Dao cũng là thùng rỗng kêu to. Hắn cũng có thể nhận thấy được,
Tuy rằng Nguyên Mặc có thể xem như tinh anh của Hỗn Thiên tộc, nhưng hiển nhiên có lẽ không phải nhân vật nòng cốt nhất. Hỗn Thiên tộc các ngươi dùng huyết mạch hỗn độn tự cho mình là đúng, vậy ta cho ngươi mở rộng tầm mắt một chút cái gì gọi là hỗn độn thật sự. Quân Tiêu Dao thúc giục khả năng của hỗn độn thể, trong phút chốc thiên địa mênh mông, sương mù hỗn độn tràn ngập. Quân Tiêu Dao áo trắng phần phật như một thần vương đi lại trong hỗn độn, giơ tay nhấc chân đè nát trời đất, khí cơ mạnh đến chấn động càn khôn. Hai vị đại đế kia căn bản là không có chút sức chống cự, trực tiếp hóa thành huyết bọt. Một vài người còn lại cũng như thế. Đáng chết, Quân Tiêu Dao. Nguyên Mặc cũng phát ra một tiếng quát chói tai, thúc giục huyết mạch hỗn độn của bản thân. Chỉ là, huyết mạch hỗn độn của hắn trước mặt Quân Tiêu Dao hỗn độn thể chính thống, quả thực giống như là tôn tử thấy tổ gia gia bị áp chế tới cực điểm. Làm sao có thể, cho dù là hỗn độn thể cũng không thể hoàn toàn khắc chế huyết mạch hỗn độn. Nguyên Mặc cực kỳ sợ hãi. Huyết mạch hỗn độn của Hỗn Thiên tộc bọn họ là kế thừa hỗn độn thể, tuyệt thế từ một vị tổ tiên. Cho dù là gặp hỗn độn thể chân chính cũng không đến nổi không chịu được như thế. Nhưng nháy mắt Nguyên Mặc giống như là nghĩ đến cái gì, đồng tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng chợt co rụt lại kích thước như cây kim. Hay là ngươi còn không phải hỗn độn thể bình thường? Trong lòng hắn run sợ, nghẹn ngào nói. Đối với điều này Quân Tiêu Dao chỉ là lạnh lùng cười, không nói thêm gì. Đương nhiên hỗn độn thể của hắn không giống với hỗn độn thể bình thường. Nghiêm khắc mà nói, bản thân chính là hỗn độn thanh liên thể. Sau này hắn lại đoạt lấy toàn bộ bản nguyên hỗn độn của vị phi thiên hỗn độn thể chân chính. Có thể nói là song hỗn độn gộp lại cùng một chỗ. Đừng nói chút huyết mạch hỗn độn trong cơ thể Nguyên Mặc. Cho dù ở trước mặt Quân Tiêu Dao, là một hỗn độn thể chân chính cũng sẽ bị áp chế. A, Nguyên Mặc phát ra gào thét, tất nhiên hắn không cam lòng ngã xuống như thế. Nghiền chết châu chấu cũng phải nhảy chứ, càng đừng nói là hắn. Nguyên Mặc cũng rất quả quyết, vậy mà trực tiếp thiêu đốt huyết mạch hỗn độn toàn thân. Khí tức của hắn liên tiếp tăng vọt, vô hạn gần đế cảnh. Phải biết rằng, đế cảnh và dưới đế cảnh hoàn toàn là hai thế giới. Mà Nguyên Mặc lại có thể mượn thiêu đốt huyết mạch hỗn độn đạt tới hiệu quả này. Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng hơi kinh ngạc. Cảm thấy huyết mạch hỗn độn này của Hỗn Thiên tộc, mặc dù không thể so sánh với hỗn độn thể chân chính nhưng vẫn có chút thực lực. Phải nói là vị hỗn độn thể tuyệt thế khai sáng Hỗn Thiên tộc có chút thực lực. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, Nguyên Mặc vẫn gầy yếu buồn cười. Ngay lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị một trường loại bỏ, Nguyên Mặc thiêu đốt huyết mạch hỗn độn, gọi ra thủ đoạn của bản thân. Phía sau hắn rõ ràng có từng tầng thế giới hiện ra. Một tầng thế giới như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, trời đất đều là lửa, giống như là hỏa trạch Phật mục trong Phật môn. Một tầng thế giới lại giống như đóng băng ngàn dặm, thế gian đông lại, giống như ngay cả thời gian và không gian cũng đọng lại. Một tầng thế giới nặng nề vô tận, có huyền hoàng khí chảy xuôi, một tia có thể khiến thế giới sụp đổ. Một tầng thế giới như trận gió khủng bố vô tận, thổi tắt hư không giống như có thể chôn vùi mọi vật chất trên thế gian. Bốn tầng thế giới này hiện ra, chồng chéo lên nhau thay đổi liên tục, giống như hình thành một thế giới hỗn độn, khí cơ khủng bố khôn cùng. Dị tượng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Nguyên Mặc này thi triển ra hình như là dị tượng. Chỉ là hình như năng lực của Nguyên Mặc hữu hạn, giờ phút này bày ra bốn tầng thế giới vô cùng mơ hồ giống như bán trong suốt. Giống như một bản đơn giản hóa, hoặc là một bản bắt chước vụng về. Nhưng mà cho dù như vậy, Nguyên Mặc thi triển ra chiêu này, uy thế cũng vô cùng khủng bố. Thậm chí một chiêu này có thể làm cho đại đế chân chính biến sắc, bị thương. Với cảnh giới của Nguyên Mặc, đây đã là cực kỳ kinh người. Nguyên Mặc gầm lên một tiếng, mang theo bốn tầng dị tượng. Hỗn độn tứ tuyệt thiên. Hắn đang gào thét, làm ra chống đỡ cuối cùng. Nhưng cho dù như vậy chiêu thức con bài chưa lật này, cũng không có chút uy hiếp đối với Quân Tiêu Dao. Hắn là một hỗn độn đại thủ ấn, trực tiếp tiên tan dị tượng này. Lúc này Nguyên Mặc chịu xung kích, miệng hộc máu, cả thân thể đều giống như sắp vỡ vụn. Ta sắp chết sao? Nguyên Mặc cắn răng, mang theo không cam lòng và sợ hãi, còn có sự hối hận lờ mờ. Nhưng mà ngay sau đó, phù văn hỗn độn của Quân Tiêu Dao lượn lờ hóa thành một bàn tay to, cũng không trực tiếp đập chết Nguyên Mặc, mà bắt lấy, kéo lại trước người. Một chiêu dị tượng này của ngươi có chút thú vị đó. Giọng nói của Quân Tiêu Dao mang theo nghiền ngẫm. Nguyên Mặc nghe vậy, lúc này đáy mắt chợt lóe, hiểu được Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú đối với dị tượng này. Hắn cảm giác đường sống của bản thân đến rồi. Đây là dị tượng bí truyền của Hỗn Thiên tộc ta, đến từ chính vị tổ tiên sáng tạo tộc vô thượng đó của tộc ta. Quân Tiêu Dao, nếu ngươi tha cho ta một mạng, giữa chúng ta còn có thể bàn. Nguyên Mặc bắt lấy cơ hội này. Với hắn, nếu Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú đối với dị tượng này, có lẽ hắn có thể lấy nó làm lợi thế, đổi lấy tính mạng của mình. Cần sao? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, mang theo một tia không chút để ý. Nếu ngươi giết ta, ngươi không lấy được phương pháp tu luyện dị tượng này. Đáy lòng Nguyên Mặc lộp bộp, cảm thấy thái độ của Quân Tiêu Dao không đúng. Quân Tiêu Dao cũng lười nói cái gì, trực tiếp thi triển ra Giá Y Ma Quyết. Giá Y Ma Quyết có thể đoạt lấy thiên phú, đạo quả, thậm chí trí nhớ của người khác.
Nếu đặt ở trong tay tu sĩ bình thường, sợ là đã sớm hóa thành ma đầu, khắp nơi luyện hóa cắn nuốt những người khác. Mà với thiên tư yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao thì hoàn toàn không dùng được, đặt ở đáy hòm đóng bụi. Nhưng mà ở dưới một vài tình huống, trái lại dùng tốt đến bất ngờ. Tỉ như trước mắt, Quân Tiêu Dao trực tiếp thi triển ra Y Ma Quyết, đoạt lấy trí nhớ của Nguyên Mặc. Loại thủ đoạn này đối với một vài người có năng lực phản kháng, bọn họ có thể tự bạo. Ví dụ như Vũ Hóa Thiên trước đó. Nhưng ở trong mắt Quân Tiêu Dao, Nguyên Mặc quá mức nhỏ yếu không có cả năng lực tự bạo. Không, ngươi muốn làm gì? Nguyên Mặc lộ ra sự hoảng sợ cực hạn. Trong mắt hắn, giờ phút này Quân Tiêu Dao áo trắng tung bay giống như hóa thân thành một tên ma. Thủ đoạn khủng bố tới cực điểm. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao chiếm được thứ mình muốn. Sau đó một trưởng hoàn toàn loại bỏ Nguyên Mặc, hóa thành bụi bậm. Hắn quay đầu, mỉm cười nói với Tăng Du. Tăng Du, hung thủ phía sau màn đã ngã xuống, coi như là giúp các ngươi báo thù. Công tử, đôi mắt đẹp của Tăng Du hiện lên cảm động sáng lấp lánh. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tiếp tục cố gắng, trở thành một nguyên sư có khả năng, sau này giúp được Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao bắt đầu tiêu hóa trí nhớ của Nguyên Mặc. Ở trong đó tìm được ghi chép về Hỗn Độn Tứ Tuyệt Thiên. Thì ra, Hỗn Độn Tứ Tuyệt Thiên này chính là di tượng do tổ tiên Hỗn Độn Thể kia tu luyện thành. Cái gọi là Tứ Tuyệt Thiên, đó là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió dung hợp, diễn hóa hỗn độn. Đó là một trong di tượng trí cường của Hỗn Độn Thể, nhưng mà khác với dị tượng Hỗn Độn Thể như Hỗn Độn Khai Thiên, Tháp Vạn Đạo. Dị tượng này không đơn giản chỉ là dựa vào lĩnh ngộ. Nếu muốn hoàn toàn tu luyện tới đại thành, còn cần tìm được tứ đại nguyên linh hỗn độn trong truyền thuyết. Lần lượt là Chọc Cấu Diễn Thổ, Minh Mục Huyền Băng, Đại Nhật Kim Diễm, Hư Vô Bí Phong. Đại biểu bốn thuộc tính lớn đất, nước, lửa, gió. Nghe đồn nguyên linh hỗn độn này, chính là tồn tại thần bí từ trong hỗn độn diễn hóa ra. Cho dù phóng mắt cả tinh không thương mang mênh mông cũng tuyệt đối là hy hữu hiếm thấy. Bản thân nó chính là một luồng sức mạnh thuộc tính nguyên thủy vô cùng lớn mạnh, cũng không là người bình thường có thể nắm trong tay. Cũng chỉ có hỗn độn thể thuộc tính hỗn độn có thể dung nhập tồn tại này, vào trong di tượng. Mặc dù Hỗn Thiên tộc truyền lưu lại phương pháp tu luyện dị tượng này, nhưng điều kiện tu luyện cơ bản của bản thân nó chính là cần hỗn độn thể. Mà bởi vì Nguyên Mặc chỉ có huyết mạch hỗn độn, lại không có dung nhập nguyên linh hỗn độn, cho nên Hỗn Độn Tứ Tuyệt Thiên mà hắn thi triển ra không có hình, không có thần của nó, chỉ có thể nói là một loại bắt chước vụng về. Mà cho dù là bắt chước đã có thể có uy lực này, có thể tưởng tượng Hỗn Độn Tứ Tuyệt Thiên do hỗn độn thể chân chính thi triển ra, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào. Hỗn Thiên tộc này quả nhiên có chút thực lực. Sau khi sắp xếp xong trí nhớ, Quân Tiêu Dao cũng thở dài. Vị tổ tiên sáng tạo tộc Hỗn Thiên tộc tuyệt đối là tu luyện hỗn độn thể tới trình độ cực cao. Nhưng mà hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao hắn cũng không kém. Với ta hiện giờ sở hữu thể chất song hỗn độn, nếu có thể tu luyện thành Hỗn Độn Tứ Tuyệt Thiên, chậc chậc, 99 cho dù là Quân Tiêu Dao cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng có thể khẳng định chính là, nếu thân hỗn độn của Quân Tiêu Dao tu luyện thành Hỗn Độn Tứ Tuyệt Thiên, uy lực của nó tuyệt đối không thua gì Thánh Thể Lục Đại Dị Tượng. Thánh Thể Lục Đại Dị Tượng đánh ra có thể hình thành luân hồi, hoành thôi mọi kẻ địch. Mà Hỗn Độn Tứ Tuyệt Thiên vừa ra, đất nước lửa gió thay đổi liên tục, diễn hóa hỗn độn, cũng có thể chấn mọi thứ của thế gian. Trước đó thật ra Quân Tiêu Dao không quá để ý đối với cái gọi là thủ đoạn thần thông. Dù sao thân thể hắn cũng đủ mạnh, giơ tay nhấc chân chính là uy lực đại thần thông. Mà hiện tại, đối với Hỗn Độn Tứ Tuyệt Thiên này, Quân Tiêu Dao thật sự có hứng thú. Một dị tượng hỗn độn thể chí cường, hắn phải tu luyện thành công. Có trợ giúp rất lớn đối với việc nâng cấp chiến lực của hắn. Nhưng mà, những cái khác không nói, chỉ là tứ đại nguyên linh hỗn độn này đều là tồn tại thế gian cực kỳ hiếm có. Mức độ hiếm có của nó còn hiếm thấy hơn tiên dược. Trái lại là một phiền phức. Hay là Quân Tiêu Dao không tu luyện? Muốn tu luyện thì nhất định phải tu luyện đến đại thành. Cho nên, Quân Tiêu Dao khinh thường hỗn độn tứ tuyệt thiên vụng về cỡ như Nguyên Mặc. Nguyên linh hỗn độn, Quân Tiêu Dao theo bản năng thì thào. Mà Tăng Du bên cạnh nghe được, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Công tử, ngươi nói nguyên linh hỗn độn cái gì? Ngươi biết. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Tăng Du. Tăng Du gật đầu nói. Nguyên sư bọn ta cũng có một vài cổ tịch, trong đó ghi lại rất nhiều thiên địa kỳ chân. Trước đó Tăng Du nhớ hình như gặp qua ghi chép này. Quân Tiêu Dao nghĩ đến thấy cũng đúng. Nguyên sư vào Nam ra Bắc, đào bới trộm mộ, tìm nguyên điểm huyệt, tìm các loại bảo bối. Đương nhiên, cũng có ghi chép về rất nhiều vật hiếm có. Ví dụ như Tô Cẩm Lý trước đó thích tầm bảo, cũng có một quyển danh mục thiên tài địa bảo quanh năm trong người. Vậy ở đâu có ghi lại nguyên linh hỗn độn? Quân Tiêu Dao hỏi. Tăng Du cũng nói thật, thật ra, Tăng Du cũng không cách nào xác định ghi chép trong cổ tịch, chính xác hay không, chỉ là từng xem qua, nói ở biển tinh thần Thái Cổ, có vẻ từng xuất hiện tung tích của Minh Mục Huyền Băng biển tinh thần Thái Cổ. Quân Tiêu Dao hơi sững sờ. Trùng hợp như vậy sao? Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng,
Quân Tiêu Dao cảm thấy bản thân thu gặt nhiều đứa con khí vận như vậy. Bản thân chính là một tồn tại sở hữu khí vận thật lớn. Không nói tâm muốn chuyện thành, ít nhất làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Nghĩ như vậy hình như cũng không phải không thể lý giải. Cứ như vậy, ta muốn nghe ngóng một chút, lưu ý một vài manh mối ở biển tinh thần thái cổ, Quân Tiêu Dao nói. Kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là muốn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua biển tinh thần thái cổ, sau đó đi Nam Thương Mang. Hiện tại xem ra, còn phải dừng ở biển tinh thần thái cổ một chút thời gian, thăm dò một phen. Nhưng mà cũng may, Khương Thái Lâm cho hắn hoàng lệnh Thương Hải của hoàng tộc Thương Hải, ở biển tinh thần thái cổ có lẽ có chút tác dụng, có lẽ có thể giúp được hắn. Sau đó, Quân Tiêu Dao và Tăng Du cưỡi phi chu rời đi. Về phần hậu quả loại bỏ Nguyên Mặc, Quân Tiêu Dao cũng không để ý, từ thái độ của Nguyên Mặc, nếu hắn thật sự theo Nguyên Mặc đi Hỗn Thiên tộc, 8 phần cũng sẽ bị Hỗn Thiên tộc thèm muốn. Dù sao hỗn độn thể chân chính còn có huyết tinh hỗn độn và bản nguyên hỗn độn. Đối với người của Hỗn Thiên tộc sở hữu huyết mạch hỗn độn đến nói, lực hấp dẫn chí mạng. Việc này chỉ là một nhạc đệm. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới biển tinh thần thái cổ. Cùng lúc đó, ở một hư không khác, có một lâu thuyền vàng bạc vượt qua tinh vũ. Cả lâu thuyền cực kỳ rộng lớn, thân thuyền trải rộng phù văn, lóe ra thần mang giống như tinh thần. Ở trên boong của lâu thuyền có một vị nữ tử đứng. Dáng người nữ tử cực kỳ cao gầy, đường cong kiêu hãnh, thân mặc váy dài màu xanh sẫm như tinh quang đan xen thành. Một mái tóc đen cũng là màu lam, trong sợi tóc có một cặp sừng rồng màu bạc, có vẻ cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Khuôn mặt nữ tử trắng nõn, ấn đường có một ấn ký hình rồng, ngũ quan như ngọc mày lộ ra một sự trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một đôi mắt tuyệt đẹp như tinh không lóe ra nhiều tinh huy rực rỡ, làm cho người ta nhìn qua giống như trầm luân trong đó. Chính là Long nữ Hải Nhược. Công tử, ngắm nhìn mờ mịt tinh không, bên môi Hải Nhược mỉ non, trong tinh mẫu mang theo một tia tưởng niệm. Từ sau thành đoạn không lần trước, bởi vì quan hệ trong tộc cho nên Long nữ Hải Nhược cũng không thể không tạm thời rời khỏi Quân Tiêu Dao, trở lại tinh thần Long tộc. Long nữ Hải Nhược ngày nhớ đêm mong về Quân Tiêu Dao. Tình cảm này rất phức tạp, có ngưỡng mộ cũng có sùng bái. Như là tôn kính, sùng bái và chút say mê che giấu kết hợp cùng một chỗ. Nhân vật như Quân Tiêu Dao là duy nhất trên thế gian. Có thể sinh ra một vài tiếp xúc với hắn, Hải Nhược đã cảm thấy bản thân rất may mắn. Khi nào thì mới có thời gian đi tìm công tử đây? Hải Nhược không khỏi thầm nghĩ nói. Trước đó nàng cũng kêu người ta thăm dò tin tức, biết được tình huống của Quân Tiêu Dao ở Tiên Triều Thiên Dụ. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ tại kênh YouTube Recap Phim. Nhưng trong tộc cũng không muốn cho Hải Nhược rời đi. Mà lần này, sở dĩ Hải Nhược rời khỏi tộc cũng là bởi vì có chuyện quan trọng. Ngay lúc tâm tư của Hải Nhược dính lên người Quân Tiêu Dao, một âm thanh phá hỏng không khí, không đúng lúc vang lên. Hải Nhược, ngươi suy nghĩ cái gì? Một nam tử tóc lam đi tới, trên trán cũng có sừng rồng màu bạc, khí chất bất phàm. Chính là Long tử của tinh thần Long tộc, Lăng Thương, trước đó cũng từng hiện thân ở thành đoạn không? Không có gì nhìn thấy Lăng Thương, Hải Nhược hơi nhíu mày, trên mặt cũng hiện lên một sự lãnh đạm. Lăng Thương cũng không để ý, chỉ là cười nói. Lần này, chúng ta đi biển tinh thần thái cổ, chúc thọ cho lão Long Vương của Hải Long Hoàng tộc, Hải Nhược ngươi cần phải biểu hiện cho tốt đó. Ánh mắt Hải Nhược lạnh lùng, liếc Lăng Thương. Lời này của ngươi có ý gì? Lăng Thương cố ý sửng sốt sau đó nói, đúng rồi, có thể là trong tộc đã quên nói với ngươi. Lần này trên bữa tiệc chúc thọ của lão Long Vương Hải Long Hoàng tộc sẽ có sinh linh của thủy tổ Long tộc xuất hiện. Nói không chừng chính là nhân vật mà đại nhân phái ra muốn nạp ngươi làm thiếp, cho nên, ngươi phải biểu hiện cho tốt, thái độ khiêm tốn một chút, đừng lãnh đạm giống như hiện tại sẽ khiến thủy tổ Long tộc không vui. Cái gì? Tinh mẫu Hải Nhược dừng lại, biểu cảm ngưng đọng. Trước đó quả thật trong tộc không nói qua với nàng chuyện này. Lăng Thương khẽ thở dài nói, Hải Nhược, ngươi cũng đừng trách trong tộc, dù sao nói cho ngươi biết thì ngươi cũng có thể sẽ kháng cự hơn nữa. Đa số tinh thần Long tộc ta suy nghĩ đó là, thủy tổ Long tộc một trong thập bá tộc đó, ngay cả Hải Long Hoàng tộc cũng muốn thoát ly Hải Uyên Lân tộc, gia nhập thủy tổ Long tộc. Lần này nếu ngươi xử lý không tốt, người xui xẻo không chỉ có ngươi thậm chí sẽ liên lụy đến tinh thần Long tộc. Cho nên người suy nghĩ kỹ lại đi. Lăng Thương lắc đầu cũng rời đi. Nếu Hải Nhược đồng ý trở thành thiếp thất của đại nhân thủy tổ Long tộc kia, vậy cả tinh thần Long tộc đều có thể lấy được chỗ tốt, có lẽ còn có cơ hội gia nhập thủy tổ Long tộc. Nếu Hải Nhược không đồng ý vậy có chút phiền phức. Hiện tại Lăng Thương đặt cả đại nghĩa của tinh thần Long tộc lên người Hải Nhược, ép nàng đưa ra lựa chọn. Bàn tay ngọc của Long nữ Hải Nhược nắm chặt, khớp xương đều nổi lên màu xanh. Nàng rất muốn liều lĩnh, trực tiếp đi tìm Quân Tiêu Dao, nhưng lại cảm thấy như vậy tuyệt đối sẽ mang đến phiền phức cho Quân Tiêu Dao. Dù sao đối thủ là thủy tổ Long tộc đó, cho dù ở trong thập bá tộc cũng là tồn tại cực kỳ cường thịnh, bá đạo, cũng chỉ có bá tộc như Vân tộc có thể không phục tùng thủy tổ Long tộc. Tuy rằng Hải Nhược biết Quân Tiêu Dao có lai lịch và bối cảnh cực kỳ bất phàm, nhưng không muốn gây thêm cho hắn một phiền phức lớn như vậy. Nàng hơi cắn môi,
khuôn mặt xinh đẹp luôn mang theo nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này cũng hiện ra một tia mờ mịt và bất lực hiếm thấy. Công tử, Hải Nhược nên làm thế nào? Biển Tinh Thần Thái Cổ ở mảnh đất giao giới giữa Đông Thương Mang và Nam Thương Mang. Tuy rằng tên là một vùng biển, nhưng phạm vi này vượt xa không phải biển bình thường có thể sánh bằng, còn rộng lớn hơn rất nhiều đại giới cộng lại. Có rất nhiều hải tộc sinh sống ở trong đó. Đương nhiên, cũng có vô số huyền bí và quỷ bí. Sau khi trải qua hành trình một khoảng thời gian, cuối cùng quân Tiêu Dao cũng tới gần mảnh đất bên cạnh biển Tinh Thần Thái Cổ. Quân Tiêu Dao đứng trên bong tàu của Phi Chu, ánh mắt nhìn ra xa. Ở phía xa tầm mắt của hắn rõ ràng là một vùng biển mênh mông đến vô biên vô hạn. Nhìn qua trái phải đều không có giới hạn và điểm cuối. Theo lý thuyết, ở trong hư không vũ trụ thì không có khả năng có biển xuất hiện. Nhưng vùng biển này cũng không phải là biển trên ý nghĩa bình thường. Chính là tinh hải ngân hà. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện. Trong sóng biển ngập trời thổi quét có vô số quang điểm đang lóe ra, đó là ánh sáng tinh thần. Cả biển Tinh Thần Thái Cổ chính là vô số tinh thần vỡ vụn, ngân hà hội tụ, hình thành một mảnh tinh không hải mênh mông. Không hổ là tinh không thương mang. Nhìn biển tinh hà bao hùng vĩ rộng lớn trước mắt. Cho dù là quân Tiêu Dao nhìn quen các cảnh tượng cũng khẽ thở dài. Kỳ cảnh tráng lệ cỡ này, cũng chỉ có ở tinh không thương mang rộng lớn khôn cùng mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà, hắn cũng không phải đến thưởng thức cảnh đẹp. Rất nhanh, cùng Tang Du điều khiển Phi Chu, tiến vào trong phạm vi biển Tinh Thần Thái Cổ. Sau khi tiến vào biển Tinh Thần Thái Cổ, cảnh tượng trước mắt càng thêm rộng lớn. Tinh hải vô ngần, từng đợt sóng dập dìu, một đợt sóng cuộn tới âm thanh như sấm. Phóng mắt nhìn lại, một đường hải thiên mờ mịt. Phi Chu của quân Tiêu Dao thật sự nhỏ xíu như muối bỏ biển. Sau khi dần dần xâm nhập, quân Tiêu Dao cũng gặp được một vài đảo nhỏ vô cùng bàng bạc, trong biển Tinh Thần Thái Cổ. Nói là đảo nhỏ, thật ra cũng không kém một mảnh đại lục bao nhiêu. Một vài đảo nhỏ hoang vắng nhưng có một vài đảo nhỏ, linh khí giặt rào, bị tu sĩ hoặc là sinh linh hải tộc chiếm cứ. Wow, Tang Du cũng ở đầu Phi Chu nhìn ra xa, khuôn mặt xinh đẹp cũng mang theo sự mới lạ. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa gặp qua tinh hải như này. Mà lúc này dường như nàng nhìn thấy gì, lộ ra kinh ngạc. Đó là thứ gì? Tang Du hỏi. Cách đó không xa trong đại dương mênh mông, một cái vây lưng cực lớn hiện ra tựa như một thanh thiên đao, phá vỡ tinh hải. Nhấc lên sóng biển vạn trượng, phù văn vô tận và thần mang dâng lên, lập tức chém đến Phi Chu của quân Tiêu Dao. Hửm! Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Luồng dao động đó đã cực kỳ mạnh, dưới chuẩn đế chết chắc không thể nghi ngờ. Nhưng đối với quân Tiêu Dao, đương nhiên không tính là gì. Một ngón tay điểm ra bắn chết nó. Sau đó nâng tay bắt lấy. Thứ hiện ra chính là một con cự ngư dài chừng 10 trượng, cả vật thể đều là vảy bạc, khí tức bất phàm. Bọn họ vừa mới tiến vào biển Tinh Thần Thái Cổ, không bao lâu đã đụng phải cự ngư cỡ này. Có lẽ ở chỗ sâu trong biển Tinh Thần Thái Cổ cũng có rất nhiều động vật biển, hải yêu lớn mạnh khủng bố. Biển Tinh Thần Thái Cổ không phải là một nơi an toàn cũng như Khương Thái Lâm nói. Con cá thật lớn, Tang Du nói. Nàng không biết nghĩ tới cái gì bỗng nhiên nuốt nước miếng. Quân Tiêu Dao thấy thế cười. Sau đó không lâu, trên Phi Chu bốc lên khói bếp. Tang Du đang nướng cá. Với tu vi hiện giờ của quân Tiêu Dao, đương nhiên là không cần ăn cái gì. Trừ khi là dược thực tiên trên lấy cổ dược kỳ chân chế biến thành thức ăn. Công tử, sau khi Tang Du nướng xong thì đưa một miếng thơm ngon nhất cho quân Tiêu Dao trước. Quân Tiêu Dao cũng không có lỗi với ý tốt. Nhưng mà sau khi nhấm nháp thì quân Tiêu Dao lại thoáng kinh ngạc. Trong mắt hắn tuy rằng tu vi của cự ngư này không tính là gì, nhưng chất lượng thịt này lại cực kỳ ngon. Đồng thời, còn có từng luồng tinh khí cực kỳ mênh mông tràn ngập ở trong miệng. Chẳng lẽ là, quân Tiêu Dao nhìn về phía tinh hải. Trong đó có vô số quang điểm giống như tinh thần đang lóe ra. Chẳng lẽ là bởi vì những sinh vật này luôn sống ở trong biển tinh thần, cho nên cũng dung nhập tinh hoa của tinh thần, chất lượng thịt ẩn chứa năng lượng phong phú. Công tử, thế nào? Tang Du chớp mắt. Được lắm. Quân Tiêu Dao nói. Hiện tại hắn rất chờ mong gặp được một vài tồn tại gì bá chủ trong biển gì đó. Tinh khí đó ắt hẳn tuyệt đối không yếu hơn tinh hoa một vài đại đế. Trong thời gian kế tiếp, quân Tiêu Dao tiếp tục xâm nhập biển Tinh Thần Thái Cổ. Ven đường cũng gặp phải một vài động vật biển hung ác, nhưng cuối cùng đều trở thành nguyên liệu để nướng. Ngay lúc thời gian như vậy trôi qua, một khắc nào đó, quân Tiêu Dao nhận thấy hình như hải vực chung quanh náo nhiệt lên. Ở trên đường, có rất nhiều con Phi Chu qua sông cũng có người điều khiển cổ thú phi hành. Chiến xa ngang trời, xuyên qua những con sóng, thanh thế không nhỏ. Làm sao vậy? Quân Tiêu Dao cảm thấy hình như có tình huống xảy ra. Hắn kêu Tang Du đi tìm hiểu, rất nhanh lấy được tin tức. Hình như là bởi vì có một động phủ trên biển xuất thế cho nên dẫn tới phong ba, không ít thế lực đi đến. Đối với quân Tiêu Dao hiện tại mà nói, cơ duyên bảo tàng bình thường đã không có sức hấp dẫn gì. Nhưng mà lần đầu hắn đến biển Tinh Thần Thái Cổ, tạm thời cũng không có đầu mối gì. Cho nên quyết định tùy tiện đi xem thử trước. Nhưng mà không bao lâu.
hải vực phía trước có một đám sinh linh xuất hiện, có tứ chi và thân hình của con người, trên người lại trải rộng vảy và vây màu đen. Mà một cái đầu lại là đầu giao long, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Phụng lệnh của Hắc Giao Vương phong tỏa hải vực này, tất cả thế lực sinh linh không được đi vào. Trong đó một sinh linh đầu giao long hét lên. Vậy mà là Hắc Giao Vương. Làm sao có thể như thế, hắn muốn độc chiếm cơ duyên sao? Xem ra động phủ trên biển này không tầm thường, bằng không Hắc Giao Vương cũng sẽ không lựa chọn phong tỏa hải vực. Một vài thế lực hội tụ chung quanh đều đang trao đổi. Trong đó có một vài tu sĩ nhân tộc sống trên đảo nhỏ cũng có sinh linh hải tộc. Giờ phút này đều mang theo một sự không cam lòng. Hắc Giao Vương là hải vực phụ cận, một vị bá chủ trong biển nổi danh. Ở biển tinh thần thái cổ, chỉ có tu vi trên đế cảnh mới có thể xưng bá một hải vực, trở thành vua hải vực. Mà có lẽ vị Hắc Giao Vương này đã thành đế từ rất sớm, ở hải vực rộng lớn rất có uy danh. Cho dù là Hắc Giao Vương cũng không thể ngăn cản tất cả thế lực chúng ta. Một vị tu sĩ nhân tộc lạnh lùng nói. Ô, trong mắt vị sinh linh đầu giao mình người kia hiện lên một tia hung quang, một trưởng đánh ra, phù văn đầy trời, hóa thành giao long chảo. Trực tiếp cào chết vị tu sĩ nhân tộc kia. Một đám sinh linh chung quanh đều lui ra phía sau. Phong tỏa hải vực, có thể không chỉ một vị đại nhân nhà ta, tốt nhất các người suy nghĩ một chút. Sinh linh đầu giao mình người kia lãnh đạm nói. Cái gì, chẳng lẽ còn có vua hải vực khác? Nếu là vài vị vua hải vực liên thủ độc chiếm, ai có thể xen vào? Rất nhiều sinh linh ở đây đều thầm than. Mà đúng lúc này, một phi chu phớt lờ ngoài tai, tiếp tục tiến đến hải vực phía trước. Là ai? Muốn chết sao? Sinh linh đầu giao mình người thấy thế, lộ ra một tia hung ý, lần thứ hai cào ra. Nhưng mà, vù, một tia kiếm quang vô cùng rực rỡ chói mắt ngang trời, phân chia trời đất, phân cách đại dương, nháy mắt chém giết một đám sinh linh đầu giao mình người hóa thành huyết vũ đầy trời. Là ai? Sinh linh thế lực các nơi ở đây đều khiếp sợ ngây ngốc. Là ai dám giết cả thuộc hạ của Hắc Giao Vương? Phải biết rằng, Hắc Giao Vương là vua hải vực nổi danh nhất hải vực phụ cận. Tu vi tuyệt đỉnh không nói lại có hung uy hiển hách. Cũng có tin đồn, nếu huyết mạch Hắc Giao của nó tiến thêm một bước lột xác, hắn có chứng được tư thế của vua. Nếu trở thành vua trong đế, vậy thân phận địa vị lại khác sẽ cao lên một khoảng lớn. Có thể nói, cho dù là cường giả đồng cấp khác cũng phải cho Hắc Giao Vương mặt mũi. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một cường giả đế cảnh, bằng không sao dám khiêu khích Hắc Giao Vương? Nhưng thực lực của Hắc Giao Vương ở trong đế cảnh cũng không yếu, cùng cấp cũng không có bao nhiêu cường giả dám khiêu khích. Ở đây vang lên rất nhiều tiếng thì thầm nói nhỏ, rất nhiều ánh mắt ném tới phi chu kia. Chỉ là từ đầu đến cuối người trong phi chu đều không xuất hiện. Cả phi chu cũng chạy thẳng tới trước. Rất nhiều sinh linh thế lực nhìn nhau đều đuổi theo sau đuôi. Bọn họ muốn biết đến tột cùng tồn tại trong phi chu có tự tin gì dám xuống tay với người của Hắc Giao Vương. Nhưng mà, ngay lúc bọn họ chưa tiến vào bao lâu, hải vực phía xa có tiếng u u chấn vang khuếch tán ra. Mây đen áp sát, sóng biển cuồn cuộn, bắn lên nghìn trượng, rửa sạch tinh khung, mà ngay trong cảnh tượng rung động như vậy, một bóng dáng màu đen khổng lồ hiện lên trong tầng mây tối đen. Đó là một giao long màu đen hình thể vô cùng khổng lồ, cả vật thể hắc mang lượn lờ. Giữ tợn giao long đầu thượng, sinh có một cây màu đen một sừng. Bên ngoài thân bao trùm vảy tối đen chi chít dày đặc mang theo cảm giác cứng rắn. Nhìn lại giống như một đảo nhỏ bàng bạc khôn cùng, nghiền áp đến từ phía chân trời. Hắc Giao Vương nhìn thấy hung vật này, rất nhiều sinh linh thế lực ở phía xa đều lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng không nhịn được phát run. Một vài tu sĩ sinh linh trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. Thực lực của mỗi một vua hải vực đều không thể khinh thường. Người nào dám giết thuộc hạ của bổn vương? Hắc Giao Vương nói ra tiếng người, âm thanh nổ vang vòm trời, nhấc lên những con sóng uy thế rất khủng bố. Đây chính là vương giả hải vực à? Có sinh linh sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng trong thời gian ngắn, một tiếng nói vang lên. Rõ ràng âm thanh không lớn lại che lấp giọng nói của Hắc Giao Vương, vang vọng bên tai mọi người. Mà lời nói ra lại nháy mắt làm cho sắc mặt mọi người đờ đẫn, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Một con Hắc Giao nên giết làm thịt nướng hay là lấy làm tọa kỵ? Giọng nói này mang theo một tia chần chờ, tựa hồ là đang rối rắm nên lựa chọn như thế nào. Nghe thấy như thế, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Ta xuất hiện ảo thính hà? Dùng Hắc Giao Vương làm nguyên liệu nấu ăn và tọa kỵ? Một vài sinh linh hoài nghi nói. Muốn chết? Hắc Giao Vương phát ra tức giận, vươn ra một giao long chảo to lớn vô biên, che thiên che lấp mặt trời tạo, thành bóng dâm. Cự hải minh mông này giống như sắp bị nó dùng một móng vuốt nắm lên. Vù, một kiếm quang lướt ra từ trong phi chu. Hắc Giao Vương lập tức cảm giác được một luồng hàn ý vô cùng khủng bố, giống như cảm giác sắp chết. Làm sao có thể, còn không đợi Hắc Giao Vương phản ứng lại. Một đường kiếm quang trực tiếp chém rớt một giao long chảo của nó, huyết vũ bắn ra. Mà ngay lúc Hắc Giao Vương cảm giác sợ hãi, hết sức không thích hợp. Nó đột nhiên ngẩng đầu, chợt phát hiện không biết khi nào lại có một bóng dáng áo trắng đứng trên không của nó. Ngươi!
Còn không đợi Hắc Giao Vương nói cái gì, vẻ mặt Quân Tiêu Giao nhàn nhạt, tùy ý đạp xuống một cước, tựa như hàng tỷ tỷ thế giới cuồn cuộn chấn áp xuống. Nếu nói mới vừa rồi Hắc Giao Vương ra tay khiến khắp hải vực đều chấn động, vậy Quân Tiêu Giao tùy ý dậm chân một cái, quả thực khiến cho cả đại dương mênh mông sắp nổ tung, vô số con sóng phô thiên cái địa, nhấc lên sóng thần thật lớn. Phải biết rằng, đây chỉ là Quân Tiêu Giao tùy ý dậm chân, mau lui lại. Sinh linh thế lực các nơi phía xa thấy thế, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, vội vàng lui ra phía sau, sợ bị lan đến gần. Luồng dao động đó quá mức khủng bố. Nhưng mà Hắc Giao Vương lại không cách nào lui về phía sau. Bởi vì hắn cảm giác không gian bốn phía đều giống như nén lại phong tỏa, giam cầm nó. Mặc cho tu vi thực lực của nó mạnh hơn nữa cũng không cách nào giải thoát. Chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh, chống đỡ một cái tùy ý dậm chân của Quân Tiêu Giao này. Giam. Một cước đạp xuống, vải tối đen trên người Hắc Giao Vương đều nổ tung, huyết vũ bắn tung tóe lên trời cao. Hắc Giao Vương rơi xuống từ hư không, giống như một hòn đảo to lớn đập xuống đại dương mênh mông, nhấc lên cơn sóng. Ngươi nói ngươi muốn trở thành nguyên liệu để nướng, hay là trở thành tọa kỵ? Lời nói nhàn hạ tùy ý của Quân Tiêu Giao. Hải vực phía dưới bị máu tươi nhiễm đỏ, truyền đến âm thanh hoảng loạn của Hắc Giao Vương. Đợi, đợi đã, ta đồng ý thần phục, cũng không cần dãy dụa nữa. Hắc Giao Vương lập tức hiểu được bóng dáng bạch y này cũng không phải tồn tại mà nó có thể đối địch. Chẳng lẽ là vua trong đế? Hắc Giao Vương không khỏi thầm nghĩ. Nhưng nó lại không cảm giác được khí tức của cảnh giới đó. Vị nam tử áo trắng kia khí cơ thâm thúy làm cho người ta không tra xét được chút chi tiết. Quân Tiêu Giao thấy thế cũng không ra tay nữ. Dù sao hắn cũng xa lạ đối với biển tinh thần thái cổ. Nếu có một con rắn dẫn đường cũng thuận tiện làm việc. Bằng không, sợ là Quân Tiêu Giao sẽ trực tiếp nướng Hắc Giao Vương. Lập tức Quân Tiêu Giao và Tăng Du dừng phía trên đầu của Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương cũng chỉ có thể nén giận, không dám có chút lỗ mãng, chở Quân Tiêu Giao rời đi. Để lại một đám sinh linh tu sĩ cứng họng, nói không ra lời. Hắc Giao Vương bị hàng phục rồi. Quá khủng bố, bóng dáng bạch y kia là ai, từ khi nào hải vực này đã xuất hiện cường giả bậc này. Hơn nữa nên là sinh linh nhân tộc chứ không phải là cường giả thế lực như Hải Uyên Lân tộc. Thế lực các nơi đều sợ hãi. Nhưng mà một vài người cũng cảm thấy có thể lý giải. Dù sao biển tinh thần thái cổ quá lớn, tàng long ngọa hổ, không biết nơi nào sẽ cất giấu một lão quái vật ngủ đông vô số năm tháng. Bên kia, Hắc Giao Vương chở Quân Tiêu Giao và Tăng Du hoành hành trên biển tinh thần. Sinh linh chung quanh phía xa cảm ứng được khí tức của Hắc Giao Vương thì lui ra. Coi như là tiết kiệm cho Quân Tiêu Giao không ít chuyện. Đại nhân, ngài đi đâu? Quân Tiêu Giao ngồi xếp bằng ở trên đầu Hắc Giao Vương, không lộ chút khí tức cũng làm cho Hắc Giao Vương nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận. Động phủ trên biển kia là tình huống gì? Quân Tiêu Giao hỏi. Hắc Giao Vương thấy thế, cũng không do dự, mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất so với cơ duyên. Nó cũng nói một vài chuyện cho Quân Tiêu Giao. Động phủ trên biển kia có vẻ là một vị tổ tiên của hải thần, điện trước kia để lại. Mọi người đều biết biển tinh thần thái cổ chính là địa bàn của Hải Uyên Lân tộc. Nhưng trước đây từng có một thế lực khác, hải thần điện, ở thời kỳ cường thịnh, uy thế vượt qua Hải Uyên Lân tộc. Hơn nữa đặc biệt nhất chính là, hải thần điện chính là thế lực nhân tộc. Ở biển tinh thần thái cổ lấy các loại hải tộc, dị tộc là chủ. Nhân tộc cũng không phải là chủng tộc chủ yếu. Hải thần điện có thể đứng sừng sững ở biển tinh thần thái cổ, hiển nhiên đại biểu có chút tài năng. Mà có lẽ cũng, bởi vì như thế mới dẫn đến nghi ngờ và đố kỵ của Hải Uyên Lân tộc. Cái gọi là bên giường của mình sao có thể để người khác ngủ ngáy. Hải Uyên Lân tộc dẫn dắt thế lực hải tộc vô tận bộc phát một trận đại chiến, với Hải Thần Điện. Trận chiến bất hủ đó đã lan đến cả biển tinh thần thái cổ. Cuối cùng chấm dứt, khi Hải Thần Điện bị diệt. Sau khi nghe xong, sắc mặt Quân Tiêu Giao không chút gợn sóng. Hắn cũng không cảm thấy hứng thú với đại chiến nhân tộc và lân tộc hải tộc gì đó. Nếu đổi thành chiêu trò của đứa con khí vận bình thường, tám phần chính là trợ giúp nhân tộc đối kháng hải tộc gì đó. Nhưng Quân Tiêu Giao cũng không có thời gian rỗi này. Huống hồ bị giết chỉ là hải thần điện mà thôi, chỉ một hải thần điện còn không đại biểu được nhân tộc. Quả nhiên, mỗi một vùng biển đều có một hải thần. Quân Tiêu Giao lắc đầu. Nhận thấy vẻ mặt Quân Tiêu Giao không có gì biến hóa, Hắc Giao Vương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Quân Tiêu Giao là nhân tộc, lỡ đâu oán giận, bắt nó làm thịt ăn nướng cũng không phải không thể. Vậy đại nhân, kế tiếp ngài. Hắc Giao Vương thử hỏi. Đi động phủ đó. Quân Tiêu Giao nói. Vâng. Hắc Giao Vương lên tiếng trả lời, chở Quân Tiêu Giao và Tăng Du phá sóng mà đi. Hải vực rộng lớn này nhấc lên gợn sóng bởi vì động phủ trên biển xuất thế. Cùng lúc đó, một hải vực khác liền kề. Cũng có tình huống vô hải vực phong tỏa xảy ra. Các ngươi cũng không khỏi quá mức bá đạo, động phủ trên biển không phải đại nhân các ngươi có thể độc chiếm. Trên một hải vực có tiếng xung đột vang lên. Đó là sinh linh tu sĩ của một vài thế lực đang mở miệng. Mà đối diện bọn họ chính là một đám sinh linh thân người đầu cá sấu.
trên người khoác giáp trụ, đầu thì là đầu cá sấu hung thần ác sát. Bọn họ cũng đến từ dưới trướng vua hải vực một phương. Các ngươi không sợ chết có thể ra tay. Sinh linh thân người đầu cá sấu lạnh lùng quát. Lúc này cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng phá sóng biển rào rào. Một vài sinh linh nhìn lại. Trong biển rõ ràng hiện ra một vỏ sò trong suốt rực rỡ. Vỏ sò đó vô cùng khổng lồ tựa như một cung điện. Sau khi tới gần vỏ sò đó mở ra, trong đó rõ ràng hiện ra năm bóng hình xinh đẹp duyên dáng nhiều vẻ. Chính là năm nữ tử như hoa như ngọc, các loại tao nhã, xinh đẹp khiến người ta vui vẻ thoải mái. Chỉ là nửa thân dưới của các nàng đều không phải là một cặp đùi đẹp, mà là đuôi cá màu sắc khác nhau, lấp lánh vảy cá xinh đẹp. Rõ ràng là năm tỷ muội mạch nhân ngư trước đó từng xuất hiện ở thành Đoạn Không. Các nàng cũng là ngoài ý muốn biết được tin tức nơi đây có động phủ trên biển xuất thế, cho nên trực tiếp tới là mạch nhân ngư. Đó chính là năm tỷ muội của mạch nhân ngư sao, quả nhiên đều có thiên tư quốc sắc. Sinh linh tu sĩ của một vài thế lực chung quanh thở dài. Nếu đã có động phủ xuất thế, vậy đó là cạnh tranh công bình các nơi, tại sao các ngươi ở đây ngăn cản? Một tiểu muội trong năm tỷ muội mở miệng nói. Nhìn thấy mạch nhân ngư hiện thân, ánh mắt sinh linh thân người đầu cá sấu cũng hơi ngưng đọng. Nếu chỉ là mạch nhân ngư đơn thuần, vậy có lẽ còn không tính là gì. Nhưng nhất mạch này xuất hiện một vị nữ hoàng nhân ngư, thực lực rất mạnh, chính là vua trong đế. Cho dù là đại nhân nhà bọn họ cách cấp cự đầu cũng có chênh lệch. Hừ, đây không phải phạm vi thế lực của mạch nhân ngư ngươi, liên quan gì tới các ngươi? Sinh linh thân người đầu cá sấu lạnh lùng nói. Thiên địa cơ duyên, người có duyên lấy được, cho dù là hải ngạc vương sau lưng các ngươi cũng không thể bá đạo như thế. Đại tỷ trong năm tỷ muội nhân ngư, tiếng nói trầm đạm. Phong tỏa hải vực chính là quyết định của vài vị vương liên thủ. Sinh linh thân người đầu cá sấu lạnh, lùng nói. Cho dù là mạch nhân ngư, bọn họ cũng không chuẩn bị cho đi. Ngươi, năm tỷ muội nhân ngư đều tức giận không nhẹ. Nữ hoàng nhân ngư nhất mạch này của các nàng ở thành Đoạn Không, sau khi nghe Quân Tiêu Dao giảng đạo liền thường xuyên bế quan tu luyện, cho nên cũng không thể tùy thời hiện thân. Năm tỷ muội nhân ngư nhìn nhau, sắc mặt cũng thoáng khó coi. Xem ra hôm nay các nàng đừng nói đạt được cơ duyên gì, còn không thể tới gần động phủ trên biển kia. Đúng lúc này, hải vực phía xa có tiếng sóng vỗ vang lên. Có một mảnh xích chiều đỏ như lửa lan tràn đến, bốc hơi ra một vùng lớn mây mù. Giống như một biển lửa di chuyển đến, mang theo nhiệt độ nóng rực. Nếu nhìn kỹ, trong đó rõ ràng là từng con cá lớn, toàn thân nó màu đỏ đậm giống như đang đốt lửa. Mạch xích viêm ngư. Nhìn thấy cảnh này có sinh linh ở đây nói. Mạch xích viêm ngư cũng là một đại tộc nổi danh phụ cận hải vực, số lượng rất nhiều. Nghe đồn đến từ trong miệng núi lửa vạn cổ dưới đáy biển tinh thần thái cổ, trời sinh có phù văn đạo hỏa. Trong tộc này có một vị nổi danh nhất, danh hiệu xích viêm lão tổ, thủ đoạn cũng kinh người, thực lực bất phàm. Trong đám xích viêm ngư, có vài bóng dáng hình người hiện lên. Dẫn đầu chính là một vị nam tử mặc xích lẫn giáp, trên thân in dấu phù văn luôn chảy thần hà đỏ đậm. Mái tóc đỏ rực tung bay, nhìn qua rất oai hùng. Chính là thiếu chủ của mạch xích viêm ngư, tên là Xích Thiên, tu vi ở chuẩn đế cảnh. Đôi mắt của hắn giống như thép đốt nóng, có xích hà ba thước phun ra nuốt vào. Ánh mắt của hắn đầu tiên đảo qua trên người năm tỷ muội nhân ngư, trong mắt xẹt qua một tia xích mang. Sau đó nhìn về phía đám sinh linh thân người đầu cá sấu, hơi chắp tay nói. Chư vị, ta là thiếu chủ của mạch xích viêm ngư, Xích Thiên. Hải ngạc vương bộ tộc các ngươi từng đàm pháp luận đạo với lão tổ tộc xích viêm ta, có chút hợp ý. Hôm nay có tiện đi không? Nghe được lời nói của Xích Thiên, đám sinh linh thân người đầu cá sấu trao đổi ánh mắt với nhau. Lời nói của Xích Thiên không giả. Vương của bọn họ quả thật từng giao thiệp với xích viêm lão tổ của mạch xích viêm ngư, không nói giao tình sâu cỡ nào, ít nhất cũng có chút quan hệ. Suy nghĩ xong, một sinh linh thân người đầu cá sấu dẫn đầu nói. Nếu là thiếu chủ của mạch xích viêm ngư, vậy các ngươi xin cứ tự nhiên. Nghĩ quan hệ lợi hại trong đó, bọn họ quyết định cho mạch xích viêm ngư đi. Nghe được lời này, trên mặt Xích Thiên lộ ra một nụ cười, càng có cảm giác kiêu ngạo. Sau đó, ánh mắt Xích Thiên bỗng nhiên chuyển hướng về phía mạch nhân ngư. Nhìn năm tỷ muội thướt tha nhiều vẻ, giọng điệu Xích Thiên mang theo một tia nghiền ngẫm nói. Thì ra là năm vị tiên tử của mạch nhân ngư, xem ra các ngươi cũng muốn đi đến động phủ trên biển. Có cần bản thiểu chủ nói giúp hay không? Trên mặt Xích Thiên mang theo một nụ cười, nhưng mà trên khuôn mặt xinh đẹp của năm tỷ muội nhân ngư đều lộ ra một tia ghét bỏ. Không có lý do nào khác, trước đó Xích Thiên này từng theo đuổi các nàng. Dù sao mạch xích viêm ngư và mạch nhân ngư coi như là chủng tộc gần chủng tộc, mà Xích Thiên này ý mình là hậu nhân của xích viêm lão tổ, lại là thiếu chủ của mạch xích viêm ngư, thân phận bất phàm. Hắn cực kỳ tham lam, vậy mà muốn cả năm nàng. Đương nhiên năm tỷ muội nhân ngư không có khả năng đồng ý. Sau khi bị từ chối, Xích Thiên canh cánh trong lòng đối với điều này. Mà hiện tại, cuối cùng bị hắn bắt được cơ hội. Đối với điều này, năm tỷ muội nhân ngư đương nhiên không để ý tới, các nàng không có khả năng bởi vì việc này mà cúi đầu với Xích Thiên.
Xích Thiên thấy thế, không chỉ không phẫn nộ, sự nghiền trong mắt ngược lại càng sâu. Thế nào, không cân nhắc sao? Đây chính là động phủ hiếm thấy, các ngươi cam nguyện bỏ qua như vậy sao? Chỉ cần năn nỉ bản thiểu chủ đương nhiên sẽ bỏ qua những thù hận, trong quá khứ trợ giúp năm vị tiên tử. Trên mặt Xích Thiên mang theo đắc ý và trêu chọc nhàn nhạt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của 5 tỷ muội Nhân Ngư cũng không có biểu cảm gì. Cho dù các nàng bỏ qua cơ duyên này, cũng tuyệt đối không vội cúi đầu với Xích Thiên. Xích Thiên cũng không để ý, Nhân Ngư 5 tỷ muội càng như thế, hắn càng cảm thấy thích. Ai kêu lúc trước các nàng không đồng ý sự theo đuổi của hắn, hiện tại mới biết được bản thân bỏ lỡ cái gì. Mà đúng lúc này, ầm ầm ầm, khoảng không phía xa nối tiếp biển và trời, bỗng nhiên có tầng mây tối đen mênh mông, cuồn cuộn mà đến, mây đen áp sát. Một luồng uy áp đế cảnh bàng bạc và hung thần thổi quét ra, nhấc lên sóng biển vạn trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy một con giao long màu đen, vô cùng bàng bạc, đằng vân giá vũ mà đến. Trời đất nổ vang, mây đen cuồn cuộn, sóng biển quay cuồng. Một đế uy mênh mông mang khí theo hung thần thổi quét giống như sóng biển. Chẳng lẽ là Hải Ngạc Vương đến rồi? Không đúng, trông có vẻ là một vị vua hải vực khác, Hắc Giao Vương. Nhìn trong mây đen như ẩn như hiện thân hình giao long bàng bạc. Tất cả sinh linh tu sĩ ở đây đều quá sợ hãi. Lúc 5 tỷ muội Nhân Ngư cảm nhận được luồng khí tức kia, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Xem ra hôm nay các nàng thật sự không có cơ hội rồi. Mới vừa rồi, sinh linh thân người đầu cá sâu kia cũng nói, phong tỏa hải vực không phải chỉ có Hải Ngạc Vương. Nói cách khác, ít nhất cũng có mấy vua hải vực liên thủ lũng đoạn. Hiện giờ Hắc Giao Vương hiện thân, các nàng càng không có chút cơ hội. Bên kia, Xích Thiên nhìn thấy Hắc Giao Vương, sắc mặt cũng hơi ngưng đọng. Hung uy của Hắc Giao Vương cũng danh chấn chư hải vực. Bóng ma khổng lồ phóng xuống, che lấp mặt trời, khắp hải vực lập tức trở nên tối tăm. Bóng dáng của Hắc Giao Vương hiện lên như một ngọn núi màu đen uốn lượn. Xích Thiên tiến lên, trịnh trọng cúi đầu chắp tay, hành lễ nói: "Hắc Giao Vương tiền bối, vãn bối là thiếu chủ của mạch Xích Viêm Ngư, tuân mệnh Xích Viêm lão tổ đến tìm kiếm động phủ." Xích Viêm lão tổ có chút quan hệ với Hải Ngạc Vương, nhưng không có quan hệ gì với Hắc Giao Vương. Cho nên trong lòng Xích Thiên cũng có chút không yên, đưa ra danh tiếng của Xích Viêm lão tổ, muốn trấn áp Hắc Giao Vương. Nhưng mà Hắc Giao Vương căn bản không để ý tới Xích Thiên. Lúc này, bỗng nhiên có sinh linh nhìn về phía Hắc Giao Vương, trong vẻ mặt mang theo một tia kinh ngạc và khó có thể tin. Bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ tại kênh YouTube Recap Phim, ta không nhìn lầm chứ, phía trên kia có người. Rất nhiều ánh mắt hội tụ lại, đều nháy mắt ngơ ngác. Bọn họ nhìn thấy có 2 bóng dáng mơ hồ đứng ở phía trên đầu Hắc Giao Vương. Điều này làm cho bọn họ xoa mắt, không thể tin một màn trước mắt này. Đây chính là một vua hải vực hung uy hiển hách, có ai dám đứng ở trên đầu của nó. Biểu cảm của Xích Thiên cũng sửng sốt, cũng không phải là đôi mắt của bọn họ xảy ra vấn đề. Lúc này, có âm thanh dịu dàng bình thản truyền đến. Không ngờ, có thể nhìn thấy các ngươi ở đây. Nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt xinh đẹp của 5 tỷ muội Nhân Ngư đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu là giọng nói khác, có lẽ các nàng chưa chắc có ấn tượng gì. Nhưng các nàng ấn tượng rất sâu giọng nói này, sâu đến tận xương bởi vì là nam tử duy nhất kinh diễm đến các nàng. Chẳng phải là quân công tử? Ánh mắt của 5 tỷ muội Nhân Ngư đồng loạt nhìn đi. Bóng dáng mơ hồ kia hiện lên, một nam một nữ. Nam tử áo trắng kia thanh lịch duyên dáng. Không phải chính là Phong Nguyệt giáo chủ giảng đạo cho các nàng ở thành đoạn không? Quân công tử sao? Sao hắn có thể xuất hiện ở biển tinh thần thái cổ? Hay là nghiệp vụ của Phong Nguyệt cổ giáo đã lan tràn đến nơi đây rồi? Mà so với 5 tỷ muội Nhân Ngư biết được một vài tình huống, vẻ mặt sinh linh khác ở đây đều rung động. Dù sao quân tiêu giao dẫm lên đầu một vua hải vực. Một suy nghĩ làm cho bọn họ khó có thể tin hiện lên trong đầu bọn họ. Chẳng lẽ vua hải vực này là vật cưỡi của vị công tử áo trắng này? Các ngươi đây là tình huống gì? Ánh mắt quân tiêu giao đảo qua, thản nhiên nói. Mới vừa rồi, khi hắn ngồi trên Hắc Giao Vương độ không, ngẫu nhiên đã nhận ra một vài khí tức. Nghĩ tới mạch Nhân Ngư từng xuất hiện ở thành đoạn không? Cho nên xuống xem thử tình huống. Là như vậy, 5 tỷ muội Nhân Ngư biết rõ cảnh giới thực lực bất phàm của quân tiêu giao. Cho nên cũng nói mấy câu giải thích một chút tình huống. Thì ra là thế, quân tiêu giao tùy ý nói. Còn không chờ hắn mở miệng, Hắc Giao Vương kia rất thức thời, trực tiếp phụt ra một ngụm hơi thở giao long tối đen. Lạnh lẽo thấu xương, đóng băng một mảnh hải vực. Một đám sinh linh thân người đầu cá sâu kia nháy mắt bị đông lạnh thành miếng nhỏ, sau đó chấn vỡ thành bột mịn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả sinh linh tu sĩ ở đây đều sợ hãi. Không phải bởi vì thực lực của Hắc Giao Vương, mà là bởi vì nó thật sự nghe lệnh vị công tử áo trắng kia. Quân công tử, ngươi, 5 tỷ muội Nhân Ngư cũng hơi ngẩn ngơ. Quân tiêu giao thật đúng là trấn áp một vua hải vực làm vật cưỡi. Người khó chịu nhất ở đây chẳng qua là Xích Thiên. Mới vừa rồi hắn còn trịnh trọng chắp tay, cúi đầu hành lễ với Hắc Giao Vương. Thì ra hắn đang hành lễ với một vật cưỡi. Điều này làm cho hắn có chút không chấp nhận được.
ánh mắt của hắn cũng mịt mờ nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Không tra xét ra chút khí tức của người này, nhưng mà khuôn mặt cực kỳ trẻ, cảm giác có lẽ cũng là thế hệ trẻ tuổi, nói không chừng còn nhỏ hơn hắn. Chẳng lẽ là hậu nhân của thế lực lớn nào đó, ỷ vào thế lực sau lưng mới có thể làm cho vua Hải Vực nghe mệnh lệnh của hắn. Trong lòng Sích Thiên không khỏi thầm nghĩ, hơn nữa nhìn qua, có vẻ năm tỷ muội nhân ngư cũng quen tên đó. Nhưng hắn cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không bởi vì năm tỷ muội nhân ngư mà khiêu khích một vị công tử thần bí không biết lai lịch này. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua năm tỷ muội nhân ngư, nói: "Các ngươi muốn đi động phủ kia, vậy thuận đường chở các ngươi đi một đoạn đường hắn không có ý khác. Đừng quên, nhân ngư nữ hoàng và năm tỷ muội nhân ngư đều gia nhập Phong Nguyệt Cổ Giao, xem như thành viên của Phong Nguyệt Cổ Giao. Tuy rằng các nàng đều đơn thuần bởi vì Quân Tiêu Dao mới gia nhập Phong Nguyệt Cổ Giao, nhưng cũng xem như có quan hệ. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng không xem như tùy ý giúp người ngoài, hắn cũng không có thời gian rỗi này. Thật sao, cảm ơn quân công tử." Khuôn mặt xinh đẹp của năm tỷ muội nhân ngư đều nở rộ ra quang huy vui sướng, chớp động sáng bóng. Hiện tại các nàng thật sự rất may mắn, có thể gặp vị Phong Nguyệt giáo chủ này ở thành Đoạn Không. Người đẹp trai còn thiện tâm, mà khóe miệng Sích Thiên hơi run rẩy, nghĩ đến thái độ kiêu ngạo rào rạt đắc ý của bản thân mới vừa rồi, hiện tại hắn nhìn qua giống như một tên ngốc. Ầm ầm ầm. Xa xa bỗng nhiên sóng lớn ngập trời, mãnh liệt mênh mông. Một con cự ngạc phá sóng mà đến, thân hình giống như một lục địa phù du, đen nghịt mang theo khí tức huyết tinh hung thần kinh thiên. Uy áp đế cảnh này cũng thi triển ra không chút giữ lại. Hải Ngạc Vương. Nhìn thấy cự vật này, sắc mặt sinh linh tu sĩ khắp nơi ở đây đều đột nhiên biến đổi. Thuộc hạ bị giết, Hải Ngạc Vương có thể cảm ứng được trước tiên. Xa xa, Hải Ngạc Vương nhìn thấy Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương giết thuộc hạ của bổn vương, ngươi có ý gì? Hải Ngạc Vương phát ra tiếng quát lạnh, nổ vang trời cao. Rõ ràng là mấy vua Hải Vực bọn họ quyết định liên thủ phong tỏa Hải Vực, sau đó dựa vào bản lĩnh của mỗi người tranh đoạt cơ duyên động phủ. Kết quả Hắc Giao Vương cũng dám giết người của nó. Nhưng mà, còn không đợi Hắc Giao Vương có động tác, một âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Vật cưỡi đã không cần, chỉ là không biết hương vị thịt cá sấu như thế nào. Cái gì? Lúc này Hải Ngạc Vương mới chú ý tới, ở trên đỉnh đầu Hắc Giao Vương vậy mà còn có người đứng. Hắc Giao Vương, sao ngươi? Còn không đợi Hải Ngạc Vương rõ ràng tình huống, nó đã nhìn thấy một luồng kiếm quang vô cùng rực rỡ, lăng không chém tới. Giống như có phi tiên chi quang nở rộ hiện lên, quang vũ mãnh liệt rơi, kiếm khí sương mù giống như phân cách trời đất. Thậm chí khắp hải vực đều bị một phân thành hai, trực tiếp phá vỡ. Một kiếm phân biển. Hải Ngạc Vương lập tức cảm giác một trận nổi da gà, toàn lực thi triển muốn chống cự. Kết quả, tất nhiên là không có chút bất ngờ. Đại La Kiếm Thai, một kiếm xuyên qua đầu của Hải Ngạc Vương, huyết vũ tràn ra trực tiếp chém chết nguyên thần. Khắp hải vực, giờ phút này yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Có huyết khí trong sương mù, một giọt máu tươi rơi xuống biển, nhuộm khắp hải vực thành một mảnh màu đỏ tươi. Thế lực các nơi, tu sĩ, sinh linh ở đây đều ngây dại. Ánh mắt trừng lớn, mỗi mở ra không tiếng động giống như hóa đá. Bọn họ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Hải Ngạc Vương, một vua hải vực tiếng tăm lừng lẫy. Vậy mà đơn giản dễ dàng bị một kiếm giết chết trong nháy mắt như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khiến cho người ta không thể tin. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về hướng Quân Tiêu Dao. Vị công tử áo trắng này đứng trên đầu Hắc Giao Vương, vân đạm phong khinh, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Giống như một kiếm chém giết vua hải vực đế cảnh, là một chuyện vô cùng bình thường. Năm tỷ muội nhân ngư cũng hít sâu một hơi, bộ ngực phập phồng. Tuy rằng so với những người khác, các nàng xem như có chút hiểu biết về Quân Tiêu Dao, nhưng một màn này vẫn rung động sâu sắc tới các nàng. Về phần thiếu chủ mạch Xích Viêm Ngư Xích Thiên, giờ phút này giống như linh hồn xuất khiếu, đứng tại chỗ như tượng gỗ. Mới vừa rồi hắn còn đang suy đoán trong lòng Quân Tiêu Dao có thể có bối cảnh lai lịch lớn gì, lấy thế áp người cho nên mới thuần phục được Hắc Giao Vương hay không. Hiện tại xem ra, thực lực khủng bố như thế nào còn cần bối cảnh thế lực gì. Càng làm cho Xích Thiên cảm giác không thể tưởng tượng chính là Quân Tiêu Dao nhìn qua thậm chí còn trẻ hơn hắn rất nhiều. Đây đến tột cùng là yêu nghiệt quái vật từ đâu nhảy ra. Tất cả sinh linh tu sĩ trong hải vực này đều rung động vì Quân Tiêu Dao, mà Quân Tiêu Dao cũng không để ý, hắn suy nghĩ nói với Tăng Du, "Tăng Du, nguyên liệu nướng đến rồi." Tăng Du cũng liên tục gật đầu, lại có vài phần chờ mong thèm nhỏ dãi. Một lát sau, tất cả sinh linh trong hải vực này đều ngạc nhiên nhìn Quân Tiêu Dao, bởi vì Quân Tiêu Dao và Tăng Du đúng là trực tiếp nướng Hải Ngạc Vương. Cái này vô lý quá, phải biết rằng, đây chính là biển tinh thần thái cổ. Thế lực cường thế nhất cũng không phải là nhân tộc mà là hải tộc. Kết quả hiện tại, Quân Tiêu Dao công khai nướng, ở biển tinh thần thái cổ này quả thực là kỳ cảnh khó gặp. Hồn độn chân hỏa hừng hực đang nướng thịt cá sấu. Thân là động vật biển trứng đế, thịt chất của Hải Ngạc Vương trong suốt màu mỡ, ẩn chứa tinh khí cực kỳ nồng đậm,
bởi vì sống ở biển tinh thần thái cổ cho nên, cũng ẩn chứa tinh thần chi tinh nồng đậm. Nói tóm lại, tuyệt đối là vật đại bổ, không thua gì một vài bản nguyên đại đế. Cộng thêm là dùng hỗn độn chân hỏa nướng, vậy hiệu quả gấp mấy lần. Các ngươi cũng đến. Quân Tiêu Dao nhìn về phía năm tỷ muội nhân ngư. Lúc ban đầu năm tỷ muội nhân ngư cũng hơi rụt rè, nhưng nhìn Tăng Du ăn vui quên trời quên đất, năm tỷ muội cũng nuốt nước miếng, không có thời gian rụt rè gì nữa, cũng gia nhập vào. Điều này đối với các nàng mà nói, không thua gì một cơ duyên lớn. Xích Thiên xem đến trợn tròn mắt, đây chính là tồn tại đàm pháp luận đạo với lão tổ trong tộc bọn họ. Cứ như vậy bị nướng, đây cũng không khỏi quá hung tàn. Tất cả hải tộc ở đây đều cảm giác thân thể căng thẳng giống như người bị nướng trên lửa chính là bọn họ. Bọn họ cũng vội vàng tránh lui, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao lại sợ như hổ. Trán của Hắc Dao Vương cũng ứa ra mồ hôi lạnh. Nó bỗng nhiên có chút may mắn, có thể trở thành vật cưỡi của Quân Tiêu Dao. Xích Thiên lại trực tiếp chạy đi, không dám dừng lại nữa. Bởi vì mạch xích viêm ngư này của bọn họ là có tiếng dinh dưỡng phong phú, chất thịt mềm mịn, thích hợp làm món ăn như cá nấu chua, cá hấp ngập đầu, lẩu cá. Nếu trong tộc không có cường giả như lão tổ Xích Viêm tọa trấn, mạch xích viêm ngư bọn họ tuyệt đối sẽ bị ăn đến tuyệt chủng. Quân Tiêu Dao biểu hiện quá mức hung tàn, Xích Thiên có chút hoảng, trực tiếp chạy mất dép. Sau khi thưởng thức xong, Quân Tiêu Dao, Tăng Du, năm tỷ muội nhân ngư cũng cưỡi Hắc Dao Vương tiếp tục xâm nhập hải vực này. Ở chỗ sâu trong hải vực này, sóng lớn ngập trời, hắc thủy cuồn cuộn. Giờ phút này cục diện có chút hỗn loạn. Tuy rằng vài vị vua hải vực liên thủ phong tỏa hải vực này, nhưng hiển nhiên bọn họ không có khả năng ngăn cản tất cả. Có một vài thế lực không sợ hãi bọn họ, trực tiếp xâm nhập. Cũng có một vài sinh linh tu sĩ đục nước béo cò, lén xâm nhập. Có động phủ quý hiếm xuất thế, ai cũng muốn tranh một phần. Càng đừng nói động phủ kia trông có vẻ còn có quan hệ với Hải Thần Điện. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong hải vực, giữa sóng biển cuồn cuộn có quang hoa hiện lên, khí cơ đặc biệt mờ mịt. Trong hư không, có nhiều đường thần ngân, có quang huy phủ văn của trận pháp lưu chuyển. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, quang huy trận pháp lưu chuyển kia cũng dần dần yếu bớt. Mà ở ngoài lối vào động phủ, sớm đã là tiếng hô giết một vùng, dao động chiến đấu làm cho khắp hải vực đều giống như sôi trào. Có rất nhiều bóng dáng đang chém giết. Mà ở trong hỗn loạn như vậy cũng có mấy thế lực đứng trên trời, trên cao nhìn xuống, chờ đợi động phủ hoàn toàn mở ra. Một phe trong đó là mấy động vật biển khổng lồ, đều phát ra sát khí ngập trời, cực kỳ dữ tợn. Chúng nó đều là mấy vua hải vực phụ cận hải vực. Tại sao Hắc Dao Vương và Hải Ngạc Vương kia còn chưa đến? Trong đó một vua hải vực hỏi. Quan tâm hắn làm gì, bọn họ không đến cũng coi như là bớt một đối thủ cạnh tranh. Hiện tại thế lực tham dự tranh phong đã không ít. Một vua hải vực khác nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên kia, ở một phương hướng có một đám sinh linh hình người đứng thẳng ở phía trên lưng cá mập huyết sắc, phát ra khí tức hung ác. Đó là huyết ma sa tộc của biển tinh thần thái cổ, chính là một mạch thế lực lệ thuộc dưới trướng Hải Uyên Lân tộc. Mặc dù ở trong Hải Uyên Lân tộc không cách nào so sánh với mấy mạch thế lực xếp top đầu như Thương Hải Hoàng tộc, Hải Long Hoàng tộc, nhưng cũng xem như bá chủ một vùng, lớn mạnh hơn chủng tộc Xích Viêm Ngư nhiều. Huyết ma sa tộc cũng bởi vì cơ duyên trùng hợp, biết được nơi đây có động phủ xuất thế. Tuy rằng không đại nhân vật gì hiện thân nhưng có cường giả đế cảnh tọa chấn. Hơn nữa bởi vì thế lực của huyết ma sa tộc làm cho mấy vua hải vực cũng có chút kiêng kỵ. Đúng lúc này, động phủ trên biển kia bỗng nhiên phát ra tiếng ầm ầm vang dội, có từng trận sóng biển khuếch tán ra. Trận pháp thần ngân trải rộng trong hư không cũng dần dần bắt đầu nhạt đi. Sắp mở ra rồi. Mấy vua hải vực, huyết ma sa tộc còn có một vài thế lực khác đều hết sức chăm chú. Tuy nói động phủ trên biển này không phải cơ duyên lớn danh chấn biển tinh thần thái cổ gì, nhưng dù sao cùng có quan hệ với Hải Thần Điện, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì ngoài ý muốn. Khoảng không phía xa, mây đen quay cuồng, một hắc dao thổi quét đến. Hắc Dao Vương, còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện. Mấy vua hải vực nhìn về phía Hắc Dao Vương. Nhưng mà, chúng nó nháy mắt sửng sốt. Ánh mắt dừng trên đỉnh đầu Hắc Dao Vương. Nhìn thấy trên đỉnh đầu Hắc Dao Vương đứng vài bóng dáng. Mấy vua hải vực đều cũng có chút sững sờ, không biết tình huống gì. Bên kia, một vị nam tử đầu bóng lưỡng dẫn đầu huyết ma sa tộc cũng đảo mắt qua. Da thịt cả người hắn mang theo đường vằn huyết sắc, trên đỉnh đầu bóng lưỡng có chi chít vết sẹo. Hắn là một vị cường giả đế cảnh của huyết ma sa tộc. Trong ánh mắt đảo qua mang theo một tia kiêu căng nhàn nhạt. Cho dù là mấy vua hải vực hay là thế lực khác, hắn đều không để trong mắt. Có thể nói, trừ mấy mạch thế lực mạnh nhất trong Hải Uyên Lân tộc kia, ở biển tinh thần thái cổ, còn không có bao nhiêu thế lực sinh linh dám trêu chọc huyết ma sa tộc. Cho nên đối với động phủ cơ duyên này, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng tùy ý nhìn thoáng qua. Động phủ này từ bên ngoài nhìn qua không lớn, có lẽ không phải kiểu cơ duyên lớn kinh thiên, càng không thể so sánh với 13 bí tàng. Nhưng hắn tới đây, bản thân chính là góp vui, cũng không có mong muốn quá cao.
Ngay lúc ánh mắt Quân Tiêu Dao tùy ý đảo qua, hắn chú ý tới một nơi, một vài thế lực phân bố trên mặt biển. Quân Tiêu Dao chú ý tới một khu trong đó, có vài bóng dáng. Trên đầu đội nón, quấn hắc bào hoặc là áo choàng. Trong đó một vị nữ tử, trên mặt lại mang mặt nạ giống như là dùng vỏ sò mài mà thành. Cũng không phải khí tức của nhóm người này nội liễm hoặc là cường hãn cỡ nào, mà là thần giác của Quân Tiêu Dao nhạy cảm đã nhận ra. Đám người này đều là nhân tộc. Hơn nữa trong đó còn cất giấu một vị cường giả đế cảnh, tựa hồ là dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu khí tức. Bằng không, mấy vua hải vực ở đây hiển nhiên sẽ phát hiện. Trừ đám người này ra, còn lại trên cơ bản đều là hải tộc. Nhưng mà điều này không có quan hệ gì với Quân Tiêu Dao. Cho dù đám nhân tộc kia có kế hoạch mưu đồ gì, cũng không liên quan tới hắn. Chỉ cần đừng quấy nhiễu đến hắn là được. Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, không để ý nữa. Đám người Xích Thiên của mạch Xích Viêm Ngư cũng đến đây. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt Xích Thiên mang theo sợ hãi nhè nhẹ. Hắc Giao Vương, ngươi có chuyện gì? Tại sao có thể có nhân tộc? Mấy vua hải vực nhìn về phía Hắc Giao Vương. Đều là vua hải vực, Hắc Giao Vương quả thực kéo thấp cấp bậc của bọn họ. Hay là nói, vị công tử áo trắng đứng trên đỉnh đầu Hắc Giao Vương này, lai lịch bất phàm cỡ nào làm cho Hắc Giao Vương cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu. Hắc Giao Vương không nói tiếng nào, hiện tại nó hy vọng Quân Tiêu Dao chém ra mấy kiếm. Dù sao không thể để một mình hắn thiệt thòi. Màu mắt Quân Tiêu Dao nhàn nhạt. Hắn mới nướng hải ngạc vương, tạm thời còn chưa muốn ăn cái gì. Mà lúc này, phía xa lần thứ hai có một mảnh xích chiều đánh úp lại, tựa như dung nham đáy biển khoách tán. Xích Thiên thấy thế, trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão tổ đại nhân. Trong một mảnh xích viêm ngư, một lão già xích bào hỏa tu hiện thân, chính là xích viêm lão tổ của mạch xích viêm ngư. Nhìn qua, thì không có chút dáng vẻ của hải tộc, thậm chí có chút cảm giác tiên phong đạo cốt. Hắn đạp liệt hỏa, quanh thân rất nhiều quang hoàn xích viêm khoách tán, tản mát ra một luồng đế uy mênh mông. Hiển nhiên, cho dù vị lão tổ mạch xích viêm ngư này ở trong đế cảnh cũng rất có uy danh. Cho dù cường giả đế cảnh của huyết ma sa tộc hay là mấy vua hải vực, ánh mắt đều nhìn lại. Đây lại là một đối thủ đáng để chú ý. Đám người Xích Thiên đi đến bên cạnh xích viêm lão tổ, lúc này mới có một chút cảm giác an toàn. Bằng không cứ cảm giác bản thân như thịt cá trên thớt gỗ. Ầm ầm ầm. Động phủ trên biển lần thứ hai truyền ra chấn động. Cuối cùng trận văn trong hư không chung quanh hoàn toàn tán loạn trong một khắc này. Động phủ trên biển hoàn toàn mở ra. Nhìn qua cả vật thể tỏa ra ánh vàng rực rỡ, nở rộ quang huy sáng lạ. Sinh linh thế lực các nơi ở đây đều không nói hai lời, trực tiếp trốn vào trong động phủ. Đám người Quân Tiêu Dao cũng tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào động phủ, còn có động thiên khác. Bên trong cũng có pháp tắc không gian đan xen, có động đá vôi đan xen ngang dọc. Động đá vôi khác nhau thông tới không gian khác nhau. Quân Tiêu Dao nói, các ngươi đều tự đi tìm cơ duyên đi, có việc ta sẽ biết. Đám người Tăng Du và 5 tỷ muội nhân ngư đều gật đầu. Mặc dù trong động phủ này có không gian rộng lớn nhưng nghiêm khắc, mà nói không tính là bí tàng quy mô lớn. Có lẽ chỉ là một động phủ của tiền nhân. Cho nên có tình huống gì, Quân Tiêu Dao đều có thể nhận thấy. Hắc Giao Vương cũng đi. Nhưng mà trong cơ thể nó có thủ đoạn mà Quân Tiêu Dao hạ, cho nên cũng không sợ hắn nhân cơ hội chạy trốn hoặc phản bội. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng tìm một hang động tiến vào trong đó. Các nơi đều có tranh đấu bùng nổ, có tiếng chém giết vang lên. Mà Quân Tiêu Dao như tản bộ trong sân vắng, ngược lại không đếm xỉa đến. Trong động đá vôi cũng không tối tăm, có khoáng thạch lóe ra ánh huỳnh quang, còn có san hô vân vân. Quân Tiêu Dao phát hiện một vài tồn tại, như gốc cây bảo dược nhưng đều không có sức hấp dẫn gì. Xem ra thật sự chỉ là đến góc vui. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Trước đó sau khi thăm dò bảo tàng kinh thiên như bí tàng Hoàng Tuyền, bảo bối trong động phủ nhỏ bé này đã không khơi dậy nổi hứng thú gì của hắn. Nhưng mà trước đó nghe Hắc Giao Vương nói, động phủ này có quan hệ với Hải Thần Điện trong tin đồn. Có lẽ không đến mức quá khó coi mới đúng. Quân Tiêu Dao khuếch tán ra thần niệm, đang cảm ứng. Một khắc nào đó, hắn như có cảm giác, độn đến một mảnh không gian nào đó ở chỗ sâu trong động phủ. Không mất bao lâu, sau khi thông qua một động đá vôi, trong đó ẩn có bảo hoa hiện lên. Quân Tiêu Dao tới gần, phát hiện nơi này chính là một chỗ đặt bảo liệu thần tài. Quang hoa đủ màu sán lạn, trong đó có một khối kim loại lớn giống như hoa tuyết bạc thu hút sự chú ý của Quân Tiêu Dao. Hắn nhận ra đây là Trầm Hải Tuyết Ngân, nguyên liệu cấp bậc gần tiên kim. Hơn nữa đối với bất kỳ kim loại nào đều có khả năng tương thích rất tốt. Một khối lớn giống như này, giá trị phi phàm. Đừng quên, Quân Tiêu Dao còn có một phôi thô tiên khí, lò tiên nữ. Cho dù như thế nào, Quân Tiêu Dao khẳng định ngày sau phải triệt để hoàn thành bếp lò này, từ phôi thô biến thành thành phẩm. Vậy không thể thiếu các loại thần tài bảo liệu. Hiện tại hắn vừa vặn tích lũy một vài nguyên liệu. Ngay lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị thu lấy, bỗng nhiên có hỏa triều lớn đánh úp lại. Một vài bóng dáng hiện lên. Một vị dẫn đầu chính là Xích Viêm lão tổ. Ông cũng nhìn thấy những thần tài bảo liệu này. Một đôi đồng tử như bi thép đỏ đậm nở rộ ánh sao.
Những nguyên liệu này vừa vặn có thể dùng để gia tăng vũ khí bản mạng của bản tổ. Ánh mắt của Xích Viêm lão tổ cũng nhìn thấy Quân Tiêu Dao. Mới vừa rồi, vị hậu nhân kia của hắn Xích Thiên từng nói với ông, Quân Tiêu Dao dùng một kiếm chém giết Hải Ngạc Vương. Xích Viêm lão tổ quả thật có chút bất ngờ. Nhưng mà thực lực của ông còn mạnh hơn Hải Ngạc Vương, càng đừng nói còn có một binh khí tổ truyền của mạch Xích Viêm Ngư. Cho nên dù thế nào đi nữa, Xích Viêm lão tổ cũng không thể sợ hãi lùi bước. Huống chi, với tuổi tác của Quân Tiêu Dao, trong mắt ông giống như một tiểu bối. Ông đường đường là lão tổ một mạch, đương nhiên không có khả năng nhát gan, chưa chiến mà chạy. Thằng nhóc, tất cả bảo liệu nơi đây thuộc về bản tổ, ngươi đi đi, có lẽ là bởi vì duyên cớ Quân Tiêu Dao dùng một kiếm chém giết Hải Ngạc Vương. Cho nên thái độ của Xích Viêm lão tổ cũng không quá mức đe dọa, có thể bớt một vài phiền phức đương nhiên tốt hơn. Trong một đám sinh linh ở phía sau Xích Viêm lão tổ cũng có Xích Thiên. Tuy rằng trước đó, hắn có bị Quân Tiêu Dao dọa một chút. Nhưng có lão tổ ở đây, trái lại tâm thần của hắn cũng hơi chấn định. Nghĩ đến thực lực của lão tổ bọn họ, có lẽ không đến mức không chịu nổi như Hải Ngạc Vương kia. Hình như ta tới đây trước, chẳng lẽ không có quy củ thứ tự đến trước sau à? Quân Tiêu Dao không chút để ý nói. Có thực lực mới có thể nói quy củ. Xích Viêm lão tổ lạnh nhạt nói. Quân Tiêu Dao gật đầu nói. Đúng vậy, ta cũng đồng ý với những lời này. Vậy ngươi có thể. Xích Viêm lão tổ mới vừa mở miệng. Quân Tiêu Dao đã di chuyển. Trực tiếp vận dụng 120 triệu lực lượng thế giới tu di quanh thân, thần năng vô cùng mênh mông, mang theo quyền phong hủy diệt. Vừa ra tay, thực lực uy áp đế cảnh không chút giữ lại mà chút xuống. Quả nhiên là đế cảnh. Mắt Xích Viêm lão tổ lộ ánh sao. Nếu chỉ là ở đế cảnh, vậy ông không sợ gì cả. Xích Viêm lão tổ cũng ra tay, lòng bàn tay mang theo Xích Viêm sát quang, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, và chạm tới Quân Tiêu Dao. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Sắc mặt của Xích Viêm lão tổ vốn nắm chắc thắng lợi nháy mắt biến hóa. Giam. Không chút ngoài ý muốn, cánh tay của Xích Viêm lão tổ xuất trưởng đụng tới quyền phong của Quân Tiêu Dao đã trực tiếp bị nghiền nát từng tấc trong nháy mắt, ngay cả nửa người cũng sắp vỡ vụn, nứt nẻ, bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách tường nham thạch trong động đá vôi, khởi động các cấm chế động phủ. Ông hộc ra mồm to máu, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao tràn đầy hoảng sợ. Đây là cái quỷ gì? Trong nháy mắt thậm chí trong đầu Xích Viêm lão tổ còn chưa phản ứng lại. Làm sao người trẻ tuổi này có thể nhục thân thần năng khủng bố như thế? Nhưng mà còn chưa đợi Xích Viêm lão tổ cân nhắc thêm cái gì, quyền phong của Quân Tiêu Dao lần thứ hai chấn xuống, không có bất kỳ thần thông hoặc là hoa hòe loè loẹt gì, chính là đơn giản thô bạo nghiền áp như thế. Tiểu bối, đừng quá càn rỡ. Xích Viêm lão tổ cũng quát chói tai, chỉ là có vẻ có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng mà ông cũng có chút thủ đoạn, lửa trên người dâng lên, rồi sau đó một cổ kiếm trong suốt đỏ đậm lấp lánh, phá không bay lên. Cổ kiếm đỏ đậm này toàn thân trong suốt giống nhau xương cá, giống như điêu khắc thành từ cái khoan lửa, chảy ra màu đỏ chói mắt sáng lạ, bốc ra rất nhiều đợt sóng gợn đỏ đậm. Cổ kiếm đỏ đậm này chính là binh khí tổ truyền của mạch Xích Viêm Ngư, chính là dùng xương sống của một vị tổ tiên mạch Xích Viêm Ngư tạo ra thành binh khí, hiện tại truyền đến trên người lão tổ Xích Viêm, tế luyện thành binh khí bản mạng. Cổ kiếm đỏ đậm phá không, đạo đạo thần hà bắn ra, mỗi một tia thần hà đều có thể bốc hơi đại dương. Có phù văn và pháp tắc hỏa đạo hiện lên, dao động vô cùng mênh mông. Lão tổ vô địch. Nhìn thấy dao động khủng bố mà Xích Viêm lão tổ ra tay, đám người Xích Thiên cũng lộ ra một tia phấn chấn. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao lạnh nhạt không một gợn sóng. Hắn lại trực tiếp một bàn tay đánh tới cổ kiếm đỏ đậm. Muốn chết sao? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao hành động, hỏa mi của Xích Viêm lão tổ nhướng lên. Hậu sinh tiểu bối này không khỏi quá mức kiêu ngạo, không kiêng nể gì. Mà ngay lúc Xích Viêm lão tổ muốn một kiếm chặt đứt bàn tay của Quân Tiêu Dao, leng keng, vang lên tiếng kim thiết giao kích. Một bàn tay của Quân Tiêu Dao bắt lấy cổ kiếm đỏ đậm, lại bắn ra pháo hoa, giống như âm thanh rèn vũ. Khí của phòng luyện binh thiên giới vang lên, chấn động lòng người và thần. Làm sao có thể? Xích Viêm lão tổ có chút không thể tin vào hai mắt mình. Quân Tiêu Dao cứ như vậy dùng nhục thân tay không đỡ lấy binh khí tổ truyền. Nhục thân của hắn còn khủng bố hơn tiên kim thần thiết. Mà càng làm cho Xích Viêm lão tổ hoảng sợ còn ở phía sau. Nhưng thấy trên tay Quân Tiêu Dao có ngọn lửa màu sắc hỗn độn bắn ra, vô số phù văn ở trong đó bốc lên, giống như là hỏa chi đạo tắc nguyên thủy nhất. Ngọn lửa này vừa ra, nhiệt độ không gian chung quanh đều tăng vọt, hư không vặn vẹo rách nát, không chịu nổi khí tức cháy khủng bố đó. Phù văn và pháp tắc hỏa đạo trên thân cổ kiếm đỏ đậm đụng tới ngọn lửa hỗn độn kia, tựa như tôn tử nhìn thấy tổ tông bị áp chế tới cực điểm. Ngọn lửa đó là, trong mắt Xích Viêm lão tổ thiếu chút nữa rớt ra. Mạch Xích Viêm Ngư bọn họ trời sinh thân và lửa cùng một đạo. Nhưng chính vì như thế, ông mới ngày càng có thể cảm giác được, ngọn lửa mà Quân Tiêu Dao gọi ra khủng bố tới cực điểm. Bình thường mà nói, nếu Mạch Xích Viêm Ngư cắn nuốt luyện hóa ngọn lửa khác, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với bản thân.
nhưng Xích Viêm lão tổ nhìn thấy ngọn lửa hỗn độn kia, cũng lộ ra kiêng kỵ trước nay chưa có. Bởi vì ông có thể cảm giác được, ông không luyện hóa được ngọn lửa kia. Đó không phải ngọn lửa mà ông có năng lực luyện hóa. Đó là, ngọn lửa hỗn độn, chẳng lẽ ngươi tới từ Hỗn Thiên tộc? Xích Viêm lão tổ mang theo một tia kinh ngạc. Nếu nhãn giới của ông không tệ, có lẽ ngọn lửa kia chính là ngọn lửa hỗn độn trong truyền thuyết. Sinh ra trong hỗn độn, diễn hóa vạn vật, đốt diệt vạn vật. Mà nếu Quân Tiêu Dao có thể gọi ra ngọn lửa này, đại biểu hắn sở hữu thuộc tính hỗn độn. Ở Tinh Không Thương Mang, nếu nói nổi danh nhất, đương nhiên chính là Hỗn Thiên tộc sở hữu huyết mạch hỗn độn. Về phần tại sao Xích Viêm lão tổ không nghĩ đến hỗn độn thể, trước tiên, đương nhiên là bởi vì thể chất này quá mức hiếm thấy, không có khả năng tùy tiện đã gặp được. Hỗn Thiên tộc, Quân Tiêu Dao hơi cười khẩy, từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời. Ngọn lửa hỗn độn dâng lên trong bàn tay của hắn, trực tiếp ma diệt hết các loại hỏa đạo phù văn pháp tắc trên thân cổ kiếm đỏ đậm. Trở về, Xích Viêm lão tổ kết ấn. Nhưng mà, chỉ là nháy mắt mà thôi, rất nhiều tâm huyết phù văn trên thân cổ kiếm đỏ đậm kia bị ngọn lửa hỗn độn luyện hóa. Quân Tiêu Dao gọi ra Đại La kiếm thai, trực tiếp chém về phía Xích Viêm lão tổ. Xích Viêm lão tổ hoảng sợ. Ông nghĩ lầm Quân Tiêu Dao là người của Hỗn Thiên tộc, trong lòng vốn bồn chồn. Mạch Xích Viêm ngư ở biển tinh thần thái cổ đều xếp ra người mạnh nhất, càng đừng nói so sánh với Hỗn Thiên tộc top người trong chủng tộc bách cường. Cho dù từ phương diện nào, ông cũng không thể đắc tội với người trẻ tuổi này. Từ từ, hiểu lầm, bản tổ có thể rời đi. Trong lòng Xích Viêm lão tổ đánh trống lui binh. Nhưng Quân Tiêu Dao hiển nhiên không nhân từ như vậy. Ta bỗng nhiên muốn ăn cá. Lời nói của Quân Tiêu Dao nhàn nhạt, Đại La kiếm thai ngang trời. Xích Viêm lão tổ không có khả năng ngồi chờ chết, dấu ấn phù văn hỏa đạo cả người, bản thân giống như biến thành một lò luyện lớn. Luyện thiên địa, khí cơ uy danh cũng cực kỳ khủng bố, ở trong đế cảnh đều xem như một nhân vật. Không biết làm sao đụng phải quái vật Quân Tiêu Dao này. Thủ đoạn gì ở trước mặt hắn đều như giấy hồ. Thậm chí Xích Viêm lão tổ còn hóa ra bản thể, một đại ngư màu đỏ thẫm, cả người đều có vảy lửa đỏ, dấu ấn phù văn chảy ra xích hà. Thậm chí giống như có một cảm giác cá hóa rồng. Đáng tiếc, vẫn bị một kiếm của Quân Tiêu Dao xuyên thủng đầu, nguyên thần bị tiêu diệt trong nháy mắt, ánh sáng đế đạo mờ dần cho đến khi tắt. Lão tổ, bạn đang xem Thánh Thể Hoang Cổ tại kênh YouTube Recap Phim. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt người của Xích Viêm ngư tộc như Xích Thiên, nháy mắt đều rút đi tất cả huyết sắc. Lão tổ bộ tộc bọn họ lại cứ như vậy chết đi. Trong mắt Xích Thiên lại có lửa giận bốc lên, không nhịn được hét lớn một tiếng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta lui. Sau một câu, Xích Thiên trực tiếp hóa ra bản thể, vẫy đuôi cá, chuồn đi nhanh như chớp. Người của Xích Viêm ngư tộc còn lại cũng lần lượt làm chim thú tản đi, làm cho Quân Tiêu Dao xem có chút cạn lời. Thật đúng là một đám hiền tử hiền tôn. Nhưng mà Quân Tiêu Dao cũng lười đối phó với tạp ngư này. Hắn thu Xích Viêm ngư khổng lồ vào trong túi. Binh khí bản mạng của Xích Viêm lão tổ cổ kiếm đào đậm, cũng cho Đại La kiếm thai hấp thu luyện hóa. Sau đó lại thu đi tất cả bảo liệu ở đây bao gồm nguyên liệu như Trầm Hải Tuyết Ngân. Lúc sau rời khỏi nơi đây, tuy rằng bên trong động phủ này có động thiên khác, nhưng thật ra không tính là cực kỳ lớn. Cho nên thần niệm Quân Tiêu Dao cảm ứng một chút, lập tức đã nhận ra. Chỗ sâu nhất trong động phủ này có dao động đánh nhau kịch liệt. Ắt hẳn mấy thế lực mạnh nhất kia đã tiến vào chỗ sâu trong động phủ, đang tranh đoạt thứ gì đó. Quân Tiêu Dao thấy thế cũng độn tới chỗ sâu. Giờ phút này, chỗ sâu nhất trong động phủ, có một mảnh không gian dưới lòng đất rộng lớn. Mà ở chỗ sâu trong không gian này rõ ràng có một linh mạch dưới đáy biển. Ở phía trên linh mạch có một khoáng vật kích thước cỡ đầu người. Toàn thân nó màu lam sẫm, chiết xạ ra quang hoa mê ly, trong đó tự như ẩn giấu một mảnh tinh, không giống như ngọc bích. Hình dạng của nó nhìn qua giống như trái tim, thậm chí khiến cho người ta cảm giác như vật còn sống đang dao động. Bất cứ lúc nào đều có khí tức vật chất tiên đạo từ giữa dâng lên, làm cho nơi đây lượn lờ sương mù tiên quang. Mà ở không gian chung quanh, mấy vua hải vực, huyết ma sa tộc còn có một đám thế lực mang theo áo choàng hắc bào đều hội tụ ở đây. Từng là một trong chí bảo của Hải Thần Điện, Hải Dương Chi Tâm, không ngờ vậy mà ẩn nấp trong này. Cường giả đại đế của huyết ma sa tộc mắt lộ ánh sao. Huyết ma sa tộc chính là một mạch thế lực lệ thuộc Hải Uyên Lân tộc. Đại chiến trước kia của Hải Uyên Lân tộc và Hải Thần Điện, huyết ma sa tộc cũng từng tham dự. Uy danh ngày xưa của Hải Thần Điện luôn đuổi theo Hải Uyên Lân tộc, đương nhiên cũng có không ít bảo bối. Nhưng sau trận chiến đó có một vài bảo bối Hải Uyên Lân tộc lại không cướp đoạt được. Ví dụ như Hải Uyên Lân tộc không lấy được Hải Hoàng Thần Kích, tiên khí lớn mạnh hiếm có nhất Hải Thần Điện. Hiển nhiên có một vài chí bảo Hải Thần Điện đã sớm âm thầm tính toán xong, không có khả năng để Hải Uyên Lân tộc lấy được. Mà Hải Dương Chi Tâm này cũng như thế. Hải Dương Chi Tâm chính là chí bảo đặc biệt có ở biển tinh thần thái cổ, cực kỳ hiếm có. Là ở đáy biển tinh thần, hàng tỷ tỷ năm,
tinh hoa tinh thần hội tụ, vật chất tiên đạo ngưng kết, hình thành kỳ chân. Trong đó ẩn chứa vật chất tiên đạo nồng đậm cùng với các loại tinh hoa năng lượng. Đừng nói cường giả đế cảnh bình thường, cho dù là cấp cự đầu thậm chí đỉnh cấp đại đế đều sẽ quen mắt. Hải Dương Chi Tâm giống như vậy, cả biển tinh thần thái cổ cũng không tìm ra bao nhiêu. Một năng lượng Hải Dương Chi Tâm chất chứa, gần như tương đương với một khối năng lượng tổng hòa của bảo địa 3 sao, hoặc là 4 sao. Điều này đã cực kỳ khủng bố. Cho dù là mấy vua hải vực vẫn là đại đế của huyết ma sa tộc, trong ánh mắt đều mang theo một tia lửa nóng. Nhưng Hải Dương Chi Tâm chỉ có một viên. Hiển nhiên ở đây sẽ xảy ra một trận đấu tranh kịch liệt, cường giả thế lực các nơi, lực pháp tắc trong cơ thể đều ngầm lưu chuyển trong tối. Lúc này, ánh mắt của đại đế huyết ma sa tộc chú ý tới đám thế lực mặc áo choàng hắc bào kia. Trong ánh mắt toát ra một tia quang mang kỳ lạ. Sau đó hắn nói, thiên địa chí bảo, người có thực lực thì lấy được. Nhưng trước đó, ta cảm thấy có lẽ phải xử lý, đặc biệt một vài hạng người giấu đầu lộ đuôi. Nói đến đây, ánh mắt của đại đế huyết ma sa tộc chợt nhìn về phía đám thế lực mặc hắc bào kia. Trước đó còn không chú ý tới, đến tột cùng các ngươi có lai lịch như thế nào. Nghe được lời này, ánh mắt của mấy vua hải vực kia cũng nhìn về bên đó. Mà trong đám bóng dáng kia bỗng nhiên đi ra một vị, cởi nón trên đầu xuống. Rõ ràng là một vị lão bà tóc hoa râm. Tuy rằng nhìn qua tựa hồ vô cùng già nua nhưng khí tức cả người rõ ràng, cũng là đế cảnh. Nhân tộc. Trong mắt mấy vua hải vực và sinh linh của huyết ma sa tộc đều lộ ra kinh ngạc. Biển tinh thần thái cổ cũng không phải không có nhân tộc tồn tại. Nhưng trước đó, sau khi thế lực đỉnh phong nhất của nhân tộc, Hải Thần Điện suy yếu, nhân tộc ở biển tinh thần thái cổ đã không có quyền phát ngôn gì. Một vua hải vực nhìn về phía lão bà kia, cũng lạnh lùng hừ nói. Nơi đây cũng không có tư cách nhân tộc các ngươi cạnh tranh. Mà một nữ tử đeo mặt nạ vỏ sò phía sau lão bà đó nghe được lời này, không nhịn được đứng ra hét lên. Nơi đây vốn là vùng đất di tàng của cường giả Hải Thần Điện ta, không có tư cách chính là đám hải tộc các ngươi. Giọng nói của nữ tử mềm mại trong trẻo, mang theo một loại tức giận. Các ngươi là dư nghiệt của Hải Thần Điện, trong đôi mắt của đại đế của huyết ma sa tộc bắn ra tia máu, mang theo lãnh ý, mà trong mắt vài vị vua hải vực cũng lộ hung quang. Tuy rằng lúc trước Hải Thần Điện chiến bại bị giết, nhưng dù sao ra đại nghiệp đại, là quái vật lớn, thuyền nát còn có ba cân đinh, không có khả năng không lưu lại một chút thế lực. Nhưng mà bởi vì không tạo được thành tựu gì cho nên, cũng không gây ra gợn sóng gì quá lớn. Chư vị, không bằng xử lý đám nhân tộc này trước rồi chúng ta cạnh tranh, thế nào? Một vị vua hải vực đề nghị. Được, cường giả bao gồm huyết ma sa tộc đều đồng ý. Hừ, bà lão kia lạnh lùng hừ, tựa hồ lấy ra một món đồ nào đó. Trong khắp không gian có quang mang của trận pháp phù văn ẩn hiện. Cẩn thận, ánh mắt mấy vua hải vực đều hung ác. Xem ra, đám dư nghiệt của Hải Thần Điện này cũng có chuẩn bị ở sau. Vốn dĩ với mấy vua hải vực cộng thêm đại đế của huyết ma sa tộc, đối phó một bà lão đế cảnh tuyệt đối là dư giả. Ở bên phía Hải Thần Điện chỉ có một cường giả đế cảnh này. Nhưng tựa hồ bà lão nắm trong tay thủ đoạn nào đó, có thể điều động trận pháp nơi này. Ngay lúc song phương giằng co, không khí hết sức căng thẳng. Quân Tiêu Dao cũng tiến vào không gian này. Hắn không để ý bà lão của Hải Thần Điện giằng co với đám hải tộc huyết ma sa tộc. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hải Dương Chi Tâm kia. Hắn có thể cảm giác được vật chất tiên đạo và tinh thần chi tinh hùng hồn ẩn chứa trong đó. Không có chút chần chờ, Quân Tiêu Dao trực tiếp bước tới, thu Hải Dương Chi Tâm vào trong túi. Mà cảnh tượng này, cho dù là phe Hải Thần Điện, hay là thế lực như huyết ma sa tộc đều ngây ngẩn cả người. Hai phe bọn họ giằng co hết sức căng thẳng. Kết quả Quân Tiêu Dao giống như người không có gì làm đã muốn cướp đoạt Hải Dương Chi Tâm. Điều này sao có thể? Muốn chết? Ánh mắt của mấy vua hải vực đều lộ hung quang. Tuy rằng trước đó Quân Tiêu Dao đứng trên đỉnh đầu Hắc Giao Vương, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng tình huống. Càng không thể trơ mắt nhìn Quân Tiêu Dao cướp đi Hải Dương Chi Tâm. Một vua hải vực ra tay. Nó giống nhau cá trình điện, toàn thân màu trắng bạc quấn quanh điện mang, bí mật mang theo phù văn trực tiếp đánh tới Quân Tiêu Dao. Điện quang đáng sợ giống như hóa thành lỗi long, rơi xuống Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không có chút động tác, càng không có tránh lui. Ầm, thân hình hắn nháy mắt bị điện quang màu bạc chôn vùi. Cái này, hài, vị bà lão Hải Thần Điện kia cũng thở dài. Bọn họ đương nhiên nhìn ra Quân Tiêu Dao là nhân tộc. Với thế cục hiện tại, có lẽ Quân Tiêu Dao có thể tạm thời liên thủ với bọn họ, nhưng đáng tiếc quá mức lỗ mãng. Nhưng ngay sau đó, bà lão một đôi mắt già đục ngầu bỗng nhiên dừng lại. Bao gồm vị nữ tử đeo mặt nạ vỏ sò, hô hấp cũng bị kiềm hãm. Một bóng dáng áo trắng đi ra từ trong điện quang dữ dội, quần áo không nhiễm bụi trần, không bị chút ảnh hưởng. Điều này sao có thể? Cá trình điện kia khiếp sợ. Quân Tiêu Dao vậy mà dùng nhục chống đỡ chủ của đế kiếp. Chút lực lôi điện này tính là gì với hắn? Càng đừng nói, hắn còn từng tu tập lôi đế đại thần thông, đương nhiên càng không sợ lực lôi đình.
Quân Tiêu Dao ra tay, Đại La kiếm thai ngang trời. Hắn lười dây dưa nhiều cho nên tốc chiến tốc thắng, trực tiếp gọi ra thần binh. Kiếm thai ngang qua cùng với pháp tắc tiên thiên sát đạo trong thất thải trảm thiên hồ. Cá trình điện đó trực tiếp bị kiếm quang xẹt qua rất trôi chảy, trực tiếp bị xé ra, xem như xử lý nguyên liệu nấu ăn từ trước. Cái này, trong lòng mấy vua hải vực còn lại đều một trận sợ hãi. Người trẻ tuổi áo trắng này có chút tà môn. Không, có lẽ là rất tà môn. Nhưng nếu chúng nó đã lựa chọn ra tay, Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đại La kiếm thai chấn ra vạn tia kiếm khí, phá vỡ cả không gian, mỗi một tia đều có thể phân cách thiên địa. Mấy vua hải vực bị Đại La kiếm thai chém nổ tung, máu tươi nhiễm đỏ nơi này. Làm càn. Vị đại đế của huyết ma sa tộc kia thấy thế, một tiếng quát chói tai, gọi ra một thanh đao cong huyết sắc như vậy cá mập, chém ngang đến. Quân Tiêu Dao thấy thế, một mặt dùng lực thần hồn điều khiển Đại La kiếm thai, giết tới vua hải vực. Một mặt chân đạp côn bằng cực tốc đồng thời thi triển ra côn bằng đại thần thông. Khi bàn tay di động, hơn 100 triệu lực lượng thế giới tu di cùng với côn bằng thần lực phát ra. Phù văn màu đen vô tận nhấc lên giống, như là một cá côn to lớn không gì so sánh được vẫy đuôi, nhảy lên khoảng không. Sau đó trong giây lát, phù văn màu đen trở nên ánh vàng rực rỡ. Cá côn hóa thành đại bằng tung cánh nhấc lên sóng biển ngàn dặm. Khi nhìn thấy pháp này, sắc mặt đại đế của huyết ma sa, tộc giết tới nhất thời hiện ra một tia kinh ngạc rung động. Côn bằng pháp, ngươi có quan hệ gì với Bắc Minh hoàng tộc? Trong lúc ngón tay và bàn tay của Quân Tiêu Dao lệ qua lật lại, mang theo rung động pháp tắc vô tận, phù văn dâng lên. Cứ như hóa ra một con côn bằng hữu hình thật sự chấn áp về phía đại đế của huyết ma sa tộc. Đại đế của huyết ma sa tộc khiếp sợ không thôi. Bắc Minh hoàng tộc. Nghe thấy hắn nói như vậy, Quân Tiêu Dao như có điều suy nghĩ. Xem ra ở trong biển tinh thần thái cổ còn có thế lực liên quan đến côn bằng. Hơn nữa nghe hắn xưng hô, có lẽ cũng là cường tộc trong Hải Uyên Lân tộc giống Thương Hải hoàng tộc. Quân Tiêu Dao không trả lời, hắn chỉ giết về phía đại đế huyết ma sa tộc. Với tu vi cảnh giới hiện giờ của Quân Tiêu Dao, hơn 100 triệu lực lượng thế giới tu di chồng lên lực lượng của côn bằng pháp. Luồng sức mạnh thần năng đó quả thực là không gì sánh kịp. Lúc này, đại đế của huyết ma sa tộc đã bị đánh bay, binh khí bị đánh văng ra, đầy vết nứt. Hắn nôn ra máu tươi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao cảm giác côn bằng pháp mà thanh niên này thi triển, còn tinh diệu hơn nhiều so với mấy dòng chính của Bắc Minh hoàng tộc vậy? Quân Tiêu Dao lần nữa giết đến, lực pháp tắc dâng trào, thần năng trút xuống như đại năng mênh mông. Đại đế của huyết ma sa tộc hoàn toàn không gánh được, đứt gân gãy xương, căn bản không phải là kẻ địch của Quân Tiêu Dao. Phía bên kia, đám người của Hải Thần Điện đều nhìn đến ngây người. Bà lão đó càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bà có thể cảm giác được Quân Tiêu Dao tuyệt đối là nhân tộc có huyết thống thuần khiết chứ không phải là hải tộc. Nhưng lúc này lại thi triển ra côn bằng pháp của Bắc Minh hoàng tộc, hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy. Công tử đó, nữ tử mang theo mặt nạ vỏ sò cũng giật mình. Đợi đã, chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết ta? Huyết ma sa tộc ta chính là một mạch trong Hải Uyên Lân tộc đó. Đắc tội với Hải Uyên Lân tộc thì toàn bộ biển tinh thần thái cổ đều sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Đại đế của huyết ma sa tộc thất thanh nói. Hắn hoàn toàn đã đánh giá sai thực lực của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không trả lời. Đối mặt với kẻ ngốc sắp chết còn uy hiếp hắn, hắn lười nói thêm câu nào. Quân Tiêu Dao nện quyền phong xuống, chính là côn bằng vô lượng thần quyền, khiến toàn thân của đại đế huyết ma sa tộc nổ tung. Tu vi của đại đế huyết ma sa tộc cũng chỉ là đế cảnh trung kỳ mà thôi. Nhìn đại đế huyết ma sa tộc trực tiếp bị đánh bạo, lại nhìn công tử áo trắng giết đại đế như giết chó. Bà lão, nữ tử đeo mặt nạ của Hải Thần Điện đều chấn động thất thanh. Biển tinh thần thái cổ xuất hiện cường giả nhân tộc từ lúc nào vậy? Hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Hay, suýt chút nữa thì quên còn có vi cá mập. Bỗng nhiên Quân Tiêu Dao nghĩ đến, rồi khẽ thở dài. Đại đế của huyết ma sa tộc bị đánh bạo, tất nhiên là không để lại vật gì. Nhưng, ánh mắt của Quân Tiêu Dao chuyển sang bên cạnh, nơi đó còn có mấy cường giả của huyết ma sa tộc. Mấy cường giả đó thấy thế thì đều sợ hãi, xoay người hóa ra nguyên hình rồi chuồn lẹ. Đáng sợ quá đi. Bình thường đều là huyết ma sa tộc bọn nó xem chủng tộc khác là con mồi. Hiện tại bọn nó lại trở thành con mồi. Còn muốn cả vây cá của bọn nó. Đối với mấy cường giả huyết ma sa tộc chưa đến đại đế, Quân Tiêu Dao hơi suy nghĩ. Một ý niệm đã quyết định sinh tử, tản ra sóng thần hồn xung kích, trực tiếp chấn nát nguyên thần của một đám huyết ma sa tộc. Mà phía bên kia, Đại La kiếm thai cũng chém giết mấy vương của hải vực. Đợi đến khi Hắc Giao Vương, Tang Du, 5 tỷ muội nhân ngư tiến vào, thì chiến đấu đã kết thúc rồi. Bỗng nhiên Quân Tiêu Dao cảm giác được bản thân giống như một ngư dân đi biển. Tang Du, thu những thứ này lại, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Vâng, công tử. Tang Du cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Vi cá mập, cá trình điện, bạch tuộc, có thể làm canh vi cá mập, cơm cá trình, mực viên chiên, Hắc Giao Vương cũng nuốt nước bọt. Những con đó đều là vương của hải vực nổi danh cùng với nó.
nhưng bây giờ đều biến thành đồ hải sản. Quân Tiêu Dao đi đến phía trước Hải Dương Chi Tâm, chuẩn bị thu lấy. Lúc này, đám người của Hải Thần Điện tiến lên. Quân Tiêu Dao vốn không chú ý tới, chỉ là hắn cho rằng đám người đó không tạo ra được chút uy hiếp nào cho hắn cả. Đa tạ công tử ra tay tương trợ. Bà lão đó chắp tay nói. Không cần đa tạ ta chỉ vì bản thân thôi. Quân Tiêu Dao nói. Nếu đám sinh linh của huyết ma sa tộc không ra tay nhằm vào hắn thì Quân Tiêu Dao cũng lười ra tay với bọn nó. Công tử đúng là có đại nghĩa nhân tộc, lão thân bội phục. Bà lão lần nữa chắp tay nói. Quân Tiêu Dao hơi liếc mắt. Dựa theo kinh nghiệm, khi có mấy người, về mặt đạo đức, nâng ngươi lên rất cao, thì chứng minh muốn ngươi hy sinh và dâng hiến gì đó. Quả nhiên, nữ tử mang mặt nạ vỏ sò bên cạnh bà lão tiến lên một bước nói. Công tử, Hải Dương Chi Tâm rất quan trọng đối với Hải Thần Điện ta, mong công tử thành toàn. Thái độ của nữ tử rất thành khẩn. Quân Tiêu Dao cũng nở nụ cười. Không phải là mỉm cười mà là cười nhạt. Quan trọng với các ngươi đến chừng nào? Quân Tiêu Dao mang theo suy nghĩ, hỏi. Dường như nữ tử đeo mặt nạ không chú ý đến giọng điệu của Quân Tiêu Dao, mà nói tiếp. Không giấu gì công tử, lúc trước Hải Thần Điện ta chiến với Hải Uyên Lân tộc, tuy chiến bại nhưng cũng giữ lại được một phần nội tình. Hải Thần Điện ta có một truyền nhân Hải Thần ngủ say ở đảo Hải Thần. Nếu hắn xuất thế, dẫn dắt Hải Thần Điện, thậm chí là toàn bộ nhân tộc của biển tinh thần Thái Cổ, tạo dựng lại huy hoàng ngày xưa. Mà Hải Dương Chi Tâm có sự trợ giúp cho việc hắn hồi phục, cho nên mong công tử thành toàn. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của nữ tử hơi lóe sáng. Tuy chưa bao giờ thấy truyền nhân thần hải, nhưng thân là tu sĩ Hải Thần Điện, nàng cũng có nghe thấy sự tích của truyền nhân Hải Thần Điện. Tư chất yêu nghiệt, cực kỳ bất phàm, còn đạt được tiên khí của Hải Thần Điện, được thần kích Hải Hoàng tán thành, được vinh dự là người được chọn duy nhất đến trấn hưng Hải Thần Điện. Nữ tử đeo mặt nạ cũng cực kỳ sùng bái truyền nhân thần hải đó, thậm chí là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cho rằng chỉ cần truyền nhân Hải Thần nhậm chức thì có thể dẫn dắt toàn bộ Hải Thần Điện, thậm chí là nhân tộc biển tinh thần, đi về phía huy hoàng. Sau khi nghe xong, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Bà lão và nữ tử đeo mặt nạ cùng đám tu sĩ Hải Thần Điện đều nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao dùng tay lấy Hải Dương Chi Tâm xuống. Sau đó, ánh mắt của bà lão và đám người nữ tử đeo mặt nạ trực tiếp nhìn về phía túi của hắn. Bà lão và nữ tử đeo mặt nạ đều ngây ra. Bổn công tử chém giết một đám hải tộc, lấy được Hải Dương Chi Tâm, tại sao phải đưa cho truyền nhân Hải Thần? Nếu hắn thật cần thứ này, vậy thì bảo hắn tự đến lấy đi. Công tử, ngươi... Biểu cảm của bà lão hơi thay đổi. Nữ tử đeo mặt nạ thì không nhịn được mà nói, công tử, có lẽ ngươi hiểu hết những gì trước đó ta nói đúng không cho nên. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thản nhiên. Cùng là nhân tộc nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng đối kháng hải tộc, Hải Dương Chi Tâm cũng có trợ giúp với truyền nhân hải thần. Tương lai Hải Thần Điện ta quật khởi, tuyệt đối sẽ không quên công tử. Nữ tử đeo mặt nạ vô tư nói. Quân Tiêu Dao thở dài. Hải Thần Điện ngươi có thể đại diện cho toàn bộ nhân tộc à? Một câu nói khiến nữ tử đeo mặt nạ nghẹn họng. Quân Tiêu Dao không thèm để ý, mà xoay người muốn đi. Công tử, đợi đã. Nữ tử đeo mặt nạ còn muốn nói gì đó. Ống tay áo của Quân Tiêu Dao rung động. Cẩn thận. Bà lão biến sắc, chặn ở trước người nữ tử đeo mặt nạ. Bóng dáng của bà lão rút lui trăm trượng, khí huyết sôi trào chấn động. Mà nữ tử đeo mặt nạ cũng bị đánh lùi, phun ra một ngụm máu tươi. Mặt nạ vỏ sò trên mặt đều bị nghiền nát, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Chỉ là lúc này, khuôn mặt đó cũng tái nhợt đến cực hạn. Ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng mang theo vẻ sợ hãi. Nàng vốn cho rằng Quân Tiêu Dao cũng là nhân tộc, nên đứng ở lập trường của nhân tộc, trợ giúp Hải Thần Điện và truyền nhân Hải Thần. Nhưng lúc này, ánh mắt lãnh đạm của Quân Tiêu Dao nhìn về phía bọn họ và nhìn về phía hải tộc không chút khác biệt nào cả. Công tử xin bớt giận, là Lâm Nhi không hiểu chuyện. Bà lão đó vội vàng chắp tay, trong đôi mắt già nua vẩn đục còn hiện lên vẻ chấn động. Không đích thân trải nghiệm thì sẽ không cách nào hiểu được sự khủng bố của Quân Tiêu Dao. Sắc mặt của nữ tử tên là Lâm Nhi càng trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Bổn công tử không thích nghe ruồi nhặng ồn ào, chỉ lần này thôi. Quân Tiêu Dao đạm mạc nói. Tu sĩ của Hải Thần Điện có mặt ở đây đều không dám lên tiếng nữa. Quân Tiêu Dao muốn rời đi, nhưng bước chân hắn lại dừng lại. Dưới đáy mắt của bà lão hiện lên vẻ khác thường. Quân Tiêu Dao nhìn không ra nơi này, khuếch tán thần niệm vô hình ra ngoài. Sau đó, bỗng nhiên hắn nhìn về phía linh mạch đáy biến, giáng xuống một kiếm chỉ. Bịch, linh mạch phân tán. Linh khí tràn ra bốn phía. Bên trong có một khối xương to cỡ khoảng nắm tay. Nếu nhìn lướt qua, chưa chắc đã có thể phát hiện. Lúc nhìn thấy khối xương này, vẻ mặt của bà lão cũng không khỏi thay đổi. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không thèm để ý, hắn trực tiếp đưa tay chộp lấy. Bà lão lộ ra vẻ lo lắng. Cho dù vừa rồi Quân Tiêu Dao không đưa Hải Dương Chi Tâm cho bọn họ, thì biểu cảm của bà lão cũng không dao động như vậy. Rõ ràng khối xương này mới là thứ có giá trị nhất mà Hải Thần Điện cất giấu. Thậm chí còn vượt qua Hải Dương Chi Tâm.
Rõ ràng là bà lão biết được cái gì đó, trước đó không nói, muốn đợi Quân Tiêu Dao rời đi. Kết quả Quân Tiêu Dao thận trọng, vẫn là phát hiện ra. Cuối cùng bà lão không nhịn được muốn mở miệng nói gì đó. Công tử, hung, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lạnh lùng. Lúc này, bà lão không dám nói nữa. Quân Tiêu Dao đánh giá khối xương này, nhìn qua thì bình thường, nhưng lại chất chứa một loại khí cơ huyền diệu. Bên trên còn có mấy đường vẫn mơ hồ. Càng kỳ lạ hơn là Quân Tiêu Dao có chút quen thuộc với loại khí cơ này. Côn bằng. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. Không sai, khối xương này đang cảm ứng một cách khó hiểu với côn bằng đại thần thông của Quân Tiêu Dao. Nói cách khác, đây là cốt côn bằng cổ xưa. Thậm chí bởi vì quá lâu đời mà rất nhiều phủ văn bên trên đã bị phai mờ. Nhìn khối xương này, Quân Tiêu Dao lại nghĩ đến Bắc Minh hoàng tộc mà đại đế huyết ma sa tộc vừa mới nhắc tới. Xem ra phía sau của cốt côn bằng có bí mật không nhỏ. Người biết khối xương này. Quân Tiêu Dao nhìn về phía bà lão. Bà lão thu liễm ánh mắt, khẽ lắc đầu, lão thân không biết. Khóe miệng của Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười giễu, cũng không cưỡng ép gì cả. Hắn thu hồi cốt côn bằng, không thèm để ý đến đám người bà lão nữa mà xoay người rời đi. Đám người bà lão hoàn toàn không dám ngăn cản Quân Tiêu Dao, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn rời đi. Mãi đến khi đám người Quân Tiêu Dao rời đi, nữ tử đeo mặt nạ tên Lâm Nhi không khỏi dậm chân nói. Điều này, sao có thể như vậy được, cùng là nhân tộc, lẽ nào không nên quan tâm lẫn nhau, cùng chống lại hải tộc sao? Lâm Nhi cảm thấy khó hiểu. Quân Tiêu Dao bề ngoài tuấn giật xuất trần, tướng mạo như trích tiên, tu vi càng là tuyệt đỉnh. Có thể nói, cho dù lần đầu tiên Lâm Nhi nhìn thấy cũng không khỏi rung động. Thế nhưng thái độ Quân Tiêu Dao thể hiện ra sau đó khiến nàng rất khó giải thích được. Lẽ nào Quân Tiêu Dao không có chút ý thức trách nhiệm khi bản thân là nhân tộc à? Hải Dương Chi Tâm đó rất quan trọng đối với truyền nhân Hải Thần. Tại sao Quân Tiêu Dao không nhường Hải Dương Chi Tâm cho bọn họ chứ? Bà, tiếp theo nên làm gì? Lâm Nhi hỏi. Bà lão lắc đầu thở dài nói. Nếu nói đến Hải Dương Chi Tâm thì thôi đi, nhưng cốt côn bằng đó rất quan trọng. Thậm chí, còn liên quan đến việc Hải Thần, điện ta có thể đạt được bảo tàng truyền thừa nào hay không, nhưng thực lực của người đó sâu không lường được, cũng không biết là đến từ nơi nào. Tiếp theo, chúng ta chỉ có thể đợi đảo Hải Thần xuất thế, đợi truyền nhân Hải Thần tái hiện thế gian. Nghe đến truyền nhân Hải Thần, trong ánh mắt của Lâm Nhi không khỏi lộ ra ánh sáng sùng bái. Tuy nàng chưa tận mắt nhìn thấy truyền nhân Hải Thần, nhưng có nghe đám người bà lão nói qua. Đó là một nam tử tuyệt thế có tu vi tuyệt đỉnh. Thậm chí, chỉ kém cấp thiếu niên đế trong truyền thuyết một đường mà thôi. Có thể nói là mạnh nhất dưới cấp thiếu niên đế, là tồn tại yêu nghiệt nhất. Chứ đừng nói hắn còn đạt được tiên khí của Hải Thần Điện, được thần kích Hải Hoàng tán thành. Tất cả mọi chuyện khiến Lâm Nhi tràn đầy ảo tưởng về truyền nhân Hải Thần đó. Tưởng tượng hắn thành đại anh hùng quan trọng của Hải Thần Điện, thậm chí dẫn dắt toàn bộ nhân tộc của Biển Tinh Thần Thái Cổ đi đến đỉnh phong. Bà, đợi truyền nhân Hải Thần xuất thế, chắc hẳn có thể dẫn dắt nhân tộc của Biển Tinh Thần chúng ta đi về phía huy hoàng đúng không? Trong mắt Lâm Nhi cũng lộ ra vẻ mong chờ và hướng về. Điều này, đương nhiên là có thể. Bà lão gật đầu. Ta biết ngay mà. Trên mặt Lâm Nhi lộ ra ý cười. Không khỏi mong chờ truyền nhân Hải Thần tái hiện thế gian. Mà nàng lại không nhìn thấy trong mắt bà lão mơ hồ hiện lên sự lo lắng. Trước đây, bà lão cho rằng truyền nhân Hải Thần là thiên kiêu nhân tộc yêu nghiệt nhất của toàn bộ Biển Tinh Thần Thái Cổ. Thậm chí còn có hy vọng dẫn dắt nhân tộc của Biển Tinh Thần đi về phía huy hoàng. Nhưng sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, bà lão thầm đoán, nếu truyền nhân Hải Thần chống đối với công tử áo trắng có lai lịch thần bí, sâu không lường được đó. Rốt cuộc sẽ có mấy phần thắng. Quân Tiêu Dao, Tang Du, Hắc Giao Vương, 5 tỷ muội nhân ngư rời khỏi động phủ không gian, trở về bên trên tinh hải mênh mông. Tuy lần này Quân Tiêu Dao chỉ đến tham gia náo nhiệt, nhưng thu hoạch đã vượt qua dự liệu của hắn. Hải Dương Chi Tâm có thể làm nội tình của hắn. Mà cốt côn bằng, rõ ràng phía sau có bí mật lớn, nói chung cũng được xem là thu hoạch bất phàm. Vấn đề tiếp theo chính là đến nơi nào. Quân Tiêu Dao không quen thuộc với Biển Tinh Thần Thái Cổ cho lắm. Mà Hắc Giao Vương cũng chỉ là xưng vương ở hải vực mà thôi. Nơi đây cũng chỉ là một chỗ nhỏ bé chật hẹp so với Biển Tinh Thần Thái Cổ, rộng lớn vô biên. Hình như 5 tỷ muội nhân ngư cảm nhận được suy nghĩ của Quân Tiêu Dao. Đại tỷ trong số đó nói, nếu quân công tử không chê thì có thể đến mạch nhân ngư của ta. Lần trước công tử giảng đạo ở thành Đoạn Không, bọn ta vẫn chưa đa tạ công tử đàng hoàng. Đúng vậy, nữ hoàng đại nhân cũng nhớ nhung công tử mãi, suy nghĩ lúc nào mới có thể gặp lại công tử, cùng nhau đàm pháp luận đạo. Tiểu muội trong 5 tỷ muội cũng nói, bọn họ muốn mời Quân Tiêu Dao đến mạch nhân như, một mặt quả thật là muốn cảm ơn lần trước Quân Tiêu Dao nể tình giảng đạo. Mặt khác, tất nhiên là cũng có lòng riêng, muốn nghe Quân Tiêu Dao giảng đạo tiếp. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, cũng thấy được. Nữ hoàng nhân ngư đó tốt xấu gì cũng là cự đầu trong đế, hơn nữa có lẽ có hiểu biết về Biển Tinh Thần, Thái Cổ.
tiện thể còn có thể hỏi chuyện liên quan đến cốt côn bằng này. Cho nên quân Tiêu Dao quyết định đi đến mạch Nhân Ngư xem. Trên mặt của 5 tỷ muội Nhân Ngư đều lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Quân Tiêu Dao đồng ý, tất nhiên là không thể tốt hơn. Có thể giảng đạo cho bọn họ hay không là thứ yếu. Anh đẹp trai như vậy, chỉ nhìn thôi đã thấy bổ mắt. Sau đó, quân Tiêu Dao cũng hộ tống 5 tỷ muội Nhân Ngư, cùng trở về nơi ở của mạch Nhân Ngư. Tuy nói toàn bộ biển Tinh Thần Thái Cổ là một mảng biển, nhưng phạm vi cũng cực kỳ rộng lớn, huống hồ còn ngăn cách Đông Thương Mang và Nam Thương Mang. Trước đây, hải vực nơi quân Tiêu Dao ở cũng chỉ là hải ngoại vắng vẻ mà thôi. Vị trí của mạch Nhân Ngư vẫn còn ở chỗ sâu. Còn về biển Tinh Thần Thái Cổ, khu vực trung tâm dồi dào nhất tất nhiên là bị mấy mạch hoàng tộc trong Hải Uyên Lân tộc chiếm cứ. Sau khi đi ngang qua mấy đảo nhỏ truyền tống trận, đáy biển truyền tống tế đàn các loại thủ đoạn, quân Tiêu Dao cũng đến được hải vực, nơi ở của mạch Nhân Ngư. Mảng hải vực này cũng rộng lớn vô biên, linh khí trên mặt biển mờ mịt mỏng manh. Đám người quân Tiêu Dao trốn vào trong biển. Với tu vi cảnh giới hiện tại của quân Tiêu Dao, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì ở trên biển, như dẫm trên đất bằng. Thuận theo đám người quân Tiêu Dao tiến vào nơi sâu trong đáy biển, ánh sáng cũng dần biến mất. Không biết trôi qua bao lâu, 5 tỷ muội Nhân Ngư dẫn theo quân Tiêu Dao và Tăng Du, Hắc Giao Vương, tiến vào một rãnh biển thâm sâu. Sau khi tiến vào bên trong, xung quanh là một mảng tối tăm. Nhưng không lâu sau, phía trước có thần hoa sán lạn vô biên lan tràn ra, từng luồng, từng tia vô cùng sán lạn, kỳ quái. Tăng Du liếc mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngây ra, không khỏi sợ hãi than lên, đẹp quá đi. Trước tầm mắt của bọn họ, rõ ràng là một thành trì dưới đáy biển. Toàn bộ thành trì ở chỗ sâu trong rãnh biển, dùng các loại thủy tinh vỏ sò xây dựng thành, còn điểm xuyết các loại kỳ vật như trân châu, bảo thạch, khúc xạ ra ánh sáng sán lạn giống như ảo mộng vậy, khiến người ta nhìn một cái, cứ như đi đến Long Cung dưới đáy biển, mộng ảo như tiên cảnh. Tuy mạch Nhân Ngư không tính là đại tộc cường thịnh nhất, nhưng tốt xấu gì cũng là một mạch dưới Hải Uyên Ma tộc, cũng được xem là có nội tình. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.